Cái này thôi cho chồng xem đánh lắc chơi. Chết không được yếu đâu. Chết không được cũng quên. Chết sắc không được. Mình chết lá trắng với chết lá vàng. Ôi xử. Nè hả? Chết đá anh cầm chín. Hello mấy chị đẹp, mấy chị đẹp xem có gõ không mấy chị ơi. Mấy chị đang xem livestream chấm cho em Phương chấm nha mấy chị. Đó chưa hay. Bệnh còn gỗ là cái hộp nè, mấy chị lai dục bằng. Quá chưa hàng luôn. Mấy chị ơi, chứ đẹp nào đang xem livestream chấm giùm em Phương chấm nha mấy chị xem có thấy rõ không mấy chị ơi? Mấy chị đẹp xem có thấy rõ không? Hello chị Thu Giang, hello tất cả chị đẹp, chị đẹp mình đang xem livestream chấm giùm em Phương chấm nha mọi người. Dạ hôm nay live sale rất là nhiều cho mấy chị ơi, ngày cuối rồi mấy chị, một ngày hai ngày nữa là ngưng rồi. Hello chị Thu Trang, hello tất cả chị đẹp mình đang xem livestream bấm giùm em Phương một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Chị đẹp mình đang xem livestream bấm giùm em Phương một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị ơi. Thằng bé nhỏ đi chị like. Bắt đầu em lên luôn nha mấy chị, thì hàng nhiều quá. Em lên sớm luôn cho mấy chị luôn. Ồ, đất neo này không có la rồi mà ta. Em dị nè, thay xuống luôn. Yeah. Em lên cho mấy chị em lắc neo rồi mấy chị, một em lắc neo hàng của Subin nha. Cái này em còn tầm 3 cái thôi mấy chị. Cái lắc neo này hàng này đẹp lắm luôn cho mấy chị. Cái lắc neo này hiểm chốt cho livestream cho mấy chị 120. Cái lắc neo này em chỉ còn màu vàng thôi nha mấy chị. Mấy chị lên em nó lắc neo 120 kèm giùm em số điện thoại. À, dạ dòng cặp á chị, dòng cặp là 55.000 một cặp. Rồi để em lên lắc neo xong em lên cho chị dòng cặp. Chiều rồi đang xem livestream bấm giùm em Phương một lượt chia sẻ yêu thương nha chị. Rồi cái lắc neo này làm chốt cho mấy chị đẹp cho livestream luôn với giá là 120.000. Cái lắc neo này sale mạnh lắm á chị, nó đẹp nha, chạm đá hết giùm em nè. Quá cho xinh luôn nha mấy chị. Dạ lắc neo này em chốt mấy chị luôn 120.000, 120.000 kèm giùm em số điện thoại cho mấy chị ơi. Dạ chị ơi, cái này em còn được 3 cái. Cái em còn được 3 cái mấy chị đẹp. Xuất sắc luôn. Dạ cái này còn 3 cái em chốt với chị cho livestream là 120.000 luôn ha. Mấy chị lên em á lắc neo 120 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Cái này em like nhanh qua nhanh nha, cái này cái siêu phẩm của này nó đẹp lắm mọi người ơi. Rồi, chế nào để lắc neo lên em á lắc neo 120 bên em gọi hết đi chị Hoa Lục Bình thôi. Chị xem chị gọi số chốt gấp giùm em 0354255 0968459169 giùm em để được chốt nha. Rồi có ngày hôm nay là em live buổi trưa là chưa chốt kịp thôi, còn tất cả đơn là bên em chốt gọi hết trên nha chị. Rồi lắc neo nằm chốt 120, chứ là lấy lắc neo 120, lên em lắc neo 120, em xin phép qua mã luôn nha mấy chị. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, siêu phẩm của nhà em luôn. Dạ, lắc neo dùm em chị Nhung Hứa ơi, chị lên em đúng mã là lắc neo 120. Chị đừng có đánh, chị đừng có đánh là 120 không, mấy bé không biết gì chốt nè. Bắt đầu em like sale không? Dây chuyền Titan, rất là nhiều mã dây luôn nha mấy chị. Cái này em like xong là không có về nữa nha mọi người. Hết hàng luôn dùm em nè. Hết hàng dùm em nè. Dạ lắc neo làm chốt 120.000 kèm giùm em số điện thoại. Lắc neo 120 bạn này em còn sợ duy nhất game chuyện sợ luôn hả. Rồi mấy chị lên giùm em là T51 giùm em. 45.000 còn một sợi. T51 là 45.000 còn sợi nha mấy chị, em like nhanh qua nhanh cho hết hàng luôn mấy chị. T51 em còn một sợi.
em sale cho mấy chị luôn nha. Cái máy mã này là em sale nhanh nha mọi người, tại vì còn có một hai sợi thì mấy chị ơi, tơi 51 giùm em. Chứ là nó tơi 51 luôn em, nó tơi 51 giùm em ha. Rồi đây mã này là mã tơi 42, 55 ngàn em còn sợi luôn. Tơi 42 là 55 ngàn em còn sợi luôn nha mấy chị. Mấy chị lên em là tơi 42, 55 ngàn. Em qua mã luôn mấy chị cho hết mấy cái mã luôn. Tơi 42 là 55 ngàn kèm cho em số điện thoại dòng cặp trên bàn là 55 ngàn một cặp chị ơi. Chị lên em là dòng cặp 55 ngàn kèm cho em số điện thoại một cặp là 55 ngàn nha mấy chị. Rồi, vậy là chị không hay bên em gọi đó, dòng cặp là 55 ngàn kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Hôm nay em like sale là nhiều mã luôn nha mấy chị. Rồi, chế nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương mấy chị. Rồi, tiếp tục em lên cho mấy chị một mã nữa là T41. T41 này em sale, bạn này đẹp xuất sắc lắm. Bạn này siêu phẩm của shop em mấy chị. Rồi, T41 là hàng của thương hiệu luôn giùm em. Cái này mình đeo dài được nha mấy chị, mẫu này là dài được nha. Mẫu này dài tới 5 tấc luôn mấy chị. Rồi chế nào lấy mẫu này lên giùm em mã là T41, em sale luôn cho mấy chị bạn này 55 ngàn. Mặt của nó đẹp lắm. T41 giùm em. T41 giùm em 55 ngàn. Để cho mấy thận điểm coi T41 còn được mấy sợi. Rồi T41 giùm em 55 ngàn kèm giùm em số điện thoại, dây này dây chuyền titan đeo thường giùm em được ha. T41 giùm em, cái bạn này thì mình đeo dài được. Còn đường 5 sợi. T41 giùm em 55 ngàn, em còn được 5 sợi nha mấy chị. Chế nào lấy T41 lên em, lấy T41 chốt 55 ngàn cho live stream. Dạ T41 này làm chốt 55 ngàn cho live stream nè. Đây là một em dây chuyền titan, mấy chị đeo thường xuyên được giùm em ha. Chế nào lấy T41 lên em, lấy T41 giùm em 55 ngàn. 55 ngàn kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, xinh quá. Cái bạn này thì mình đeo dài được luôn, đeo ngắn được luôn nha mấy chị. Bạn này là bạn thương hiệu giùm em, bạn mặc của nó rất là đẹp luôn, titan đeo hoài. Chế nào lấy T41 lên em, lấy T41 chốt 55 ngàn cho live stream luôn. Chị nào lấy T41 lên em là T41 em chốt 55 ngàn cho livestream cho mấy chị luôn nha. Rất là xinh nha mấy chị. Chị nào lấy T41 lên em là T41 giùm em 55k kèm giùm em số điện thoại. Dạ cái này xinh lắm mấy chị ơi. Chị nào lấy T41 thì lên em là T41 em còn được 5 sợi. Em còn duy nhất được 5 sợi thôi nha mấy chị. Này là titan mấy chị mang thường được giùm em. Mấy chị lên em là T41 giùm em 55k kèm giùm em số điện thoại. Dạ dòng cặp là 55 ngàn chị ơi. Cái dòng cặp làm chốt mấy chị luôn 55 ngàn. Cái này dây này em còn ít thôi nha mọi người. Mấy cái này em còn xíu xíu thôi. Dạ T41 em còn được 5 sợi. Rồi tiếp tục em lên cho mấy chị một em dây chuyền titan tiếp mấy chị. Mã này cũng sale luôn. Rồi T41 giùm em 55 ngàn kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Em chốt 55 ngàn. Còn mã này em lên cho mấy chị là T24 chốt bài này 49 ngàn luôn. Vậy là lấy T24 là em lên T24 49 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. T24 làm chốt mấy chị cho livestream luôn 49k. T24 là 49.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Chứ là lấy T24 làm em là T24 chốt 49.000 cho livestream. Dạ, T24 là 49.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Cái này là T24 em còn được mấy sợi, em chốt 49.000 cho livestream luôn. Chiều rồi đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Dạ dòng gắn titan em đang sale cho mấy chị là 100.000 luôn. Mấy chị lên em là dòng gắn 100, dòng gắn hàng titan mang thường xuyên được giùm em ha. Dạ có lắp chân mấy chị, T24 là 49.000. Dòng gắn em chốt mấy chị cho livestream là 100.000 luôn. Bên em đang chốt đơn cho chị Sisu ơi. Dòng gắn em chốt mấy chị 100.000 cho livestream luôn. Mấy chị đánh cho em là dòng gắn 100 kèm cho em số điện thoại cho mấy chị. Cái dòng gắn này em sale cho livestream cho mấy chị là 100k. Chị đã lấy dòng gắn 100 lên em là dòng gắn 100 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị ơi. Dòng gắn là hàng titan em chốt cái livestream cho mấy chị là 100.000. Đang qua. Dòng gắn em chốt mấy chị 100.000 cho livestream luôn. Chị đã lấy dòng gắn lên em là dòng gắn 100 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Em chốt giùm em số điện thoại nha, quá trời xinh luôn mấy chị. Một em dòng gắn hàng titan em chốt cho livestream cho mấy chị luôn 100k. Cái này mình đeo thường xuyên không phai màu giùm em ha. Rồi dòng gắn này em chốt kêu là 100.000, xin phép qua mã luôn nha mấy chị. Mấy chị lên giùm em đúng mã là dòng gắn 100 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Dòng gắn là mấy chị ơi, dòng gắn là dòng titan, mấy chị lên giùm em, dòng gắn này em chốt 100.000. 100.000 trên livestream của em nha mọi người, dòng gắn là 100, dạ nhẫn cốc đi chị. Cốc đỏ này em chốt mấy chị 35.000. Chị là lấy cốc đỏ lên em, lấy cốc đỏ em chốt với chị cho livestream luôn 35.000. Cốc đỏ là 35.000 nha chị hỏi em cái nhẫn này đúng không? Dạ cái nhẫn cốc đỏ em chốt cho livestream cho mấy chị 35.000, rất là xinh luôn nha mấy chị, bản kim tiền dày đẹp nha. Mấy chị lên em là cốc đỏ 35k kèm giùm em số điện thoại nha chị ơi. Rồi cái nhẫn cốc đỏ em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 35.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Mấy chị yêu xem có hay gõ không mọi người. Cái nhẫn cốc đỏ em chốt 35.000 cho livestream.
Cái này nó cốc đỏ lên em, là cốc đỏ 35 ngàn kèm cho em số điện thoại. Nào đi vô Vinh cái đó vô chị nha. Trời ơi. Rồi mấy chị lên em là cốc đỏ 35 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Nhớ Vinh cái gỗ của chị nha. Lẹ lên. Rồi cốc đỏ cho mấy chị 35 ngàn cho livestream một em cốc đỏ hàng Subin. Dạ. Cốc đỏ là 35 ngàn, 35 ngàn kèm cho em số điện thoại kìa, cái ghế cao. Thư là lấy ghế cao, nghĩ sao lấy ghế đó cho chị nhớ tới được. Cốc đỏ là 35 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị ơi. Dạ cốc đỏ lên chốt 35 ngàn, 35 ngàn kèm cho em số điện thoại, em xin phép qua mã luôn nha. Ghế này lấy cốc đỏ lên, em lấy cốc đỏ 35 ngàn. Dạ cái nhẫn cốc đỏ lên chốt trên livestream cho mấy chị là 35 ngàn nha mấy chị ơi. Cái này lấy cốc đỏ lên, em lấy cốc đỏ 35 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Em lên cho mấy chị một em nhẫn vàng đồng, cái này còn có mấy chiếc thôi nha mấy chị. Cái này vàng đồng mình mang thường xuyên, không có phai màu nha mấy chị. Cái này vàng đồng mấy chị mang hoài, mấy chị lên giùm em mã là giờ 1, cái nhẫn giờ 1 nằm chốt 69 ngàn. Ủa đồng hồ vuông trắng còn số lượng mà. Còn. Chị mới like mà. Ủa sao chưa chị thấy ý chốt nó hết đồng hồ vuông trắng. Rồi mấy chị lên em là giờ 1, cái nhẫn giờ 1 nằm chốt 69 ngàn cho livestream nha mấy chị. Chứ nào là giờ 1, lên em là giờ 1 chốt 69 ngàn cho livestream. Dạ nhẫn giờ 1 là nhẫn vàng đồng, mấy chị đeo thường xuyên được giùm em ha. Chứ nào lấy nhẫn giờ 1 lên em là giờ 1 69 ngàn, cái này em còn ít thôi nha mấy chị. Cốc đỏ là 35 ngàn kèm giùm em số điện thoại, ok chiêu luôn nè. Dạ giờ 1 giùm em 69 ngàn kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Cái nhẫn giờ 1 này đẹp lắm mấy chị ơi, em chốt cho lời chim cho mấy chị đẹp, có giá là chỉ có 69 ngàn thôi nha. Chứ nào lấy giờ 1 lên em là giờ 1 69 ngàn kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị ơi. Quá xinh luôn mấy chị, quá xuất sắc luôn. Dạ chứ nào lấy giờ 1, dạ chữ giờ nha mấy chị, chữ giờ chữ đê 1 đó mấy chị, đê 1 là 69 ngàn kèm cho em số điện thoại. Dạ đê 1 là 69 ngàn, chiếc nhẫn này chiếc nhẫn vàng đồng, đeo rất là đẹp luôn mà mình mang thường xuyên được giùm em không phai màu. Dạ chứ nào lấy đê 1 lên em là đê 1, 69 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Dạ đê 1 chị Thiên Chi, chị Nhung Ruby, ok chị đẹp. Dạ đê 1 là 69 ngàn kèm giùm em số điện thoại luôn mấy chị, chứ nào lấy đê 1 lên em là đê 1. Một em nhẫn vàng đồng mấy chị mang thường được giùm em nha, em chốt 69 ngàn cho livestream luôn. Mấy chị lên em ở đây 169k kèm cho em số nội được lên đơn thành công. Tiếp tục em có một cái mã nhẫn lắc cơ. Nhẫn lắc cơ mà mấy chị hỏi em nhiều nhất luôn nè. Cái này còn mấy chiếc à, thôi nên em tặng nó cho mấy chị luôn. Một em nhẫn lắc cơ mang thường xuyên được giùm em không? Sắc vàng. Mấy chị lên giùm em ở là đây 33. Đây 33 này em sale 69 ngàn luôn. Bài này em đang bán 120 mấy chị. Đây 33 này em sale cho mấy chị trên livestream luôn 69 ngàn. Mấy chị lên giùm em ở là đê 33, đê 33 cái nhẫn này em sale cho mấy chị luôn 69 ngàn, em nhẫn lắc cơ nha mọi người. Em tặng cho livestream cho mấy chị là 69 ngàn luôn. Mấy chị lên giùm em ở là đê 33. Dạ giờ 33 mấy chị. Rồi giờ 33 này em cho mấy chị luôn 69 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Chứ nào giờ 33 lên em ở là giờ 33 69 ngàn, các bạn này em còn mấy cái thôi em tặng nốt nha mấy chị ơi. Ờ, dạ dòng cặp với chị, dòng cặp làm chốt 55 ngàn một cặp đếm lên cho. Rồi giờ 33 nằm chốt mấy chị 69 ngàn kèm giùm em số điện thoại luôn nha mấy chị. Chứ nào lấy giờ 33 là chốt liền giùm em nha. Em tặng nốt hết 69 ngàn, cái này em còn khoảng tầm 10 chiếc thôi mấy chị. Tặng nốt hết một em nhẫn lắc cơ vàng nha mọi người. Giờ 33 nhẫn lắc cơ vàng là bình thường em bán rẻ nhất là 100 ngàn là rẻ nhất rồi đó mấy chị. Rồi chứ nào lấy giờ 33 lên em là giờ 33 chốt mấy chị cho lấy chim là 69 ngàn. Chứ nào lấy giờ 33 lên em là giờ 33 69 ngàn. Em lột qua em chị cái thôi. Giờ 33 giùm em 69 ngàn, 69 ngàn kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, xinh quá. Chị nào lấy giờ 33 lên em là giờ 33, em tặng nốt bằng này hết luôn nha mấy chị. 69k kèm giùm em số điện thoại là được lên đơn thành công, em qua mã luôn. Rồi chế nào lấy giờ 33 lên em là giờ 33 giùm em. Rồi em lên cho mấy chị một em dây chuyền titan nha. Bạn này cưng lắm, bạn này đeo thường xuyên được. Mấy chị lên em là tê 33. Mấy chị lên giùm em là tê mấy em. Rồi mấy chị lên em là T36, không cho bạn này 49 ngàn luôn. Cái dây này đẹp, cái chế tác cũng nó đẹp lắm mấy chị. Mấy chị lên em là T36, không cho 49 ngàn cho livestream. Vậy nào lấy T36 lên em là T36, không cho 49 ngàn cho livestream nha. Rất là xinh luôn mấy chị. Một em dây chuyền titan đeo thường xuyên được. T36 giùm em 49 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Còn nhiều mấy thôi. Cái nào không còn nhiều em đếm mấy chị luôn ha. T36 giùm em 49 ngàn mấy chị. T36 giùm em 49 ngàn kèm giùm em số điện thoại mấy chị ơi. Còn một hai hôm nữa là bên em nghỉ rồi nên mấy chị tranh thủ mấy chị chốt nha, tại vì bên giao hàng sẽ không có nhận đơn hàng nữa và không có kịp Tết đó mấy chị. T36 giùm em. Có ghi luôn em. Rồi T36 em chốt cho livestream cho mấy chị luôn chứ giá là 49 ngàn mấy chị.
Rồi chứ nào lấy tơi 36 là em lấy tơi 36 chốc 49.000 cho livestream là một em di chuyển titan mang thường xuyên được giùm em ha. Rồi chứ nào lấy tơi 36 là em lấy tơi 36 kèm giùm em số hội được lên đơn thành công nha mấy chị. Dạ tơi 36 giùm em 49.000 xin phép qua mã luôn. Rồi chứ nào lấy tơi 36 là em lấy tơi 36 giùm em lên cho mấy chị của em nhẫn siêu phẩm. Cái này mình mang thường giùm em được nha. Chiếc này rất là đẹp luôn mấy chị, lên em nó đẹp hai. Cái nhẫn đẹp hai này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000. Dạ đẹp hai là 55.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Còn nha chị, còn nhận ship hết luôn nha, tại vì em giao tới mấy bên giao hàng lận, bên tiết kiệm thì sẽ không có nhận được nhiều đơn, nhưng mà bên em làm bên Viettel nữa mấy chị. Rồi lên em là tơi 36 là một hai hôm đó là bên em ngưng nhận đơn nha mấy chị, nên mấy chị tranh thủ mấy chị chốt tại vì tết cận tết đó mọi người. Rồi nhẫn này là đẹp hai giùm em 55.000 kèm cho em số điện thoại, mã này xinh quá mấy chị, mã này xuất sắc luôn. Chị nào lấy đẹp hai lên em là đẹp hai em chốt cho livestream cho mấy chị 55.000. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha. Rồi tơi 36 chị cao bích cao bích bích cao bích bích cao. Em lấy giùm chị sợ tại vì chị có con cái tay không. Rồi mấy chị lên giùm em mã là nhẫn này đẹp hai em chốt 55.000 luôn, siêu phẩm của nhà em. Mấy chị lên em mã đẹp hai em chốt 55.000 cho livestream. Rồi mấy chị lên em mã đẹp hai 55.000 lên cho mấy chị em dây chuyền titan. Đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị, hôm nay sale titan rất là nhiều luôn á. Bạn này tặng nha, bạn này rất là đẹp luôn, mấy chị có thể đeo với lại cái nhẫn hai sòn nè mấy chị. Xuất sắc luôn á. Rồi cái nhẫn hai sòn này em chốt mấy chị là 69.000, mấy chị ghi em là hai sòn 69, nhẫn là dây chuyền mấy chị lên em là T45 49.000. T45 này cái dây này đẹp lắm nè mấy chị, xuất sắc luôn giùm em, nhìn giùm em nè. T45 này em chốt mấy chị cho livestream là 49k nha mấy chị. T45 là 49.000. Nhẫn hai sòn là 69.000 giùm em mấy chị. Mấy chị lên em là hai sòn 69 kèm giùm em số điện thoại. Cái nhẫn hai sòn làm chốt mấy chị 69k cho livestream luôn. Rồi chế nào hết mẫu này mấy chị lên giùm em mã dây này, mấy chị lên giùm em mã là T45. T45 giùm em mấy chị, T45 làm chốt 49.000. Dạ T45 là đẹp nha mọi người, là xuất sắc luôn, nam nữ là bé trai bé gái gì đeo được. Bạn này mang không phai màu y chang nhận thiệt mà nó bóng lắm luôn nha mấy chị, đẹp lắm luôn á. Em bán tặng bạn này là 49.000, nhẫn hai sòn là 69k giùm em. Mấy chị lên em là hai sòn 69 kèm cho em số điện thoại là nhẫn titan nha mọi người, đeo thường xuyên được giùm em. Chứ nào lấy hai sòn lên em là hai sòn chốt 69.000 trên livestream cho mấy chị luôn nha. Giờ nào lấy hai sòn lên em là hai sòn 69.000. Dạ, cái nhẫn này em chốt 69.000 trên livestream luôn. Tơi 45 là em chốt mấy chị luôn giá là 49.000. Tơi 45 là 49.000 là một em dây chuyền titan mang thường xuyên được giùm em nha, rất là đẹp luôn, bạn này em tặng trên livestream. Dạ, tơi 45 là 49.000 kèm giùm em số điện thoại, rất là xinh luôn mấy chị. Cái dây này là dây titan nha chị ơi, rất đẹp luôn, mang thường được giùm em. Ok chị Hạnh Nguyễn có đơn nè, ok chị Hạnh Quỳnh có đơn, ok chị Chi Nguyễn giùm em. T45 là 49.000, hôm nay em tặng nó hết 49.000, cái mặt đá nó đẹp, chủ yếu là cái mặt nó quá đỉnh luôn mấy chị. Em tặng mạnh là 49.000 kèm cho em số điện thoại. Dạ T45 là 49.000, 49k nhớ kèm giùm em phương số điện thoại nha mấy chị. Mấy chị lên giùm em là T45 49.000. T45 giùm em 49k kèm giùm em phương số điện thoại nha mấy chị, em chốt 49.000 trên livestream luôn. Rồi cái nào lấy T45 lên em là T45. Em qua mã T45 nha mấy chị. Bông tai này em lên cho mấy chị luôn. Em này em còn màu trắng nha mấy chị. Màu vàng, sorry mọi người, đôi này em còn màu vàng. Đôi này đẹp xuất sắc luôn á. Đôi này siêu phẩm luôn á mấy chị. Đôi này cái nào hết đánh cho em mã là B27 em tặng luôn. Đôi này 45.000. Đôi này chiếu lắm nha mấy chị. B27 45.000 kèm giùm em số điện thoại. Chế nào lấy T45 lên em là T45 một chút tặng hết luôn 49.000. Cái dây này rất là đắt nha mọi người. Nhìn cái mặt của nó nè mấy chị. Phối mặt rất là đẹp luôn. Dạ T45 là 49.000 kèm cho em số điện thoại. Nhẫn này mấy chị lên giùm em mở là B27. B27 em chốt mấy chị luôn 45.000. Chị nào lấy B27 lên em là B27 45.000 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Chứ nào lấy B27 lên em là B27 em chốt 45.000 lên cho mấy chị một em lắc subin, mấy chị mang thường xuyên được nha. Lắc này đẹp lắm. Lắc này chứ nào lấy đánh giùm em mở lắc 80, lắc này em chốt mấy chị luôn 80.000. Cái lắc này em tặng cho livestream cho mấy chị là lắc một em lắc subin màu trắng nha mọi người, rất là đẹp luôn, cái khóa đi trang khóa vàng thiệt luôn. Cái lắc này em cho mấy chị 80.000, mấy chị lên em lắc 80. Mấy chị đẹp lên giùm em lắc 80 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dạ, lắc này em cho mấy chị luôn 80.000, mấy chị xem gõ không mấy chị? Mấy chị lên em là B27 chốt 45.000. B27 giùm em 45.000 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dạ T45 cho chị Thảo Trần, B27 giùm em 45.000. Lắc này em cho mấy chị 80.000 luôn, lắc này xinh lắm mấy chị, lắc này rất là đẹp luôn. Lắc này cực kỳ đẹp luôn, mang thường được mấy chị, chứ nào lắc này lên em lắc 80. Cái lắc này em chốt cho livestream cho mấy chị là 80.000. Chế nào lại lắc 80 lên em lắc 80 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, xinh lắm. Cái lắc này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 80.000, 80.000 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Bông này mấy chị lên em là B27, cái B27 em chốt 45.000 luôn. B27 làm chốt 45.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công.
Vậy là lớp bơi 27, lớp em bơi 27. Cảm ơn chị Mỹ Nguyễn Thị nha. Bơi 27 là 45.000 kèm cho em số nội được lên đơn thành công. Rồi bông này là dạng khoen nha, em chốt với chị cho livestream là 49.000. Mấy chị lớp em là bông 49 kèm giùm em số hội nha mấy chị. Bông này em chốt 49.000, lắc 80 đẹp lắm mấy chị. Lắc 80 cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Ở ngoài nó sáng lắm, ở ngoài nó trang nhận ý mấy chị, nó đẹp mà nó bóng lắm. Cái lắc này em chốt 80.000 cho xem nhẫn ok cho đẹp luôn. Rồi chứ nào lấy bông này lên em là bông 49. Mấy chị lên em là bông 49 lấy nhẫn chị nhẫn này. Bông này em chốt mấy chị 49.000. Mấy chị lên em là bông 49 kèm giùm em số hội nha mấy chị. Bông này em chốt mấy chị luôn 49.000, 49k kèm cho em số hội là được lên đơn thành công. Dạ lắc là 80.000, bông là 49.000 nha mấy chị. Bông 49 giùm em. Dạ bông này em chốt 49.000, dạng khoen rất đẹp luôn. Lắc là lắc 80, lắc 80 kèm giùm em số hội. Bông là 49.000, em coi màu nào còn nhiều không thôi. Một màu thôi. Rồi mấy chị ơi, hình như còn có màu vàng mấy kia hết đúng không? Rồi mấy chị lên em mở nhẫn đá đen. Nhẫn đá đen này em chốt cho livestream cho mấy chị 60.000. Đá đen 60, đá đen 60 giùm em nè mấy chị. Mấy chị lên em cái này em đổi bịch luôn với thôi. Nó đi cách. Cái nhẫn đá đen nè mấy chị, nhẫn đá đen nè em chốt cho livestream cho mấy chị là 60.000. Nhẫn này thì có cước là xinh nha mấy chị. Mấy chị lên em á đá đen 60 kèm giùm em số hội. Cái nhẫn đá đen nè em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 60.000 một em đá đen nha mấy chị. 60.000 ở ngoài đẹp lắm, mọi người ở ngoài có là sáng mà đẹp luôn. Chứ nào hết cái nhẫn đá đen này lên em á đá đen 60 kèm giùm em phương số hội được lên đơn thành công nha mấy chị. Cái nhẫn đá đen này rất là đẹp mấy chị, em lên tay cho mấy chị coi nha. Form nó rất là sang luôn mấy chị. Cái đá lời đen nó rất là đắt nha mọi người. Mấy chị lên em á đá đen. Đá đen 60 giùm em, thêm giùm em số 60 chị Nguyễn Nghĩa ơi. Đá đen 60 kèm giùm em số điện thoại. Dạ cái đá đen này em chốt cho livestream cho mấy chị bô 60.000, 60.000 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Đây chị em có đôi bông nè, bông này là màu trắng nè chị. Bông này em chốt 48.000 dạng khoen. Chị hết bông này chị lên em là bông 48 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Màu trắng giùm em luôn. Bông này em chốt với chị cho livestream là 48k. Mấy chị lên em là bông 48 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha chị ơi. Cái bông này em chốt cho livestream cho mấy chị là 48.000. Dạ bông là 48.000 giùm em, nhẫn đá đen này 60.000, mấy chị lên em ở đá đen 60. Đá phơi lơi đen ở ngoài nó rất là đẹp nha mọi người, mấy chị lên em ở đá đen. Đá đen này em chốt cho livestream cho mấy chị là 60.000, 60.000 kèm cho em số điện thoại. Nhẫn bông này là 48.000 mấy chị, bông 48 kèm giùm em số điện thoại nha. Ờ dầu rồi bữa em còn mấy chị bông này em chốt với chị 48k. Mấy chị lên em là bông 48, bông 48 kèm cho em số điện thoại nước hoa, tí xíu sẽ tặng nha mấy chị, em tương tác có chút xíu sẽ tặng nước hoa. Rồi cái bông này em chốt cho livestream cho mấy chị là 48.000. Rồi chứ nào lấy đá đen 60, lên em đá đen 60 kèm cho em số điện thoại một em đá phơi lơi đen nha mấy chị. Em tặng cho livestream cho mấy chị là 60.000. Mấy chị lên em đá đen 60 kèm cho em số điện thoại. Rồi tiếp tục lên cho mấy chị đôi bông này tặng hết. Đôi bông hàng Subin nha mấy chị, đôi bông hàng Subin dạng mắt xích đeo thường được. Mấy chị lên giùm em mã là B19 em chốt 39.000 luôn. Mấy chị lên em là B19, B19 em không có nguyên bộ đá đen rồi chị, em săn được cái này là sale của mọi người. B19 em chốt cho livestream cho mấy chị là đôi bông này là bông Subin 39.000 luôn. Thấy chị bé yêu nha. Rồi chứ nào lấy B19 là em là B19 em chốt 39.000 cho livestream. Chứ nào lấy B19 chốt giùm em mã là B19 39.000. Mấy thôi mấy đọc mấy. Mấy chị lên nhìn em là bông B19 em chốt cho mấy chị là 39.000 nha. Lên nhìn em là bông B19 em chốt là 39.000 nha mấy chị. Không có em gỡ từ từ chị lên. Rồi mấy chị lên em là B19, B19 cho em 39.000. Bông này xinh lắm, bông này là tặng nốt cho hết nha mọi người. Bông Subin mang thường. Cho nên lấy B19 lên em là B19 em chốt cho lấy chim cho mấy chị luôn 39.000. Dạ B19 cho em 39.000 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Có xi men chị để em lên xi men cho. Rồi chị nào lấy B19 lên em là B19 em chốt 39.000 cho lai chim. Bộ xi men trắng lên phương mang thường được luôn mấy chị, mang rất là bền. Màu trắng là xi men, xi men 169 cho em nha mấy chị. Màu trắng là xi men 169 giùm em nha mọi người, 169.000 mang thường được cho mang rất là bền. Khóa của nó là khóa bấm giùm em nha. Xi men em chốt với chị luôn cho livestream là 169.000. Mấy chị lên giùm em là xi men 169 giùm em, khóa của nó là khóa bấm giùm em. Rồi chế nào lấy xi men 169 là em là xi men 169, còn chế nào lấy xi men 159 là màu vàng. Em chốt 159.000. Xi men này mang rất là bền nha mấy chị, mùa Tết là phải có một bộ xi men rồi mấy chị mang lên tay đẹp lắm. Lên form tay rất là đẹp luôn mấy chị, xi men làm chốt với chị luôn. Màu vàng á là 159.000 một bộ, mấy chị lên em xi men 159. Còn màu trắng làm chốt 169, màu trắng ở ngoài vàng ý ở ngoài nó sẽ đẹp hơn nha, lên đây nó bị dạ mấy chị. Rồi xi men này là 169, còn xi men là 159.000. Chị nó hết màu trắng lấy màu trắng, chứ nó hết màu vàng lấy màu vàng giùm em, quá xinh luôn mấy chị, quá xuất sắc luôn. Quá xinh quá xuất sắc giùm em ha, xi men 159 và xi men 169 giùm em.
Chế nào hết mã nào, comment mã đó giùm em ha. Ximen 159 giùm em, siêu phẩm của shop em luôn á, mang thường được mà bền lắm mấy chị. Khóa của nó có dập ký hiệu luôn, đây là ximen hàng Subin nha mấy chị, bán chạy nhất shop em luôn á mấy chị. Đây. Bán chạy nhất shop em luôn mấy chị, mấy ngày nay là đi bạn này rất rất là nhiều luôn. Ximen này là 159 giùm em. Khách chỉ có feedback là đẹp thôi nha mấy chị, nhận hàng mấy chị được kiểm nha, ở ngoài trang dần thiệt đẹp lắm. Ximen 159 nha, ximen 169. Chứ nó hết màu nào lấy cho màu đó giùm em ha. Dạ dòng cặp là 55.000 một cặp chiêu ơi. Chiêu hết dòng cặp, kilo mém là dòng cặp là 55k một cặp. Cái dòng cặp này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000. Chứ nó hết dòng cặp, lên mém là dòng cặp 55.000 kèm cho em số điện thoại nha. Dạ cái dòng cặp này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn 55.000, lên cho mấy chị cái lắc bi 3 màu. Cái lắc bi 3 màu thì quá đẹp rồi mọi người, cái lắc bi 3 màu này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn. Với giá là 55.000. Mấy chị lên mém là lắc bi 55 kèm giùm em số điện thoại cho mấy chị. Cái lắc bi này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000, 55k giùm em. Rồi em lên cho mấy chị một em nhẫn kim tiền hàng titan đeo thường xuyên được giùm em, rất là đẹp. Mấy chị lên em là kim tiền 60. Cái nhẫn kim tiền này em chốt cho mấy chị luôn 60.000. Giả lắc bi là lắc bi 55, là lắc bi 3 màu giùm em, siêu đẹp nha. Mình phối với cái nhẫn nào cũng đẹp không mấy chị. Rồi nhẫn này là kim tiền 60 kèm giùm em số điện thoại. Cái nhẫn kim tiền này em chốt cho livestream cho mấy chị 60.000, nhẫn kim tiền gì mọi người. Nhẫn kim tiền hàng titan giùm em nha, mà bạn này màu rất là đẹp luôn, ai mang cũng được. Mấy chị lên em là kim tiền. Kim tiền em chốt 60.000. Ok chị đẹp luôn, kim tiền là 60.000, lắc bi em chốt với chị 55.000. Mấy chị lên em lắc bi 55, kim tiền là 60. Kim tiền là 60, kim tiền này mang thường xuyên được giùm em, lắc bi là lắc bi su bi em chốt 55.000. Mấy chị lên em ở lắc bi 55 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Ghi mã cho chị luôn. Rồi, em ghi giùm chị luôn ha. Rồi mấy chị lên em ở dây T4 hàng titan mang thường xuyên là đẹp quá. Cái dây T4 này cái mặt nó rất là đẹp, mấy chị lên em là T4 em chốt với chị luôn. Cái dây T4 này là 55.000 kèm cho em số điện thoại mấy chị. Mấy chị lên em là T4 55.000, dây chuyền titan rất đẹp nha mấy chị. Chứ là lấy T4 lên em là T4 chốt 55.000 cho livestream luôn. Chứ là lấy T4 lên em là T4 55k. Lắc là lắc 55, lắc bi 55 là lắc bi 3 màu giùm em. Kim tiền làm cho mấy chị 60.000, kim tiền hàng titan mang thường xuyên được giùm em mấy chị, may mắn tiền tài lộc. Mấy chị lên em là kim tiền 60, lắc bi là lắc bi 55 kèm giùm em số điện thoại qua mã luôn. Rồi, tiếp tục cũng lên cho mấy chị em dây T4 hàng titan, dây này cái mặt đá nó đẹp lắm luôn nha mấy chị. Chứ là lấy T4 là em lấy T4 chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn với giá là 55.000. Dạ dây chuyền T4 là dây chuyền titan mình mang thường xuyên được giùm em. Dạ chứ là lấy T4 là em lấy T4 55.000 quá đẹp luôn mấy chị. Chứ là lấy T4 là em lấy T4 chốt 55.000 cho livestream cho mấy chị luôn. Chứ là lấy T4 là em lấy T4 55k kèm giùm em số điện thoại luôn nha mấy chị. Cái nào ít quá em ghi số lượng thôi nha. Thôi thôi chị. T4 giùm em 55.000 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Chứ là lấy T4 là em là T4 chốt 55.000 cho livestream cho mấy chị luôn ha. Dạ T4 này làm chốt 55.000 mấy chị ơi, cho nào lấy T4 là T4 kèm giùm em số điện thoại. Kèm giùm em full số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Cái nhẫn này chị nào khách mới mình có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em nha, nhẫn này đẹp lắm. Nhẫn này mấy chị lên em là nhẫn 40, cái nhẫn này em chốt livestream cho mấy chị là 40.000. Nhẫn 40 kèm giùm em số điện thoại nha, chị nào khách mới mình được mang trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng. Dạ cái dây T4 này là 55.000, nhẫn này em chốt với chị luôn 40.000 cho livestream luôn. Mấy chị lên giùm em đúng mã là nhẫn 40 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái nhẫn này thì em chốt cho livestream cho mấy chị là 40.000. Dạ nhẫn này là nhẫn 40 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dạ T4 là 55.000 một em dây chuyền titan mang thường xuyên được giùm em, không phai màu giùm em nha. Cái bạn này mấy chị mang cái trang dần ý rất đẹp lắm. Cái T4 này riêng cái đá của nó rất là đẹp nha mọi người. Chứ là lấy T4 là em là T4 chốt 55.000 cho livestream cho mấy chị luôn, quá xinh. Dạ T4 giùm em 55.000, chị nào khách mới thì mình có thể mua một chiếc nhẫn kim tiền này. Em sẽ đi một em nhẫn hộp cao để mấy chị trải nghiệm dùng thử giùm em. Với giá chỉ có là 40.000 thôi. Nhẫn này thì mình mang thường xuyên được giùm em và mình được trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng luôn. Mấy chị hết cái nhẫn này mấy chị lên giùm em mã là nhẫn 40. Em chốt bạn này cho livestream là 40.000. Em chốt bạn này cho livestream là nhẫn 40 kèm giùm em số điện thoại, chị nào khách mới thì mình có thể mang trải nghiệm dùng thử giùm em nha. Mấy chị lên em là nhẫn 40, nhẫn 40 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dây trắng lớn em có, mấy chị đợi em xíu em lên cho. Rồi nhẫn em chốt 40.000 cho livestream luôn. Mấy chị lên em là nhẫn 40 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ bạn này em chốt 40.000, có cái nhẫn này đẹp lắm. Cái này là hàng chế tác của nhà em đó mấy chị. Cái đồ nhẫn. Cái nhẫn hồi nãy á. Mãi đi. Đây gì coi. Rồi cái này nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị nha, riêng cái mã này nha mấy chị, hột sòn bự đẹp lắm. Cái nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 80.000, có dây lớn không? Dạ có chị, chút xíu em sẽ lên là dây lớn cho. Mấy chị lên giùm em là nhẫn 80 kèm giùm em số điện thoại. Cái nhẫn này là siêu phẩm của shop em nha, cái hộp trụ của nó lớn nha mọi người. Chứ nào mà hết một bạn nhẫn lớn thì mấy chị có thể lấy cái nhẫn 80 giùm em ha. Cái đai của nó rất là đẹp luôn.
Cái nhẫn này thì em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 80 ngàn. Nhẫn 40 T4 ok cho đẹp luôn. Chị đã lấy nhẫn 80. Mấy chị lên em là nhẫn 80 kèm giùm em số điện thoại. Nhưng mấy chị em chốt bàn này cho livestream 80 ngàn. Nhẫn này không đẹp, không lấy tiền luôn mấy chị. Em còn chỉ có màu vàng, đai vàng duy nhất thôi nha mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Chứ nó hết cái nhẫn này lên em là nhẫn 80 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị là 80 ngàn. Chứ là nhẫn 80 lên em mới nhẫn 80. Rồi em có một bạn này cũng xinh lắm mấy chị, cái bạn này rất là đẹp luôn, lắc bi nha, lắc bi subin màu trắng rất là đẹp luôn. Chế nào hết cái lắc bi này mấy chị lên giùm em mã là lắc bi 49. Mấy chị đánh giùm em mã lắc bi 49 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái lắc bi này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 49 ngàn. Chị lên em là nhẫn 80 giùm em nha mấy chị. Chị Nguyễn Mai chị lên nhẫn 80 giùm em. Chị Võ Yến chị lên giùm em thêm chị nhẫn 80 nha, lắc bi của subin rất là đẹp luôn. Em chốt cho livestream cho mấy chị là 49 ngàn, mấy chị lên em lắc bi 49 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái lắc bi này em cho mấy chị 49 ngàn, nhớ kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi, bạn này rất là xinh luôn. Bạn này cực phẩm luôn mấy chị, lắc bi 49, lắc bi 49 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Rồi chỉ nào hết mực, cái nhẫn đủ màu mà dạng siêu phẩm của shop em. Lên tay nó đẹp lắm mấy chị, cái nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị 88 ngàn. Chị đã lấy nhẫn 88 lên em, mới nhẫn 88 giùm em, chiếc này siêu phẩm của nhà em luôn mấy chị. Nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị 88 ngàn. Rồi lắc bi là 49 ngàn giùm em. Mấy chị lên em mới lắc bi 49 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Lắc bi em chốt 49 ngàn cho livestream luôn, nhẫn này em chốt 88 ngàn. Nhẫn 88 giùm em, lắc bi là 49 ngàn, mẫu này thì em không có màu vàng mà em có hai màu. Hai màu làm chốt với chị 45 ngàn. Mấy chị lên giùm em mở lắc bi 45 kèm giùm em số điện thoại. Dạ. Rồi lắc bi em chốt với chị 45 ngàn. Thôi nói chị cái lắc bi này. Mấy chị lên giùm em là lắc bi 45 ngàn nha mấy chị. Lên giùm em là lắc bi 45 ngàn cộng số điện thoại giùm em nha. Lắc chân có chị đẹp ơi, lắc bi làm chốt cho livestream cho mấy chị là 45 ngàn. Mấy chị lên em mới lắc bi 45 là lắc bi hai màu rất là đẹp luôn nha mấy chị. Em chốt cho livestream cho mấy chị là 45 ngàn. Mấy chị nhớ kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi, lắc bi 45, lắc bi 45. Em chốt 45 ngàn, 45k kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Mấy chị lên em mới lắc bi 45, lắc bi 45 giùm em. Rồi chế nào hết mẫu này mấy chị lên em mới là nhẫn 88. Cái nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị là 88k siêu phẩm luôn nha mấy chị. Chị nào lấy nhẫn 88 lên em là nhẫn 88 kèm giùm em số điện thoại, bạn này đẹp lắm. Em chốt với chị yêu cho livestream là 88 ngàn. Dạ chứ nào lấy nhẫn 88 là lên giùm em mới nhẫn 88, lắc bi 45 là lắc bi hai màu giùm em nha, phối giữa hai màu tặng lắm mấy chị. Cái lắc bi này thì em chốt cho livestream cho mấy chị là 45 ngàn. Dạ lắc bi 45 đẹp lắm mấy chị ơi. Cặp dòng là 55 ngàn không phải là 40 ngàn nha mấy chị, cặp dòng là 55 ngàn giùm em, lắc bi 45 em qua mã luôn. Rồi tiếp tục, nhẫn 88 này em xin phép qua nha, nhẫn 88 giùm em. Dạ cái nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 88 ngàn, này là siêu phẩm của shop em mấy chị. Đẹp lắm, em tặng cho livestream là 88k nha chị ơi. Chị lên giùm em đúng mã là nhẫn 88 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Có JB không shop, có JB nha chị, có JB chị đẹp xíu lên JB cho. Nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị là 88 ngàn, mấy chị lên em mới nhẫn 88. Em lên cho mấy chị một em nhẫn sòn, nhẫn sòn nha mấy chị. Nhẫn sòn đó đỏ, mấy chị lên em là sòn đỏ, em chốt mấy chị luôn 55 ngàn. Sale 55 đi. Sòn đỏ em sale luôn cho mấy chị 55 ngàn. Chị là lấy sòn đỏ lên em mới sòn đỏ. Cái nhẫn sòn đỏ này em sale nha mọi người, mấy chị đánh giùm em mới là sòn đỏ giùm em 55 ngàn kèm giùm em số điện thoại. Mấy chị đánh giùm em mới là sòn đỏ, em chốt sale cho livestream luôn cho mấy chị là 55k. 55 ngàn, có lắc bi, có dây bi chị đẹp ơi, cho xem vòng cặp. Cái nhẫn sòn đỏ này ở ngoài đẹp lắm nha mấy chị. Sòn đỏ này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 55 ngàn. Chị nào lấy sòn đỏ lên em là sòn đỏ 55 kèm cho em số điện thoại với mấy chị, quá xinh luôn. Quá xinh, quá xuất sắc luôn nha mấy chị. Cái nhẫn này em chốt cái livestream cho mấy chị là 55 ngàn. Dạ có chị đẹp ơi, chị đợi em xíu nha. Sòn đỏ thì 55 ngàn kèm giùm em số điện thoại, nãy giờ như Thư làm được cái gì không? Sòn đỏ giùm em 55 ngàn kèm cho em số điện thoại là được lên đơn thành công mấy chị. Trời ơi cái dây titan nó đẹp khủng khiếp luôn mấy chị. Một em dây titan nha mọi người, rất là xinh luôn nha mấy chị. Rồi cái dây titan này rất là đẹp giùm em nha, cái chế tác của nó quá đẹp luôn mọi người. Ở dưới nó có đính nha mọi người, quá xinh luôn. Nó dạng charm á mấy chị, nó dạng charm rất là đẹp. Rồi em chốt cho mấy chị cái dây này luôn ha mấy chị. Mấy chị lên giùm em đó là T72, trời dây này dây titan đó mấy chị. Dây này dây titan nha mấy chị, nó rất là xinh giùm em luôn. Chứ là lấy T72. Lên em ở T72 em sale bạn này luôn với giá là 75 ngàn. Chị nào lấy T72 lên em là T72, dây chuyền ở trên là phối bi nha, ở trên là phối bi. Mặt rất là đẹp luôn nha mấy chị, thương hiệu giùm em có 400 giùm em luôn. Đẹp xuất sắc, mấy chị lên em là T72, 75 ngàn. T72 là một em dây chuyền titan mang thường được giùm em nha, 75k. Chị nào lấy T72 lên em là T72. Mẫu nào á chị ơi? Dạ T72 nè, em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 75k.
Dạ dây này dây titan, bạn này là bạn chế tác rất là đẹp nha mấy chị. Nhìn giùm em nè mấy chị, rất là xinh luôn. Rồi chỗ nào lấy tơi 72 luôn, em lấy tơi 72 75 ngàn kèm cho em số điện thoại. Cái này là giá 75 ngàn giùm em nha. Sòn đỏ là giùm em là 55 ngàn, cái nhẫn sòn đỏ em chốt 55 ngàn, tơi 72 này em còn mấy sợi. Dạ tơi 72 này em chốt mấy chị luôn với giá là 75 ngàn. Chị nào lấy tơi 72 luôn, em lấy tơi 72 75 ngàn kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, quá xinh luôn. Dạ tơi 72 này em chốt cho lời chim cho mấy chị luôn 75 ngàn. 75k kèm cho em số điện thoại mấy chị, đẹp quá. Dây này dây chuyền titan rất là đỉnh luôn mấy chị. Tơi 72 75 ngàn kèm giùm em số điện thoại, em xin phép qua mã luôn. Rồi nhẫn cốc xanh làm cho mấy chị 35 ngàn. Cốc xanh là 35 ngàn giùm em nha, bạn này em tặng mạnh lắm, em qua nhanh nha mấy chị, nhẫn cốc xanh. Nhẫn cốc thu hút tiền tài lộc may mắn kim tiền nha, cốc giữ tiền giữ tài nữa mấy chị, cốc xanh, cốc đá ruby màu xanh em cho mấy chị luôn 35 ngàn. Mấy chị lên em là cốc xanh 35 ngàn kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cốc xanh làm cho mấy chị luôn 35 ngàn, chị nào lấy cốc xanh lên em lấy cốc xanh 35 ngàn kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Cái nhẫn cốc xanh em cho mấy chị luôn 35 ngàn, mấy chị lên em là cốc xanh 35 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha. Cái nhẫn sòn đỏ em cho mấy chị luôn với giá là 55 ngàn sale mạnh. Mấy chị lên em là sòn đỏ là 55k kèm giùm em số điện thoại, em cho mấy chị luôn 55 ngàn. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em phun màu lượt chia sẻ yêu thương, chỗ dây chuyền nó đẹp khủng khiếp luôn mấy chị. Cái giá này là gì? Cái này còn 2 sợi, mấy chị lên em là tơi 71, em chốt 7 bạn này là 49 ngàn, em còn 2 sợi nha. Tơi 71 giùm em 49 ngàn, em xin phép qua mã luôn. Tơi 71 là em còn 2 sợi nha mấy chị. Rồi tiếp tục em lên cho mấy chị một bạn nhẫn hàng sale nha mọi người, hàng sale mà bạn này đẹp lắm, bạn này rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi đợi em xíu đi, nhẫn sale tới mà mấy em còn có nha. Rồi đây đây em lên cho mấy chị một em bông tai đi. Rồi đợi xíu đi. Rồi em lên cho mấy chị em bông tai nam sale nóc cho mấy chị luôn ha. Cái này em còn chỉ còn màu vàng thôi. Dạ mấy chị nhớ giùm em, cái đá này rất là đẹp không, bông này có mà em. Cái đá này rất là đẹp luôn nha mấy chị, cái đá này siêu đẹp luôn. Mấy chị nhìn giùm em cái đá nè. Cái bông này em chốt mấy chị là mấy chị lên em là B15, em chốt mấy chị luôn 55 ngàn. B15 giùm em, đôi này đẹp lắm mấy chị, 55 ngàn giùm em ha. Chứ nào lấy B15 lên em là B15, em chốt 55k cho lại chim. Chị nào lấy B15 lên em là B15, em chốt 55 ngàn cho lại chim cho mấy chị nha, mã này xinh. Mã này rất là xinh luôn, chị nào lấy B15 lên em là B15, em chốt 55 ngàn. Tơi 71 em hết nha mọi người, còn hai cái thôi. Rồi mấy chị lên em mã là B15, em chốt 55 ngàn cho lại chim luôn nè mấy chị. Chị nào lấy B15 lên em là B15, em chốt 55 ngàn cho livestream cho mấy chị, bạn này rất là xinh luôn giùm em. Chế nào lấy B15 lên em là B15, em chốt 55 ngàn cho bạn bông này luôn. Chế nào đang xem livestream bấm giùm em phun một lượt chia sẻ yêu thương, cái này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Cái bông này rất là xinh luôn, em còn mấy đôi. Chị nào lấy B15 lên em là B15, em chốt 55 ngàn cho livestream cho mấy chị luôn. Dạ B15 này là 55 ngàn, đây là một cái em bông cao cấp đính đá rất là đẹp nha mấy chị. Rồi chứ nào lấy B15 lên em là B15, em chốt 55 ngàn cho livestream của em luôn. Quá xinh mấy chị, quá xuất sắc. Quá xuất sắc luôn, em qua mã B15. B15 em chốt 55 ngàn cho livestream cho mấy chị luôn. Rồi tiếp tục lên cho mấy chị bạn nhẫn này, em sale nha, còn mấy đôi nha mấy chị ơi. Bạn này em còn tầm 4 đôi thôi, em like nhanh qua nhanh nha. Rồi chị nào lấy B20 lên em là B20, bông su bin mang thường được giùm em. B20 này em sale cho mấy chị 39 ngàn, em còn 4 đôi thôi, em xin phép qua mã luôn nha. B20 giùm em 39 ngàn kèm cho em số điện thoại. Mấy chị lên em là B20 39 ngàn, B20 giùm em 39 ngàn luôn giùm em ha. Chứ là lấy B20 lên em là B20 39 ngàn, còn tầm 4 đôi thôi. Em còn tầm 4 đôi nha mấy chị. Trời ơi cái bông này nó đẹp, cũng hiếp luôn mấy chị. Hàng của Subin mang thường được luôn nha mấy chị. Cái này em bán là bán dưới cái giá tát luôn mấy chị ơi. Đôi này đẹp, đôi này Subin luôn. Đôi này Subin luôn, đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi, xỉu chưa? Mang thường được luôn giùm em nè. Trời ơi cái khoen nó đẹp mấy chị. Mấy chị lên em là B23. B23 em chốt 40 ngàn. Mấy chị lên em là B23. B23 giùm em 40 ngàn kèm cho em số điện thoại titan, không có móc tròn ở chị Sobi hàng ơi. Rồi B23 giùm em 40 ngàn kèm giùm em số điện thoại. Trời ơi nó đẹp nè mấy chị ơi. Cái B23 làm cho mấy chị cho lại chim luôn 40 ngàn. Chị nào lấy B23 lên em là B23 40k kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Chị đẹp nào lấy B23 lên em là B23 40 ngàn. Nó còn ít quá thôi. B23 40 ngàn, 40 ngàn kèm giùm em số điện thoại. Cái đó phải để gỗ riêng á, để hơn 5 kg mệt á. Cho mở B để cắt cái đây. Cái gỗ này mình không để đó mất tiền. Không. Có cái gỗ đâu mà để riêng ngoài luôn. Kèm gỗ màu xanh nè. Cái gỗ vàng này, cái này còn ít quá, nha, đủ hàng nữa. Cái nào ít quá chị thấy thôi đó. Rồi B23 giùm em 40 ngàn. 40 ngàn kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Vậy là lấy B23 lên em là B23 chốt 40 ngàn cho livestream luôn.
Dục có 70 triệu luôn. Dạ 40.000 bơi 23 rất là đẹp nha, tặng nốt 40.000 bông su bin mang thường được giùm em, quá trời xinh luôn mấy chị, quá trời xuất sắc. Rồi bơi 23 đem tặng cho livestream 40.000, chứ nào chốt nhanh cho nó có hàng giùm em nha. Chứ nào lấy bơi 23 lên em mới là bơi 23 40.000 kèm giùm em số điện thoại có Siemens chị ơi, chị đợi em xíu lên Siemens cho. Bạn này xinh lắm mấy chị ơi, bạn này rất là tặng luôn, bạn này còn khoảng tầm 40 đôi luôn nè mấy chị. Bơi 23 giùm em 49.000. À, 40.000 mấy chị em tặng luôn 40.000, sorry mọi người là em tặng nốt luôn cho mấy chị là 40.000 mà đôi này đẹp. Đôi này mang thường được, dạng khoen đẹp lắm. Bơi 23 chị hai đôi ok chị đẹp luôn nè. Bơi 23 là 40.000, nhớ kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, em qua mã bơi 23. Quá đẹp luôn mấy chị, hôm nay sale bông, em sale bông hết cái bông đi xong em qua cái dây cho mấy chị nha. Cái này còn có, ủa sao kỳ vậy ta? Giống nhau mà. Em nhìn nha. Bơi 23 giùm em, bạn đem sale luôn, bạn này là hàng cao cấp nha. Bạn này đi tiệc mới chị ơi, xỉu lên xỉu xuống luôn rồi. Xỉu lên xỉu xuống, hai cái em đổ vô xong mình dán giấy chung á. Rồi, hai bạn này mất chị ơi, rất là đẹp luôn giùm em ha. Chế nào lấy mẫu này mấy chị chốt giùm em ha. Cái này mấy chị lên giùm em mã là C32. Ủa sao có chữ C giùm em kìa. C32 và C33 em sale 55.000 luôn. C32 và C33 em sale lỗ 55.000 luôn nha mấy chị. C32 là màu trắng, C33 là màu vàng, em sale lỗ luôn cho mấy chị là 55.000. Chị nào lấy C32 lên em có C32, chứ nào lấy C33 lên em có C33. Dạ C32 và C33 giùm em sale cho mấy chị 55.000 luôn. C32 á là màu trắng giùm em nè, C33 là màu vàng, em chốt với chị cho livestream luôn 55.000 cho mấy chị luôn ha. Rồi chứ nào lấy C32 lên em có C32, chứ nào lấy C33 lên em có C33, em chốt 55.000 cho livestream. C32 á là màu trắng, C33 là màu vàng, cái này em sale mạnh là 55.000 luôn. Cái đôi này đi tiệc, đi chơi, đi đâu đeo cũng đẹp mấy chị, đôi này quá đỉnh luôn. Dạ C32 là màu trắng, C33 là màu vàng. C32 là màu trắng, C33 là màu vàng chị ơi. Em chốt với chị cho livestream sale cho mấy chị 55.000 một đôi luôn. Một em gọi là siêu phẩm mấy chị, C32, C33 giùm em 55.000 kèm cho em số điện thoại. 55.000 cho một đôi bông mới toàn ten ở ngoài chiếu đẹp lắm luôn nha mấy chị. Ở ngoài bạch kim của nó sẽ rất là chiếu và đẹp luôn. Dạ mấy chị ghi em mã C nha mọi người, C32 và C33 giùm em 55.000 cho livestream luôn. Em chốt 55.000 kèm giùm em số điện thoại mấy chị hốt liền giùm em. C32 và C33 giùm em 55.000, 55k. Rồi em lên cho mấy chị cái dây titan này mới đập lạ mấy chị, bạn này đẹp lắm. Bạn này mấy chị mang thường được giùm em nha mấy chị. Hàng titan nha mấy chị, các bạn này chế tác của nó quá xinh luôn. Nó là đá nha mọi người, đá mắt mèo giùm em. Phối kiểu cỏ bốn lá nha mọi người, rất là xinh giùm em ha, mà nó là thương hiệu nữa mấy chị, nó đầy đủ luôn mấy chị, mà đeo nó đẹp nữa mọi người, đá rất là đẹp luôn. Chứ nào lấy T64 luôn em, T64. T64 này cho mấy chị lên chơi livestream là 49.000. Chị nào lấy dây T64 là em T64 chốt 49.000 cho livestream mấy chị, quá xinh luôn. Chị nào lấy T64 là em T64, em chốt cho livestream cho mấy chị luôn với giá là 49.000 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. 49.000 kèm cho em số điện thoại. Chiều nào đang xem livestream bấm giùm em full màu lộ chia sẻ yêu thương mấy chị xem có gõ mọi người ơi. Dạ, bạn này em chốt cho livestream cho mấy chị đẹp luôn với giá là 49.000. Bạn này xuất sắc luôn nha mấy chị ơi. Dạ, chị nào lấy T64 lên em có T64 49.000 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Rồi nhẫn này mấy chị lên em có tặng 50. Cái nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị 50.000 luôn, nhẫn này xinh lắm mấy chị. Chứ nào lấy tặng 50 nhanh thì chốt giùm em mà là tặng 50 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái này em like nhanh qua nhanh luôn. Dạ tặng 50 giùm em. Dạ T64 làm chốt mấy chị 49.000. Chị nào lấy T64 làm em có T64 chốt 49.000 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công, dây titan rất là đẹp nha mấy chị. T64 giùm em 49.000. Rồi chị yêu ơi, đợi em xíu em lên chứ nhẫn nó cho mấy chị, đẹp quá. Chị nào lấy T64 làm em có T64 49.000, dây chuyền titan mang thường được giùm em, bạn này đẹp lắm. T64 này rất là đẹp luôn, chốt mấy chị cho livestream là 49.000. Chị yêu nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Dạ T64 năm chốt mấy chị luôn với giá là 49.000 kèm giùm em số điện thoại, mã nhẫn là tặng 49 giùm em, tặng 50. Nhẫn này mấy chị ghi em là tặng 50 kèm giùm em số điện thoại nha. Cái này em like nhanh qua nhanh nha mấy chị. Dạ chị yêu nào đang xem livestream nhớ bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy T64, chị nào lấy mẫu này lên em tặng 50 hốt liền giùm em mấy chị, khỏi chần chờ luôn. Mã này tặng sập sàn luôn, gọi là tặng lỗ mấy chị. Dạ mấy chị lên em tặng 50 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt bạn nhẫn đi cho livestream là 50.000, mấy chị lên em tặng 50. Dạ có nhiều hàng sale lắm á, để em lên từ từ cho mấy chị, và em lên cho mấy chị bông lắc cơi đeo hoài. Một em bông lắc cơi đeo thường xuyên đeo hoài giùm em nè mấy chị, siêu đẹp giùm em nè. Siêu đẹp giùm em nè mấy chị.
Cái này là phối ngọc trai luôn, bạn này em tặng rất là mạnh luôn. Mấy chị lên em là ngọc trai 49. Mấy chị đẹp lên giùm em là ngọc trai 49 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái ngọc trai này em chốt cái livestream cho mấy chị luôn 49.000 dạng khoen rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị lên em là ngọc trai 49 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dạ chị mua tặng 50, ok chị đẹp luôn nè, chốt mã kèm số điện thoại giùm em là được lên đơn thành công nha mấy chị. Lắc vi màu trắng phun mới like, để xíu like nữa cho mấy chị. Rồi cái mẫu này mấy chị lên giùm em mã là ngọc trai 49 giùm em, tặng nốt hết cho mấy chị luôn là 49.000. Mấy chị đánh giùm em đúng mã là ngọc trai 49 là được lên đơn thành công mấy chị ơi. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương luôn ha. Dạ cái ngọc trai này chốt cho livestream cho mấy chị là 49.000. Mấy chị lên em là ngọc trai 49 dạng khoen rất là đẹp luôn nha mấy chị. Mấy chị nhớ đánh giùm em đúng mã là ngọc trai 49 giùm em, tặng nốt cho livestream luôn 49.000. Dạ ok chị đẹp nè mấy chị. Rồi mấy chị lên em là ngọc trai 49 giùm em, tặng nốt luôn. Bông này là bông hàng Lucky nha mấy chị, chưa bao giờ có cái này đâu mọi người. Ngọc trai 49 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt cái ngọc trai này cho livestream luôn cho mấy chị là 49.000. Rồi em chốt 49.000 cho livestream, mấy chị lên em là ngọc trai 49 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Em có nhẫn kim tiền này chị nào khách mới mình có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em. Mấy chị lên em là kim tiền 49 giùm em. Kim tiền 49 là một em nhẫn kim tiền mình mang thường được giùm em, ở trên đây nó có 9 viên đá chủ y chính trắng may mắn kim tiền thu hút tiền tài lộc. Cái nhẫn này mang rất là đẹp mấy chị, giờ phong thủy cũng rất là tốt nha mọi người, mà bán tặng cho mấy chị trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng nữa. Mấy chị lên em là kim tiền 49 ngọc trai này em chốt mấy chị 49.000. Nhẫn kim tiền này mấy chị lên em là kim tiền 49 cho nào khách mới mình có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em. Rồi cái nhẫn kim tiền này em chốt cho livestream cho mấy chị là 49.000 luôn. Chiều nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Dạ nhẫn kim tiền này em chốt mấy chị cho livestream là 49.000. 49.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị ơi, quá xinh luôn mấy chị. Rồi kim tiền 49 ngọc trai em tặng 49.000 luôn mấy chị, ngọc trai 49 giùm em. Ngọc trai 49 kèm cho em số điện thoại được bên em. Dạ để lại số điện thoại địa chỉ. I'm sorry. Chốt mã kèm số điện thoại đi, mấy bé sẽ tư vấn đi tay cho mấy chị nha. Kim tiền. Rồi nhẫn này là mấy chị lên em ở ngọc trai 49 giùm em, ngọc trai em còn ít nữa mấy chị, chứ nào hết thì chốt liền giùm em ở là ngọc trai 49 kèm giùm em số điện thoại. Dạ kim tiền làm chốt mấy chị cho livestream là 49.000 luôn. Chị nào khách mới mình có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em. Bạn này mình đeo thường xuyên được giùm em nha mấy chị. Mấy chị lên em là kim tiền 49 kèm giùm em số điện thoại. Mấy chị lên giùm em đúng mã là kim tiền 49, nhẫn này thì mình mang được trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng nha mọi người. Mấy chị lên em là kim tiền 49 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Chị nào khách mới thì mình có thể mua cái nhẫn kim tiền này để mình trải nghiệm dùng thử giùm em ha. Rồi em lên cho mấy chị một em nhẫn kim, một em bông kim cương, hàng này hàng Lucky sắc vàng á mấy chị, em đang sale mấy cái hàng Lucky sắc vàng cho mấy chị luôn, mấy chị mang thường được. Mấy chị lên em là kim cương 39. Kim cương 39. Mấy chị lên giùm em là bông kim cương 39.000 nha. Mấy chị lên giùm em là bông kim cương 39.000 kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi mấy chị lên em là kim cương 39 giùm em, mẫu bông này thì em còn tầm 10 đôi em xin phép qua mã nha. Bông này bông kim cương hàng Lucky giùm em, cái mẫu này thì nhìn cưng lắm mấy chị, chứ nó hết đơn giản. Nhìn dễ thương thì mấy chị lấy giùm em đó là kim cương 39 giùm em ha. Bông kim cương cái chế tác của nó rất là đẹp mấy chị. Mấy chị lên em là kim cương 39 sắc vàng mang thường được giùm em ha. Kim cương 39.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công luôn mấy chị. Mấy chị lên em là kim cương 39.000 cho mấy chị trên livestream luôn 39.000 kèm giùm em số điện thoại luôn. Bông này em còn mấy đôi thôi nha mấy chị. Bông này thì rất là sáng luôn. Mấy chị lên giùm em mã là B5, B5 và B6 chốt 45.000. B5 45, B6 45 giùm em ha. Bé thư điểm như vậy. B5 45, B6 giùm em 45, B5 là màu trắng, B6 là màu vàng. Dạ kim cương làm chốt mấy chị 49.000, B5 và B6 giùm em nha mấy chị. B5 và B6 giùm em chốt mấy chị cho livestream luôn 49.000 kèm giùm em số điện thoại dây titan em còn, để em lên mấy mã nữa mấy chị. Em được, em lên được cái nào em lên nè. B5 giùm em mấy chị. Rồi chị nào lấy B5 lên em là B5, chứ nào lấy B6 lên em là B6, chốt 45.000 cho livestream luôn ha. B5 là màu trắng, B6 là màu vàng, mỗi thứ em còn 4 đôi thôi mấy chị. Mấy chị lên em là B5 là màu trắng, B6 là màu vàng. Chiều rồi đang xem livestream nhớ bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương để em like sale mấy chị, hàng sale rất là nhiều luôn. Rồi B5 là màu trắng, B6 là màu vàng giùm em nha mấy chị. B5 là màu sáng, màu trắng, B6 là màu vàng. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, lên dây lớn đúng không? Em lên cho mấy chị cái dây bi nha. Dây bi này mang bền mà đẹp lắm mấy chị, màu mặt nó cũng xinh mà tặng lắm. Mấy chị đánh giùm em là bi 129, cái dây này em chốt mấy chị cho livestream là 129.000, có tăng đơ mang từ 4 tấc gửi cho đến 5 tấc. Mấy chị lên em là bi 129 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái dây bi này rất là xinh giùm em nè mấy chị, nhìn em cái đá của nó rất là đẹp luôn. Chị nào lấy bi 129 là em là bi 129 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Cái bi này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 129.000. Dây bi là dây lớn nha mọi người, nhìn rất là đẹp luôn.
B5, B6 giùm em mấy chị thông cảm em like hơi nhanh đó, em tua hơi nhanh mấy chị nhớ giùm em cái mã gắn giùm em, chốt giùm em ha. Tại vì hàng sale nó rất là nhiều luôn, mà cận Tết rồi em không có like chậm được, mỗi thứ còn ít đó mọi người. Rồi mấy chị lên em là B129.000 nhận hàng được kiểm, cái này ở ngoài đẹp lắm mấy chị. Ở ngoài rất là đẹp luôn mấy chị, bi này em chốt mấy chị luôn cho livestream là 129.000. Chị này là B129, lên em là B129 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị, quá trời xinh luôn, quá xuất sắc luôn. Mấy chị lên em là B129 kèm giùm em số điện thoại, dây bi này đẹp lắm, có màu vàng tí xíu sẽ lên màu vàng cho mấy chị luôn. Mấy chị lên em là B129 giùm em kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. B129 giùm em, lên giùm em đúng mã là B129 có bộ titan màu trắng mấy chị đợi em xíu nha. Dây VIP titan mẫu này đẹp, mẫu này là thương hiệu rất là đẹp luôn. Mấy chị lên giùm em mã là VIP 15. Mấy chị lên giùm em mã là 15 luôn. Mấy chị lên em là VIP 15 giùm em, cái đá của nó rất là đẹp luôn mấy chị. Chị nào lấy VIP 15 lên em là VIP 15, em chốt cái livestream cho mấy chị, dây này 55.000. Dây này dây titan mẫu mới luôn, mặt của nó là mặt thương hiệu rất là đẹp nha mấy chị. Thảm đá xà cừ luôn giùm em, chị nào lấy VIP 15. Lên em là VIP 15, em chốt cái livestream cho mấy chị luôn 55.000. Chị nào lấy VIP 15 lên em là VIP 15, em chốt cái livestream cho mấy chị luôn giá là 55.000 nha mấy chị, rất là xinh luôn. Dây VIP này là dây titan mấy chị mang thường được giùm em ha, rất là xinh. Mấy chị lên em là VIP 15 em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55k, mặt của nó rất là đẹp luôn nữa chị. Mặt của nó rất là xinh luôn. Dạ VIP 15 là dây chuyền titan đó chị, đeo thường được giùm em mà nó đẹp lắm. Chị rồi lấy VIP 15 lên em là VIP 15 em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000. 55.000 lên cho mấy chị có bông vuông, bông vuông này em chốt với mấy chị là 45.000 nha, bông vuông toàn ten rất là đẹp luôn. Mấy chị ghi em là vuông 45. Bông vuông này em chốt cho livestream cho mấy chị là 45.000. Mấy chị lên em là vuông 45. Dạ VIP 15 là em chốt với chị luôn 55.000. Mấy chị lên em là vuông 45 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, cái bông vuông này em chốt cái livestream cho mấy chị luôn 45k. Mấy chị lên giùm em đúng mã là vuông 45 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Vuông 45 giùm em, chốt giùm em đúng mã là vuông 45 nha mấy chị, đẹp quá. Dạng khoen VIP 15 làm chốt mấy chị cho livestream là 55.000. Dây chuyền này dây titan đeo thường đồ giùm em, bạn này đẹp lắm. Bạn này rất là hiếm luôn mấy chị, đẹp, mặt có là xinh. VIP 15 giùm em 55.000 kèm cho em số điện thoại. Chị nào lấy VIP 15 lên em là VIP 15 chốt 55.000, em còn ít em xin phép qua mã luôn nha. Mấy chị lên giùm em mã là vuông nha mấy chị, vuông em chốt cho nên chim cho mấy chị luôn 45.000. Mấy chị lên em là vuông 45 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Vuông 45 ở trên của chị còn sợi là 4 sợi mới nha. Mấy thôi. Vuông 10 vuông này vuông 45 giùm em nha, bông tai này xinh lắm, cái này em còn 3 sợi. Dây chuyền này đẹp lắm mấy chị, mấy chị lên em là VIP 20 em chốt 55.000. Mấy chị lên em là VIP 20 em chốt 55.000. 55.000 một sợi nha mấy chị. Mấy chị lên em là VIP 20 giùm em 55k, em chốt 55.000 luôn, bạn em còn 4 sợi nữa hết nha mấy chị, bạn này đẹp. VIP 20 dây này lên cổ rất là xinh nha mấy chị, VIP 20 giùm em 55.000 kèm cho em số điện thoại, em còn 4 sợi. Giờ này là VIP 20 lên em là VIP 20, bông này mấy chị lên em là vuông 45. Vuông 45 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công, mấy chị em chốt 45.000 cho livestream luôn. Mấy chị lên em là vuông 45 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Cái nhẫn sòn này là mình mang thường xuyên không pha màu. Mấy chị lên em mở là nhẫn này nhẫn sòn 54. Em chốt cái nhẫn sòn này cho livestream cho mấy chị là 54.000. Chị nào lấy sòn 54 lên em là sòn 54 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Cái nhẫn sòn này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 54.000. Dạ chị nào lấy sòn 54 lên em là sòn 54 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái nhẫn này á thì mấy chị mang thường xuyên không có phai màu. Mấy chị lấy em mở là sòn 54, sòn 54 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt cái nhẫn sòn này cho livestream cho mấy chị luôn 54.000 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Mấy chị lên em là sòn 54 giùm em kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Hôm nay em sale có là nhiều mã luôn mấy chị. Sòn 54 đây là một cái mã nhẫn dùng thử mà em bán siêu chạy nữa mấy chị. Nhẫn này là nhẫn đá 50.000, nhẫn đá này đẹp lắm. Nhẫn đá này em chốt với chị luôn cho livestream là 50.000, sòn 54 giùm em ha. Nhẫn đá là 50k mấy chị lên em mà nhẫn đá 50 kèm giùm em số điện thoại. Cái nhẫn đá này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị 50.000, sòn này em chốt với chị là 54.000. Mấy chị đánh giùm em là sòn 54 kèm giùm em số điện thoại, nhẫn đá là 50.000 nha mấy chị. Mấy chị lên em là nhẫn đá 50k kèm giùm em số hội được lên đơn thành công. Cái nhẫn đá em chốt cho lời chim cho mấy chị là 50.000. 50.000 kèm cho em số hội mấy chị ơi, nhẫn đá 50. Nhẫn đá 50 kèm giùm em số hội được lên đơn thành công nha mấy chị. Chứ nào lấy nhẫn đá lên em mới nhẫn đá 50.000. Nhẫn đá này em tặng cho lời chim và nào khách mới có thể mua trải nghiệm dùng thử giùm em. Cái này rất là đẹp luôn, 50.000 giùm em ha. Mấy chị lên em là nhẫn đá 50, nhẫn đá 50 kèm cho em số hội được lên đơn thành công. Em chốt bạn này cho mấy chị trải nghiệm dùng thử là 50.000, cái bông này em tặng nó. Cái bông này em tặng nó luôn, nó là full hộp đá giùm em luôn, và nó rất là đẹp mấy chị. Full hộp đá rất là đẹp luôn mấy chị, lên em là B45. B45 em chốt mấy chị 39.000, đôi này em tặng 39.000 đó mấy chị khách yêu ơi, chốt liền giùm em. Mấy chị lên em là B45 giùm em, hôm nay cứ chốt hết B45 nè mấy chị. Thiệt sự luôn, B45 này đẹp lắm.
Rồi cái B45 này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 39.000. Mấy chị lên giùm em là bông B45 39.000 nha. B45 được. Lên giùm em là bông B45 39.000. Nó là đẹp lắm mấy chị ơi. Chốt hàng để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị. Em đặt là B45 được. Cái đặt bên em á là bông B45, bông B45 39.000 nha mấy chị. Lên giùm em là bông B45, bông B45 39.000 nha. Dạ B45 này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn 39.000. Mấy chị ơi, chị nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ nha mấy chị. B45 này em tặng cho livestream hết cho mấy chị luôn. Với giá chỉ có là 39.000 thôi mấy chị ơi, bạn này thì rất là xinh luôn. Chị nào lấy B45 lên mẫu là B45 39.000 kèm giùm em số điện thoại, em xin phép qua mã bằng này nha. Bạn này đẹp. Bạn này tặng sập sàng luôn mấy chị, dạng khoen mà nó có nạm đá nữa mấy chị. Hàng của Subin, bình thường mua đôi này không dưới 100.000 một đôi đâu mấy chị. Dạ B45 này em chốt mấy chị cho livestream là 39.000. Mấy chị lên mẫu là B45 39.000 kèm giùm em số điện thoại, được lên đơn thành công nha mấy chị. Chứ nào lấy B45 lên mẫu là B45 em chốt 39.000 cho livestream luôn, quá xinh luôn. Rồi tiếp tục em lên cho mấy chị một em dây chuyền. Một em dây chuyền titan và đá ngũ sắc nữa mấy chị, đẹp ơi là đẹp luôn. Mấy chị lên mẫu là VIP 21. Dây VIP 21 là hàng titan, bạn này đá ngũ sắc rất là đẹp luôn, chốt 55.000. Giờ là lấy VIP 21 lên mẫu là VIP 21, bạn này là bạn titan rất là đẹp nha mấy chị. VIP 21 giùm em, dây của nó là dây dây cong nha mọi người, nhìn cưng lắm. VIP 21 cái mặt của nó rất là độc lạ. Rồi chứ là lấy VIP 21 lên em là VIP 21 em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000 một em dây chuyền titan. Rồi chứ là lấy VIP 21 lên em là VIP 21 em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000 chị ơi. Chị lên giùm em mở là VIP 21 55k kèm giùm em số điện thoại. Dạ chiêu nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha chị. Cái VIP 21 này em tặng cho livestream luôn với giá là 55.000. Chị nào lấy VIP 21 lên em là VIP 21 55k. Nhớ kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi, quá xinh luôn rồi mấy chị. VIP 21 giùm em 55.000 kèm cho em số điện thoại, được lên đơn thành công mấy chị, bạn này xinh lắm. Bạn này rất là xinh luôn mấy chị. VIP 21 giùm em 55k. Dạ cái này em chốt cái livestream cho mấy chị là 55k nha mấy chị. Chiêu rồi đang xem livestream, bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, quá xinh luôn. VIP 21 làm chốt mấy chị luôn 55.000, nhớ kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị xinh. Cái này hàng titan mấy chị đeo thường xuyên được giùm em rất là đẹp luôn. Em qua cái mẫu VIP 21 giùm em nha. Tiếp tục. Nói cái em đỏ bệnh gì. Rồi em lên cho mấy chị luôn. Cái nhẫn này rất là xinh luôn nè mấy chị. Mấy chị lên giùm em mở lên N21 N nha mấy chị, N á. N21 chốt mấy chị luôn 55.000. Đẹp lắm mấy chị ơi, N21 giùm em 55.000 nha mấy chị, xinh quá. Chiêu là lấy N21 lên em ở N21 chốt 55.000, bạn nhẫn này xinh lắm, có dây lớn đệm xíu nè, đệm xíu xi nha. Rồi cái N21 này em chốt mấy chị luôn 55.000. 55.000 kèm cho em số điện thoại, bạn nhẫn này xinh lắm nha mấy chị. Ôi xuất sắc luôn mấy chị ơi. Ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị, ở ngoài nó xuất sắc luôn. N21 giùm em. Mấy chị thấy mấy chị thấy cái đá là mấy chị thấy tết rồi, đẹp xuất sắc luôn. N21 là 55.000 kèm cho em số điện thoại, ở ngoài sáng lắm luôn nha mấy chị. Rồi cái N21 này em chốt với chị cho livestream luôn giá là 55.000. 55.000 kèm cho em số điện thoại, được lên đơn thành công mấy chị ơi, xinh quá. Rất là xinh luôn nha mấy chị. Chị nào lấy N21 là mẹ N21 em chốt 55.000. 55.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. VIP 21 với chị luôn nè. VIP 21 mang từ 4 tấc rưỡi cho đến 4 tấc 7 nha chị ơi. Rồi chứ nào lấy N21 là mẹ N21 chứ nhẫn là xinh quá. Dạ N21 này em chốt với chị luôn giá là 55.000. Quá xinh luôn mấy chị, quá xuất sắc. Em có dây nè mấy chị, mấy cái dây mới này để em lên nha mấy chị nè. N21 là 55.000 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Chị nào lấy N21 là mấy N21 chốt với chị cho livestream luôn giá là 55.000. Dây mới em có nè mấy chị, để em xíu đem lên cho. Rồi chứ nào lấy N21 là mấy N21 chốt 55.000 cho livestream luôn, quá trời xinh luôn mấy chị. Dạ N21 là 55.000 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái nhẫn này xinh lắm mấy chị. Mấy chị đánh giùm em là N21 là nhẫn nha mọi người. Trời ơi cái form nhẫn của nó nè, xuất sắc luôn. 55.000 giùm em nha mấy chị. Chứ nào lấy N21 là mấy N21 em chốt mấy chị cho livestream là 55.000 luôn. Nhớ giùm em 55k giùm em cho một bạn nhẫn rất là xinh nha mấy chị. Rất là xinh giùm em nè mấy chị ơi, xinh quá. Rồi N21 giùm em 55.000 xin phép qua mã luôn nha. Rồi N21 em qua mã luôn nè mấy chị, xinh quá. N21 giùm em là 55k, nhớ kèm giùm em số điện thoại bông lắc cơi em tặng luôn, bông vuông lắc cơi nha. Cái này bông vuông lắc cơi nha mấy chị, mấy chị đánh giùm em đúng mã luôn nè, em tặng nốt mấy chị, em tặng nốt luôn cho mấy chị cái bông này luôn. Mấy chị ghi giùm em mã là vuông 39. Mấy chị đánh giùm em mã là vuông 39 kèm cho em số điện thoại. Cái bông vuông này em chốt cho livestream cho mấy chị 39.000 tặng luôn mấy chị. Cái này mẫu mới mà còn sót lại mấy chị. Hàng này hàng lắc cơi mang thường xuyên được giùm em nha. Mấy chị đánh giùm em mã là vuông 39.
Mấy chị đánh giùm em đúng mã là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại, em tặng nốt luôn cho mấy chị là 39.000 trên livestream. Trên livestream là 39.000 nha mấy chị, xinh quá xinh luôn. Mấy chị lên giùm em là bông vuông 39 nha mấy chị ơi. Lên giùm em là bông vuông 39.000 nha mấy chị. Có cái trắng vàng. Có cho bịch có đi. Dạ, vuông 39 em có màu trắng màu vàng, em tặng nốt luôn 39.000 đó nè, em đang bán 65.000 đó bông hàng lắc cơi mấy chị, rất là đẹp luôn. Mấy chị nhớ đánh giùm em đúng mã là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại nha, hốt liền mấy chị ơi. Hốt liền khỏi chần chờ luôn mấy chị, tặng mạnh quá mà. Mấy chị lên em là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Em chốt cái bông vuông này cho livestream luôn cho mấy chị là 39.000. Mấy chị lên giùm em là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Dạ cái bông vuông này em chốt cái livestream cho mấy chị là 39.000, mấy chị lên em là vuông 39. Mấy chị đẹp lên giùm em đúng mã là vuông 39 tặng mạnh lắm luôn nha mấy chị. 39.000 chỉ có trên livestream thôi mấy chị ơi. Chứ là lấy vuông 39 là em lấy vuông 39 dòng mình tới dòng máy mới được. Vuông 39, vuông 39 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha. Tặng bạn này nhanh qua nhanh nha mấy chị. Dạ bông này là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại là được lên đơn thành công mấy chị ơi. Rồi chị này lấy vuông 39 hốt liền giùm em, mở là vuông 39 giùm em tặng nốt hết. Còn khoảng tầm 40 đôi nha mấy chị, chưa bán luôn, mẫu này mẫu mới luôn nha mấy chị. Một em bông lắc cơi luôn, mẫu mới đẹp lắm. Mấy chị lên em là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Quá cho xinh luôn mấy chị, vuông 39 giùm em chốt liền giùm em khỏi chần chờ luôn. Cái này em like nhanh qua nhanh mã này nha mấy chị. Dạ, mấy chị lên giùm em đúng mã là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại là được lên đơn thành công. Dạ, cái này em chốt với chị luôn cho livestream là 39.000. Em chốt với chị cho livestream cho mấy chị là 39.000 nha mấy chị. Lắc tay cỏ mấy chị đợi em xíu nha, em lên cho mấy chị em vòng tay. Rồi vuông 39 em xin phép qua mã nha bạn, em tặng mấy chị đánh cho em là vuông 39 kèm giùm em số điện thoại. Em lên cho mấy chị một em vòng tay titan, cái này mình có thể bóp ni được giùm em không? Cái này đeo hoài không có phai mà, em sale cho mấy chị cái vòng này 100.000 luôn. Vòng này em bán nó chạy luôn mấy chị. Mấy chị lên em là vòng 36 em chốt 100.000. Mấy chị lên giùm em là vòng 36 em chốt mấy chị cho livestream là 100.000 nha mấy chị, xinh lắm. Chị nào lấy vòng 36 lên em mới vòng 36 em chốt 100.000 cho livestream. Chị nào lấy vòng 36 lên em lấy vòng 36 em chốt cho mấy chị cho livestream là 100.000 nha mấy chị, rất là xinh luôn. Dạ vòng 36 em chốt cho livestream cho mấy chị yêu 100k. Dạ chiêu nào lấy vòng 36 lên em lấy vòng 36 100k kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. 100.000 giùm em mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Vòng 36 em chốt mấy chị luôn 100.000 kèm cho em số điện thoại mấy chị. Rồi vòng 36 em chốt cho mấy chị cho livestream luôn giá là 100k nha mấy chị ơi, xuất sắc xinh luôn. Chị nào lấy dòng 36 lên em lấy dòng 36 100.000 kèm cho em số điện thoại. Dạ em sale bạn này luôn 100.000 mấy chị. Ờ chị lên em là bông vuông 39 là được mấy chị. Rồi dòng 36 em chốt mấy chị 100.000 luôn. Cái này là em sale mạnh nha mấy chị, em sale rất là mạnh luôn á. Cái này hàng titan mấy chị đeo hoài giùm em. Cái này em còn mấy cái thôi, chị nào lấy mình chốt liền giùm em là dòng 36 em chốt 100.000 cho livestream. Em chốt mấy chị cho livestream là 100.000, em còn mấy cái em xin phép qua mã luôn nha mấy chị, xinh quá. Chị nào lấy dòng 36 lên giùm em là dòng 36 100.000 kèm giùm em số điện thoại. Dạ em chốt bằng này sale là 100.000 qua mã luôn ha. Dạ dòng tay em còn nằm sale của đó mấy chị ơi, dòng 36 giùm em 100.000. Rồi tiếp tục em sale luôn cho mấy chị cái dòng 35 này, em chốt mấy chị 99.000 luôn. Dòng 35 này thương hiệu hàng titan đeo hoài, cái này em sale nhanh qua nhanh. Mấy chị lên em là dòng 35 em chốt 99.000. Này tặng nốt luôn mấy chị chứ gọi là bán cho mọi người. Dòng 35 là dòng thương hiệu của titan đeo hoài giùm em, chất liệu titan nó sẽ nhẹ nha. Rồi mấy chị lên em là dòng 35 em chốt mấy chị cho lên chim là 100.000. Mấy 99.000 mấy chị. Mấy chị lên em là dòng 35 em chốt 99.000 cho livestream. Chị nào lấy dòng 35 lên em là dòng 35 em chốt cho mấy chị cho livestream là 99.000. Chị nào lấy dòng 35 lên em là dòng 35 99k kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dạ cái dòng 35 này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 99.000. Chiều rồi đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Em bán bạn này cho livestream sale luôn cho mấy chị là 99.000, chị nào lấy dòng 35 lên em là dòng 35 99.000 kèm giùm em số điện thoại, quá xinh luôn quá chị, quá xuất sắc luôn. Dạ em bán mà này 99.000 chị ơi, chị lên giùm em là dòng 35 99.000 kèm cho em số điện thoại. Dạ dòng 35 này em tặng luôn 99.000, còn dầu thơm chị đẹp, còn dầu thơm để xíu đi em lên cho. Rồi mấy chị lên em là dòng 35 em sale 99.000 luôn nha mấy chị, có đồng hồ mà chiêu đợi em xíu đi. Rồi dòng 35 cho mấy chị cho lên chim luôn 99.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Vậy là lấy dòng 35 lên em là dòng 35 99.000, em qua mã luôn nha mấy chị, bạn này tặng lắm luôn á mấy chị. Dạ dòng 35 này em chốt 99.000 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Vậy là lấy dòng 35 lên em là dòng 35 em sale nốt đó mọi người. Cái dòng lấy dòng titan mấy chị đeo thường được đó mấy chị, em chốt mấy chị cho lên chim mua luôn với giá là 99.000.
Ờ, bông này xinh quá mấy chị. Bông này rất là chiếu luôn, rất là đẹp nha mọi người, ở ngoài rất là xinh luôn. Bông này mấy chị lên em mã là màu trắng là B33 và B34 chốt 49.000. B33 là màu trắng giùm em, B34 là màu vàng. Em chốt cho lại chim cho mấy chị với giá là 49.000. Mấy chị lên em là B33 và B34 49.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. B33 và B34 chốt mấy chị cho lại chim là 49.000. Dạ 49.000 giùm em, đây là B33 nè, còn đây là B34 giùm em 49.000, nhớ kèm số điện thoại giùm em nha, quá xin luôn mấy chị. B33 và B34 giùm em 49.000, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Chứ là B33 là màu trắng, B34 là màu vàng, ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị. Hôm nay mạng nó bị kém mấy chị thấy không có rõ mấy chị. B33 là màu trắng, B34 là màu vàng. Em chốt 49.000 trên livestream nè mấy chị, quá xinh luôn. Dạ quá trời xinh luôn mấy chị, em qua mã luôn nha. B33 và B34 chốt 49.000, kèm cho em số điện thoại để được lên đơn thành công. Chế nào hết mã nào comment mã đó giùm em nha, em lên cho mấy chị em nhẫn xoay. Nhẫn xoay hàng titan đeo hoài cho mấy chị, cái nhẫn xoay hàng titan luôn giá 50.000. Nhẫn xoay này em tặng cho livestream luôn với giá là 50.000 nha mấy chị. Cái nhẫn xoay này, nhẫn xoay hàng titan mấy chị mang thường được giùm em, có dây chuyền mấy chị. Rồi cái nhẫn xoay này em chốt với chị luôn với giá là 50.000, nhẫn xoay hàng titan bạn này rất là đắt nha mấy chị. Nãy còn dây titan không? Hết rồi. Nhẫn xoay giùm em mấy chị lên em đó, nhẫn xoay. Nhẫn xoay này em chốt với livestream luôn cho mấy chị là 50.000. Nhẫn xoay hàng titan là 50.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Mấy chị lên em là nhẫn xoay 50, nhẫn xoay 50, nhẫn xoay hàng titan rất đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt giùm em với giá là 50.000, 50.000 giùm em nè, quá trời xinh luôn. Dạ nhẫn xoay nè, chốt mấy chị cho livestream luôn giá là 50.000. Chị nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Dạ cái nhẫn xoay hàng titan em sale luôn cho mấy chị là 50.000 nha mấy chị. Chứ nào để nhẫn xoay lên em là nhẫn xoay 50 kèm giùm em số điện thoại để được lên đơn thành công. Dạ cái nhẫn xoay nè, chốt cho livestream luôn cho mấy chị 50.000, rất là xinh luôn nha mấy chị. Rồi chứ nào để nhẫn xoay lên em là nhẫn xoay 50 kèm giùm em số điện thoại. Dạ nhẫn xoay hàng titan nha mọi người, nó dạng xoay xoay đẹp lắm, hình cái bông chế tác rất đẹp luôn. Bạn này em chốt với chị chơi livestream luôn 50.000. Mai bên em chốt với chị Châu Đòn ơi. Mấy chị lên em là nhẫn xoay 50 đẹp quá, đẹp, đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi chứ nào để nhẫn xoay lên em là nhẫn xoay em chốt với chị luôn 50.000. Chị nào đang xem livestream bấm cho em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Dạ cái nhẫn xoay này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 50.000. Mấy chị chốt giùm em là nhẫn xoay 50 tặng hết luôn mấy chị titan đó. Còn lên cho mấy chị em dây chuyền titan tiếp nha mọi người. Còn nước hoa mấy chị ưu đãi xíu đem lên nước hoa cho. Rồi mấy chị lên em là VIP 19. Cái dây VIP 19 em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 55.000, dây này titan rất là đẹp nha mọi người. Chứ nào để VIP 19 lên em là VIP 19 55.000, có dây phụng chưa chị đợi em xíu lên dây phụng cho. Chiều nào lấy mẫu này lên em là VIP 19 em chốt 55.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị ơi đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha. Rồi cái VIP 19 em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000. Chị nào lấy VIP 19 lên em là VIP 19 55k kèm giùm em số điện thoại cho mấy chị, quá trời xinh luôn. Dạ chiều nào lấy VIP 19 lên em là VIP 19 em chốt 55.000 cho livestream luôn, rất là xinh mấy chị. Dây này dây titan mấy chị mang thường được giùm em ha. Rồi chị nào lấy VIP 19 lên em là VIP 19 em chốt 55.000. Dạ cái dây VIP 19 em chốt với chị luôn trên livestream là 55.000. Chị đẹp là đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha. Dạ VIP 19 là dây chuyền titan mình mang thường xuyên được. Chị nào lấy VIP 19 lên em mã là VIP 19 em chốt 55.000 cho livestream luôn. Dây chuyền là dây chuyền titan mấy chị mang thường được giùm em, rất là xinh mấy chị. VIP 19 là dây chuyền titan mang thường xuyên được, chốt 55.000 cho mấy chị luôn. Dạ hôm nay em live sale rất là nhiều đó mấy chị. Rồi dòng sale đúng không? Hôm nay dòng titan trời ơi. Cái này em bán cho mấy chị, cái này là đẹp lắm luôn nha. Bản ép titan. Bản ép titan là mấy chị đeo thường giùm em, mà bạn này hàng độc lạ, hàng của thương hiệu luôn mấy chị. Nó là dạng giống như là một cái đồng hồ nha mấy chị. Cái bản ép này giống như là một cái đồng hồ, rất là xinh luôn nha mấy chị, nhìn em nè. Mấy chị đeo như một cái bạn đồng hồ với đó, giờ cái này mang không có phai màu. Rồi cái nào hết cái mẫu này em chốt cho mấy chị luôn là sale cho mấy chị là dòng 7 em chốt mấy chị 120. Mấy chị ghi giùm em là dòng 7 120 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái dòng 7 em chốt mấy chị cho livestream là 120.000. Chứ nó là dòng 7 lên em là dòng 7 120, dòng này dòng titan em còn mấy cái duy nhất nha. Dòng titan bản ép rất là đẹp luôn. Dạ, hello chị Ngọc Diễm, hello chị Ngọc Diễm. Dòng 7 em chốt với chị lần 120.000. Trời ơi, mấy chị ơi xinh quá, cho nên là dòng 7 lên em là dòng 7 120 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Cái dòng 7 này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 120.000, rất là xinh luôn giùm em ha. Dạ, chế nào để dòng 7 lên em là dòng 7 em chốt 120 kèm giùm em full số điện thoại nha mấy chị ơi. Dòng 7 em chốt với chị cho livestream là 120.000. Chị nào để dòng 7 lên em là dòng 7 120 kèm giùm em số điện thoại, dòng 7 này đẹp lắm. Dòng 7 là 48 đeo được nha chị ơi. Cái này hàng titan em còn mấy cái cuối cùng.
Giờ là dòng 7 lên, em là dòng 720 kèm giùm em số điện thoại, em chốt 120 nha, bài này đẹp quá. Hello chị Hạnh Mai. Rồi chị Ngọc Trinh có dòng 7, chị Thanh Lôi có dòng 7, em chốt 120. Cái này titan đeo hoài giùm em nha, có mấy cái thôi nha mấy chị. Ồ dạ anh đang sale dòng luôn mấy chị, dòng 7 giùm em 120 kèm cho em số điện thoại. Giờ là dòng 7 lên, em là dòng 7, em chốt 120.000, 120 kèm giùm em full số điện thoại được lên đơn thành công. Ồ em lên cái dòng titan này đẹp lắm, mã này tặng nốt luôn cho mấy chị nha. Xả lỗ cho mấy chị luôn, thiệt sự luôn. Đây là bản thương hiệu của titan, mấy chị đeo thường xuyên không có phai màu nha. Đẹp xuất sắc luôn, đây là dòng hiệu của titan. Cái này mình mang thường xuyên không phai màu, mấy chị lên em là dòng 4. Cái dòng 4 này em chốt mấy chị luôn 120 mấy chị. Tặng luôn 120 nha, dòng 4 titan bản queo lờ đẹp lắm. Cái dòng 4 này em chốt mấy chị cho livestream là 120.000. Mới nhận hàng dòng đẹp lắm, cảm ơn chị luôn nè. Cái này đeo hoài không phai màu nha mấy chị, nào mà nó bóng dữ lắm, hàng titan nó sẽ bóng cho nó nhẹ, mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ biết. Rồi cái dòng 4 này em chốt cho livestream cho mấy chị là 120.000. Chị nào lấy dòng 4 lên em là dòng 420, nhớ kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi. Dạ cái dòng 4 em chốt cho Lê Chim luôn cho mấy chị là 120.000, quá trời xinh luôn rồi mấy chị. Dạ chị nào lấy dòng 4 lên em là dòng 420. Dòng 4 là dòng titan mấy chị đeo thường xuyên được giùm em nha. Em chốt bạn này cho Lê Chim là 120.000, 120 giùm em. 120 cho một bạn dòng nha mấy chị ơi, quá trời xinh luôn. Chị nào lấy dòng 4 lên em lấy dòng 420, cái này là hàng titan mấy chị, hàng titan mà cái giá này rất là rẻ. Cởi cả giá sĩ mấy chị đi kiếm giùm em luôn ha. Thật sự luôn không có cái mã này mà 120.000 đâu mấy chị, em nói thiệt. Rồi chị nào lấy dòng 4 lên em lấy dòng 4120 kèm giùm em số điện thoại. Dạ cái dòng 4 em chốt mấy chị luôn 120 qua mã luôn ha. Dòng 4 là dòng titan mấy chị đeo thường xuyên được giùm em. Chị đẹp Nguyễn Huy cho lên giùm em là dòng 4 chứ đừng đánh dòng 120. Chị lên em đúng mã là dòng 4 cái đẹp, đẹp lắm, cái này của L luôn mấy chị, xịn dữ lắm nha mấy chị. Dòng 4 giùm em 120.000, dòng 4 em chốt mấy chị 120 kèm cho em số điện thoại là được lên đơn thành công. Dạ dòng này dòng titan chịu đeo thường xuyên được giùm em nha. Em chốt bạn này luôn 120 lên cho mấy chị cái lắc này, lắc xích đẹp lắm. Cái lắc xích hàng của Subin nha mấy chị, dòng 4 em xin phép qua mã nha mấy chị, dòng 4 em chốt mấy chị 120, quá đẹp luôn, hàng titan đeo thường xuyên được, full đá. Dòng 4 em chốt 120 rồi em lên cho mấy chị một em lắc titan, em sorry lắc Subin. Cái lắc này em chốt mấy chị là lắc vàng 55. Lắc vàng này em chốt cái livestream cho mấy chị luôn 55.000. Chị nào lấy lắc vàng lên em lắc vàng 55 kèm giùm em số điện thoại. Cái lắc vàng này em chốt mấy chị nào lấy lắc vàng lên giùm em là lắc vàng 55 nha mấy chị ơi. Rồi cái lắc vàng này em chốt cái livestream cho mấy chị 55.000, rất là xinh luôn mấy chị. Lắc vàng là 55.000, nhớ kèm giùm em số điện thoại, quá trời xinh luôn mấy chị. Dạ lắc vàng em chốt mấy chị 55.000 dòng 4 nha chị. Ok dòng 4 lên em sale 120, tí xíu em sale nhiều dòng lắm mấy chị, đợi em xíu nha. Lắc vàng là 55.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị ơi. Cái lắc vàng em chốt cho livestream cho mấy chị là 55.000, chị nào lấy lắc vàng lên em mới lắc vàng 55. Dạ lắc vàng này rất là đẹp nha mấy chị, em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000. Dạ chị nào lấy lắc vàng 55 lên em mới lắc vàng 55, lắc vàng Subin đeo rất là đẹp, rất là cưng luôn mấy chị. Em chốt cho livestream cho mấy chị là 55.000, mấy chị lên em mới lắc vàng 55, cái đôi bông này sale nốt luôn mấy chị, đôi bông này hàng dự tiệc, hàng cao cấp. Em đang bán là 70.000 mấy chị. Rồi bông này mấy chị lên em mới là B42 là màu trắng, B43 là màu vàng, em chốt mấy chị 49.000 luôn. Em sale 49.000 luôn mấy chị. B42 là màu trắng, B43 là màu vàng. B42 là màu trắng, B43 là màu vàng, em sale luôn cho mấy chị là 49.000. Mấy chị lên em là B42 hoặc là B43 giùm em nha mấy chị. Dạ B42 là màu trắng, B43 là màu vàng, em sale 49.000 luôn. Mấy chị lên em là B42 là màu trắng, B43 là màu vàng, em sale 49.000 cho livestream cho mấy chị luôn ha. Chứ là lấy B42 là em là B42, chứ là lấy B43 là em là B43. Em sale cho livestream luôn cho mấy chị là 49.000. Chứ nào lấy hốt liền giùm em là B42 là B43 giùm em. 49.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị, quá trời kinh luôn. Quá trời xuất sắc luôn mấy chị, sale 49.000 luôn. Dạ B42 là màu trắng, B43 màu vàng. Rồi nhẫn trên đây hả chị, rồi để em lên cho. Nhẫn này hả chị, nhẫn này là nhẫn nhẫn đá 50 được trải nghiệm dùng thử trong vòng 1 tháng nè. Nhẫn này là nhẫn kim tiền 49. Nhẫn kim tiền 49 được dùng thử trải nghiệm trong vòng 1 tháng luôn nha mấy chị. Kim tiền 49 là nhẫn này là nhẫn 40. Chị nó hết cái mã nào nhẫn dùng thử thì mấy chị có thể lấy cái một sản phẩm đó mấy chị trải nghiệm giùm em. Nhẫn này nhẫn 40 giùm em, kim tiền là 49.000, nhẫn đá là 50.000. Ba sản phẩm này vừa bán tặng vừa trải nghiệm được dùng thử trong vòng 1 tháng nữa mấy chị ơi. Chế nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương liền, quá trời xinh luôn. Nhẫn 40 nè mấy chị, kim tiền là 49.000, nhẫn đá là 55. Dạ cái nhẫn đá lên chốt với chị 50.000, sorry mọi người, nhẫn đá là 50 giùm em. Chứ nào lấy nhẫn đá lên em, nhẫn đá 50 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Dạ cái nhẫn đá lên chốt cho livestream cho mấy chị 50.000, nhẫn đá 50
Kim Thiền 49.000 giùm em, là nhẫn hộp cao là nhẫn 40, nhẫn hộp cao là nhẫn 40, kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Chế nó hết mã nào là comment mã đó giùm em. Chị nào khách mới có thể mua một chiếc nhẫn trải nghiệm dùng thử giùm em nha. Thì giùm nhẫn này em bán tặng dữ lắm mấy chị. Bạn nhẫn này em bán rất là tặng luôn lên cho mấy chị. Một em bông titan mang thường xuyên không có phai màu. Một em bông titan mang thường xuyên không phai màu giùm em nha. Mà nó bóng như lắm mấy chị ơi. Giờ là lấy B11 lên em là B11 chốt 55.000. Chị nào lấy B11 lên em là B11 chốt 55.000 cho live stream. Còn dây titan đây. B11 giùm em 55.000. Mấy thằng gặp chị. B11 giùm em hoặc là em lấy cộng khác đi nếu bị lỗi. B11 giùm em 55.000 là một em bông titan rất là đẹp nha mấy chị. Chị nào lấy B11 lên em là B11 chốt 55.000 cho livestream luôn. Cái này là bông titan mấy chị đeo thường được giùm em ha. Xinh quá mấy chị ơi, mấy chị lên em là B11 chốt 55.000. B11 là bông titan mình mang thường xuyên được giùm em ha. B11 là 55.000 kèm cho em số điện thoại ở trên sau dưới. B11 làm chốt với chị luôn 55.000, 55k. Dạ, chứ nào lấy B11 là bông này nha mấy chị, bông titan mấy chị đeo thường được giùm em. Chứ nào lấy B11 lên em là B11 chốt 55.000 cho livestream luôn, quá trời xinh luôn mấy chị. Dạ, B11 là bông titan mấy chị đeo thường được giùm em nha, em chốt 55.000. Em chốt cho livestream cho mấy chị là 55.000 kèm cho em số điện thoại mấy chị lên giùm em đúng mã là B11. 55.000, dây này mấy chị lên em là VIP 29 là một em dây túi đỏ nha, túi đá ruby đỏ, phối kim tiền thu hút tiền tài lộc. Mấy chị lên giùm em mã là VIP 29, rồi VIP 29 em chốt với chị cái dây chuyền này luôn 49.000. Chị nào lấy VIP 29 là em là VIP 29 em chốt 49.000 xem nhẫn thôi chị, rồi ok chị đẹp luôn lên nhẫn cho. Rồi VIP 29 em chốt cái dây chuyền luôn cho mấy chị là 49.000, 49.000 nha mấy chị. Chị nào lấy VIP 29 là em là VIP 29 em chốt cái dây chuyền cho mấy chị luôn 49.000, nhớ kèm số điện thoại giùm em ha. Dây này dây chuyền titan mấy chị đeo thường xuyên được. Mấy chị lên em là VIP 29 em chốt 49.000 cho livestream luôn. Mấy chị lên em ở VIP 29, đây là nguyên khối cho mọi người, nguyên khối đá nha mấy chị, đẹp lắm. Đá ruby đỏ, phối kim tiền giùm em, nguyên hình cái túi luôn, phải là nửa túi nha. Trong VIP 29 em chốt cái livestream cho mấy chị 49.000 là dây chuyền titan mấy chị mang thường xuyên được. Mấy chị lên em là VIP 29 em chốt 49.000 cho livestream luôn, quá xinh luôn mấy chị, quá xuất sắc. Dạ, chị nào lấy VIP 29 là mèo là VIP 29 em chốt 49.000 trên livestream luôn, quá xinh luôn mấy chị. Rồi nhẫn này mấy chị, nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị là nhẫn 42, em bán 42.000 cho mấy chị luôn. Mấy chị đến giùm em là nhẫn 42, nhẫn 42 kèm giùm em số điện thoại, em chốt 42.000 cho mấy chị một em nhẫn rất là xinh luôn nha mấy chị. Chị nào lấy nhẫn 42 lên em là nhẫn 42 kèm giùm em số điện thoại mấy chị, nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị là 42.000. Chị đẹp nào đang xem livestream nhớ bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha. Dạ, cái nhẫn này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 42.000. Nhẫn này full hột sòn cao đẹp lắm nha mấy chị. Mấy chị lên em là nhẫn 42 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ, bạn nhẫn này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 42k nha mấy chị, full hột sòn ở ngoài rất là đẹp. Full hột sòn ở ngoài rất là đẹp luôn, mấy chị lên em là nhẫn 42 kèm giùm em số điện thoại. Dạ, bạn nhẫn này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 42.000 nha mấy chị ơi. Rất là xinh mấy chị lên em là nhẫn 42 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ, bạn nhẫn này em chốt cho livestream cho mấy chị là 42.000 nha mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Xuất sắc rất là xinh giùm em luôn, mấy chị lên em nhẫn 42, nhẫn 42 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Em bán 42.000 cho mấy chị luôn nha, chiếc nhẫn này xinh mấy chị ơi. Xuất sắc lên nhẫn vàng đi rồi, ok cho đẹp đẹp xíu nè. Nhẫn em chốt 42.000, em lên cho mấy chị cái nhẫn vàng lắc cơ mang siêu bền màu nè mấy chị. Đây là nhẫn vàng lắc cơ mang siêu bền màu giùm em nè mấy chị. Rồi, chị nào hết cái nhẫn vàng này mấy chị lên giùm em ha. Em tặng nốt luôn mấy chị lên em là giờ 26 chốt 59.000. Em tặng nốt bạn này luôn mấy chị lên em là giờ 26 chốt 59.000 nha mấy chị. Chiếc này đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Mà nó là hàng lắc cơ nữa mấy chị, tặng mạnh luôn. Mấy chị lên em là giờ 26 chốt mấy chị luôn 49.000. Mấy chị lên giùm em đúng mã là giờ 26 chốt 49.000 cho livestream nha mấy chị, xinh quá. Chị nào lấy giờ 26 lên em là giờ 26 49k kèm giùm em số điện thoại. Cái giờ 26 em tặng nó vào chiếc nhẫn này lên form tay rất là đẹp nha mấy chị, nhìn em nè. Lên form tay cực kỳ đẹp luôn, mấy chị lên em là giờ 26. Cái giờ 26 em chốt với chị cho livestream là 49.000 luôn. Chị nào lấy giờ 26 lên em là giờ 26 49k kèm giùm em số điện thoại. Cái giờ 26 em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 49 59.000 mấy chị ơi, hàng lớp cơ sale. Ủa nãy chị đọc nhiêu? Chết chị đọc lộn. Cái nhẫn này tên trăm mấy luôn. Mới đọc 49 hả? Chị qua mã. Đọc lộn rồi em ơi. Giảm mà còn đọc lộn nữa mấy chị. Rồi giờ 26 em chốt mấy chị 49.000 luôn, qua mã nha mấy chị, em đọc lộn rồi. Cái đó là tặng mạnh dữ lắm rồi mà còn giảm nữa mấy chị. Cầm lên cho mấy chị cái dòng này xinh lắm nè. Chị đã hết cái dòng này đó cho em lấy dòng 130. Cái dòng này rất là sáng nha, lên sáng tay cực kỳ luôn. Chị đã hết dòng này lên em lấy dòng 130 kèm giùm em số điện thoại chị ơi.
Rồi cái dòng này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 130.000, xinh quá. Chị nào lấy dòng 130, lên mail lấy dòng 130 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Cái dòng này thì em chốt cho livestream cho mấy chiêu luôn với giá là 130.000 nha mấy chị, xinh xẻo chưa? Xinh xẻo xẻo chưa mấy chị? Lên giùm em mã là dòng 130. Cái dòng này em chốt cho livestream luôn cho mấy chiêu là 130.000 nha mấy chị, dòng này xinh lắm. Mấy chị lên giùm em mã là dòng 130 kèm giùm em số điện thoại, dòng này có ra sáng mà đẹp. Chứ nó lấy dòng 130 lên em lấy dòng 130. Em bóp em chị mấy chị. Dòng 130 nha, mẫu này sáng mà cưng lắm mấy chị ơi. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Dạ cái dòng này em chốt cho livestream cho mấy chị 130.000. Chị lên giùm em đúng mã là dòng 130 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Chị lên giùm em đúng mã là dòng 130, em chốt 130.000 quá xinh luôn mấy chị ơi. Xuất sắc luôn, có nước hoa không? Dạ có, chị đẹp đợi em xíu nha. Dòng này em chốt mấy chị 130.000 luôn mấy chị lên em là dòng 130. Em sale rất là nhiều mã luôn, cái dòng này em sale mấy chị luôn nè. Dòng này đẹp, xuất sắc luôn mấy chị. Em lên cho mấy chị cái dòng 5 nha. Cái dòng 5 hàng titan đeo thường xuyên được nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Cái này em chốt mấy chị 120 hết giá nha mọi người. Tại vì titan mang không phai màu mà giá có 120 là tặng lắm. Mấy chị lên em là dòng 5. Cái dòng 5 này em chốt mấy chị 120 luôn. Chị nào lấy dòng 5 có lắc chị qua để lắc em lên lắc cho. Cái dòng 5 này em chốt mấy chị luôn 120.000. Chị nào lấy dòng 5 em sale cho mấy chị 120.000 nha mấy chị ơi. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Có như chị bán bình thường. Dòng 5 này em chốt mấy chị luôn 120, mấy chị yêu thương thì mấy chị chia sẻ, còn không thì em vẫn bán bình thường nha mấy chị. Rồi dòng 5 này em chốt mấy chị 120, dòng 5 là hàng titan đeo thường. Đeo thường giùm em luôn, rất đẹp mấy chị ơi. Dòng 5 này em chốt mấy chị luôn cho livestream là 120.000. Rồi chị nào lấy dòng 5 lên em là dòng 5 120 giùm em nha mấy chị, em chốt 120 cho mấy chị luôn. Dạ 120.000 mấy chị ơi. Rồi chứ nào lấy dòng 5 lên em là dòng 5 em chốt 120.000 cho mấy chị nha. Dòng 5 là hàng titan mấy chị đeo thường được giùm em. Bản này của LL giùm em, lên nhẫn có nhẫn chị đẹp ơi. Cho chị cái nhẫn cặp này. Cái này em gửi chưa. Dòng 5 này em chốt mấy chị 120.000 luôn mấy chị, đợi em xíu nha. Dòng 5 120 giùm em có cái lắc vàng su bin mấy chị, em chốt 60.000. Cái lắc vàng su bin rất là đẹp luôn mấy chị, lên em lắc vàng 60. Cái lắc vàng này em chốt cho livestream cho mấy chị 60.000. Có dòng bản to không? Dòng bản to, dòng bản á chị em đang hết hàng rồi chị Lon Ngô. Lắc vàng em chốt mấy chị 120. Có bị nhặt. Wow. Lắc vàng là em chốt mấy chị 120.000, em lên cho mấy chị cái nhẫn cặp. Lắc vàng 60. Lắc vàng là 60 giùm em, dòng này dòng 520. Nhẫn cặp em chốt sale cho mấy chị là 65.000 cả một cặp nhẫn titan nha mấy chị. Nhẫn này mình đeo thường được giùm em, cặp nhẫn này mấy chị lên em là cặp nhẫn 65. Mấy chị lên em là cặp nhẫn, cả cặp nhẫn em chốt cho livestream cho mấy chị là 65.000, lắc vàng là 60 giùm em, có cham chị qua để xíu lên cham cho. Cặp nhẫn lên cho mấy chị 65.000 cho livestream luôn. Mấy chị lên em là cặp nhẫn 65 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dạ cái cặp nhẫn em chốt cho livestream cho mấy chị luôn giá là 65.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ cặp nhẫn là 65.000, chiêu nào lấy cặp nhẫn lên em là cặp nhẫn 65 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dạ cái cặp nhẫn em chốt cho livestream cho mấy chị luôn giá là 65.000. Chị nào lấy cặp nhẫn lên em là cặp nhẫn 65.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị, quá trời xinh luôn. Dạ bữa đó tết rồi săn sale đi mọi người, quá cho mã luôn mấy chị. Dạ cái cặp nhẫn em chốt cho livestream cho mấy chị là 65.000. Dạ cặp nhẫn là 65.000, lắc vàng là 60. Lắc vàng là 60 giùm em ha. Cặp nhẫn em sale 65.000 cho cả một cặp nhẫn titan đeo thường giùm em luôn. Chị nào lấy cặp nhẫn titan lên em là cặp nhẫn 65 kèm giùm em số điện thoại. Lắc vàng là 60.000. Lắc vàng em chốt mấy chị 60.000 nha mấy chị, lắc vàng 60. Lắc vàng 60 giùm em, dòng 5 này em chốt mấy chị luôn 120, dòng 5 là dòng titan. Dòng 5 là dòng titan giùm em, đeo thường xuyên được giùm em, không phai màu, cho nó lấy dòng 5 lên em là dòng 5 em chốt 120. Dòng 5 hàng titan chốt mấy chị cho livestream là 120.000. Gồm lên cho mấy chị của em dây chuyền titan là VIP 17 giùm em, chốt mấy chị bạn này 55.000. VIP 17 là mẫu mới titan full đá nha, em tặng luôn 49.000 nữa mấy chị. Hàng này đắt đó. Như thôi tặng 49.000 luôn đi. VIP 17 giùm em 49.000 mấy chị, sale lỗ luôn nè. Sale lỗ ngày hôm nay luôn nè mấy chị. Nó tới 69.000 rồi đó mấy chị ơi. VIP 17 em tặng 49.000 luôn. Bạn này đeo rất là cưng nha mấy chị. Nó là bạn của thương hiệu của mấy chị. VIP 17 em chốt 49.000 luôn. Em sale lỗ 49.000 nha mấy chị. Tại cái này đắt lắm luôn mấy chị. Full đá. VIP 17 em chốt 49.000 qua mã luôn nha. Thông cảm giùm em. Cái mã này còn mấy sợ em sale lỗ mấy chị. VIP 17 chạm đá nè. VIP 17 49.000 cái này em qua nhanh nha mấy chị. Thông cảm giùm em bị nhầm giá rồi. VIP 17 giùm em 49.000 kèm cho em số điện thoại. VIP 17 giùm em 49.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Chiêu nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Chiêu nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương. Cái đồng hồ này em còn 2 cái nè. Cái đồng hồ này em còn 2 cái nha mấy chị.
Mấy chị lên em là xả V31. Cái đồng hồ này xả V31 em còn hai cái em sale luôn 60. Cái này em bán lên 130 mấy chị. Xả V21 còn hai cái nữa thôi. Xả V21 giùm em còn hai cái em sale luôn cho mấy chị luôn với giá là 60. Xả V21 giùm em 60.000 kèm cho em số điện thoại đồng hồ có dập ký hiệu giùm em xịn sò nha mấy chị. Xả V21 em sale luôn 60.000. Em qua mã em có hai cái thôi. Em còn hai cái thôi mấy chị ơi, xả V21 giùm em 60.000 kèm cho em số điện thoại mấy chị. Cái đồng hồ này em xả luôn cho mấy chị. Trời ơi, đồng hồ này đồng hồ xịn lắm luôn á. Đây là hàng mới của em chưa like luôn mấy chị. Hàng mới chưa like luôn, bản thương hiệu của bạn này luôn. Em sale cho mấy chị bạn đồng hồ luôn chỉ giá 160. Mấy chị lên em là xả 160, con này là 280 nha mấy chị. Bài này chống nước tốt giùm em, bao ngâm luôn mấy chị, nó là đồng hồ bản thương hiệu. Mấy chị lên em là xả 160 là cái đồng hồ này nha mấy chị. Em xả cái đồng hồ này cho livestream cho mấy chị 160.000 luôn. Mấy chị lên giùm em đúng mã là xả 160 kèm giùm em số điện thoại, em còn mấy cái thôi em tặng 160.000 luôn. Dạ, xả 160 là cái đồng hồ này nha mấy chị, em chốt 160.000 luôn, bản của thương hiệu giùm em. Cái này đeo rất là bền giùm em nha, lên tay rất là đẹp, ở ngoài đẹp hơn nha mấy chị. Hôm nay mạng nó kém mấy chị coi. Cái màn hình nó không được đẹp đâu mấy chị, ở ngoài đẹp lắm. Ở ngoài rất là đẹp luôn, em xả cái đồng hồ này 160 xả lỗ nha mọi người. Mấy chị lên em là xả 160 chứ nào hết thì lấy nhận hàng được kiểm nha. Cái đồng hồ này em bán 280 đó mọi người. Mấy chị lên em là xả 160 kèm giùm em số điện thoại, em tặng nốt hết 160.000 luôn. Chế nào chốt nhanh thì chế đó có hàng giùm em. Chị lên em là xả 160 kèm cho em số điện thoại, đồng hồ này đồng hồ thương hiệu giùm em, bản xịn giùm em nha mấy chị. Ờ nó quá đẹp luôn mấy chị, ở ngoài nó đẹp lắm. Ở ngoài nó đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Mấy chị lên em là xả 160, mặt là thảm màu xanh nha mấy chị. Đây là của thương hiệu luôn. Ờ dạ xả em cho mấy chị 160, mấy chị lên em là xả 160 kèm giùm em số điện thoại. Dạ chiều nào lấy xả 160 lên nước hoa rồi. Ok chị đẹp đếm lên cho chị nước hoa, lấy cho chị cái nước hoa đỏ với màu vàng nữa thôi. Rồi mấy chị lên em xả 160 trả, xả 160 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Rồi đúng rồi. Xả 160 trả 160 hình như ở đâu có dưới đây cái chưa chừng em có cái mở rồi thôi. Xả em cho mấy chị 160.000 luôn, quá cho xinh luôn mấy chị, tặng nốt ngày hôm nay luôn cho mấy chị nha. Trời cái đồng hồ nó đẹp. Cái đồng hồ ở ngoài nó sẽ màu rất là đẹp nha mấy chị, em cho mấy chị bạn này luôn 160. Ở ngoài VIP đẹp lắm luôn, nhận hàng ở ngoài là ghiền hơn ở trên live này nè mấy chị. Mạng hôm nay rất là kém luôn mấy chị, không có vô mạng được luôn mấy chị. Live hôm nay rất là cuối năm ngồi mà like rất là cực khổ luôn mấy chị, mạng nó không có tương tác mà không có thấy rõ hả mấy chị. Rồi mấy chị lên em là xả 160 cho bạn đồng hồ luôn cho đôi chim 160.000 em qua mã luôn nha. Hôm nay chứ nào thấy gì cứ hốt có đồng hồ rồi mấy chị, lên phơm tay nó sang lắm mọi người ơi. Trời ơi xuất sắc luôn, em xả 160 đó mấy chị có tin được không, em xả 160 đó mọi người, em bán 280 em đang xả có 160.000 thôi. Mấy chị đánh giùm em là xả 160 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Cái đồng hồ đó em chốt với chị luôn với giá là 160.000. Xả 160 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Xả 160 chị Long Ngô ơi, em tặng luôn 160, tặng nốt luôn 160 mấy chị. Xả 160 em còn hai màu nè mấy chị ơi, em còn nhẫn này em còn hai màu thôi mà nhẫn này đẹp. Y chang kim cương là có thiệt luôn nha mấy chị. Đồng hồ nhẫn dây bự hiện tại em cũng có tích đó mấy chị. Đây đây. Hai chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn siêu phẩm của nhà em mấy chị ơi. Siêu phẩm của nhà em mấy chị, rất là xinh luôn mấy chị. Lên em á là đá xanh 70, đá trắng 70. Mấy chị lên em á đá trắng 70 và đá xanh 70 mấy chị. Đá trắng giùm em 70 và đá xanh 70 giùm em. Em đổi mã em chị. Đá xanh 70 và đá trắng 70, màu trà còn không đâu. Màu trà còn ít nữa. Đá xanh 70 và đá trắng 70, em có màu trà nữa mấy chị. Đá trà 70 chứ nó hết cái nhẫn này. Mấy chị lên giùm em đúng cái mã giùm em ha, em bán cho mấy chị 70.000 luôn. Bài này em có 3 chiếc luôn mấy chị. Tại vì cái đá của nó rất là hiếm mà nó rất là đẹp luôn, có màu trà. Mấy chị lên em là trà 70, xanh 70 và trắng 70. Mấy chị lên em đá trắng 70, đá xanh 70 và đá trà 70.000. Quá trời xinh luôn mấy chị, đá xanh 70, đá trắng 70 và đá trà 70.000 giùm em. Cái này nó rất là đỉnh luôn nha mấy chị. Đá trà 70 giùm em. Cái em phải nói chiếc nhẫn này là chế tác rất là đẹp luôn mà em bán rất là tặng luôn mấy chị. Giùm em có hộp sòn của nó sẽ rất là sáng, hộp sòn nó rất là xịn, hiện tại là không có sòn này nữa nha mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm em mở là đá trà 70, đá xanh 70 và đá trắng 70. Mấy chị nhớ kèm giùm em thêm giá 70 nha mấy chị. Đá trắng 70 giùm em nè, đá trắng 70 siêu phẩm luôn, y chang hộp sòn luôn mấy chị. Cái đá này đá xịn nha mọi người. Đá xanh 70 và đá trà 70 giùm em. Đá xanh 70, đá trà 70 và đá trắng giùm em 70.000, 70.000 giùm em một chiếc nha. Cái này là siêu phẩm luôn mấy chị. Thiệt sự luôn, nó rất là sáng mà đẹp. Em lên thử cho mấy chị, lên phơm tay thử cho mấy chị thôi nha. Nhìn giùm em chiếc nhẫn nè mấy chị, xuất sắc luôn. Xỉu lên xỉu xuống luôn mấy chị. Rồi mấy chị lên em đá trắng 70, đá xanh 70 và đá trà 70 giùm em. Cái này mỗi thứ em còn có mấy chiếc thôi mấy chị, giờ không có đá này nữa mấy chị ơi, tiếc lắm, đẹp. Đẹp xuất sắc luôn.
Đá trắng 70, đá xanh 70 và đá chà giùm em 70 ngàn. Đẹp xuất sắc nha mấy chị. Đá xanh 70, đá trắng 70 và đá chà giùm em 70 ngàn. Nhớ kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi. Hút liền giùm em, xin phép qua mã nha. Màu trà em còn ít lắm mấy chị. Em còn màu trắng, em còn màu xanh là nhiều nhất luôn. Em còn màu xanh là nhiều nhất luôn nè. Màu xanh đẹp lắm mấy chị. Màu xanh rất là đẹp luôn. Kêu là đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương giùm em ha. Quá trời xinh luôn. Dạ đá xanh 70, đá trắng 70, nước hoa tặng đây chị. Đây vẫn tặng nước hoa nha mấy chị đợi em xíu. Chai nước hoa này rất là thơm luôn mấy chị. Đây là mẫu chi ăn của nhà em, chốt chai nước hoa luôn cho mấy chị là 50 ngàn. Mấy chị lên em là chi ăn 50, cái này không thơm không lấy tiền. Mấy chị cho em feedback luôn mấy chị. Không thơm em không lấy tiền luôn mấy chị. Chứ nào lấy nước hoa này lên em là chi ăn 50. Em tặng chai nước hoa này cho livestream giống như là quà tặng của em thôi mấy chị, 50 ngàn. Chưa tới giá sỉ đâu mấy chị, cứ yên tâm giùm em. Mấy chị lên em là chi ăn 50 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Chai nước hoa này mấy chị đó giùm em là chi ăn 50. Em chốt chai nước hoa này cho livestream cho mấy chị là 50 ngàn. 50 ngàn cho livestream của em nha mấy chị. Một chai nước hoa này em bán cho livestream cho mấy chị có 50 ngàn thôi. Mấy chị lên em là chi ăn 50 kèm giùm em số điện thoại. Chi ăn 50 giùm em, chai nước hoa vẫn còn tặng mấy chị cứ yên tâm. Rồi em lên cho mấy chị cái nhẫn N19 đẹp quá. Cái nhẫn N19 em chốt 60 ngàn. Chứ là cái N19 lên em á, N19 là một em nhẫn đồng mang thường xuyên giùm em ha. Chứ là cái N19 lên em á, N19 em chốt 60 ngàn cho livestream luôn. Vậy là lấy N19 là một em nhẫn vàng đồng mang hoài mà nó đẹp nè mấy chị. N19 giùm em, N19 em chốt cho mấy chị 60 ngàn, chi ăn 50 giùm em. N19 giùm em 60 ngàn kèm giùm em số điện thoại giùm mấy chị. Chứ là lấy N19 là em là N19 em chốt 60 ngàn cho livestream cho mấy chị luôn, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị, chi ăn 50 giùm em chai nước hoa đó 100ml siêu thơm giùm em nha mấy chị. Không bao giờ có giá này nha mọi người, em kể cả sỉ luôn, chưa có giá này nữa mấy chị, tặng lắm luôn mấy chị. Cây nước hoa này rất là thơm, siêu thơm, best seller nhà em luôn á. Cái mẫu này là khách khen nhiều nhất, và nó thơm cả ngày luôn mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm em mã là N19 em chốt 60 ngàn. Chi ăn 60, chi ăn em bán tặng 50 ngàn thôi nha mấy chị. Là một chai nước hoa rất là thơm giùm em. Mấy chị lên em là chi ăn 50 kèm giùm em số điện thoại. Cái chi ăn đó là em chốt mấy chị cho livestream luôn, giá là 50 ngàn. Mấy chị lên em là chi ăn 50 kèm giùm em full số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Cứ chốt đi mọi người để làm quà Tết quà tặng mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một set bi màu trắng mang thường được giùm em, set bi Subin, set bi em chốt 95 ngàn. Giờ nói set bi này lên em á, set bi 95 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Set bi này em chốt cho livestream cho mấy chị là 95 ngàn. Chị nào lấy set bi 95 là hút liền giùm em, mở là set bi 95 kèm giùm em số điện thoại. Mạng nó bị kém lắm luôn mấy chị, mấy chị em like mà em cũng thấy kém nó, ở ngoài cái màu nó đẹp lắm mấy chị, ở ngoài nó màu trắng á, nhưng mà lên mạng nó bị kém á, nên màu nó hơi tối tối mấy chị. Nhận hàng mấy chị ở ngoài mấy chị được kiểm tra mấy chị. Nhìn ở ngoài nó rất là đẹp luôn. Dạ set bi nằm chốt cho livestream cho mấy chị luôn giá là 95 ngàn. Mấy chị lên em á, set bi 95 kèm cho em số điện thoại mấy chị. Set bi 95 còn nước hoa nào tặng không? Dạ còn chị, để em tặng cho mấy chị một mẫu nước hoa nữa. Set bi nằm chốt 95 ngàn kèm cho em số điện thoại. Mấy chị lên em á, set bi nằm chốt 95 ngàn cho mấy chị yêu cho livestream nha. Quá trời xinh luôn mấy chị, chi ăn làm chốt mấy chị là 50 ngàn. Set bi 95 giùm em, set bi này ở ngoài đẹp lắm. Mấy chị lên mail là set bi 95 kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công. Em chốt bạn này cho livestream là 95 ngàn luôn. Set bi 95 kèm cho em số điện thoại nha. Set bi nằm chốt mấy chị cho livestream là 95 ngàn ở ngoài đẹp lắm. Em qua mã chi ăn 50 nha. Chị nào hôm nay không lấy là tiếc nha mọi người, hôm nay nữa là hết rồi mấy chị ơi. Chi ăn 50 mấy chị ơi, lên mail mới là chi ăn 50 kèm giùm em số điện thoại. Em chốt bạn này cho livestream luôn 50 ngàn. Chi ăn 50 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Chai nước hoa này 100ml của mọi người, chi ăn 50. Em chốt bằng này cho livestream là 50 ngàn. 50 ngàn luôn cho mấy chị cho livestream luôn ha. Rồi em lên cho mấy chị một mã nữa nè, tặng tiếp một mã, mã đó em qua luôn cho mấy chị, em không có lên lại. Rồi em lên cho mấy chị cái mã nước hoa này cũng rất là thơm, đấy là tinh dầu Dubai. Tinh dầu Dubai mấy chị bình thường mua hai chai này hơn 500 ngàn. Rồi mấy chị lên em nước hoa 49, em tặng cái này luôn giá là 49 ngàn. Em tặng chai nước hoa này cho livestream luôn giá là 49 ngàn. Mấy chị lên em nước hoa 49 kèm giùm em số điện thoại. Mấy chị lên em mở lên nước hoa 49 nhận hàng, mấy chị được kiểm ở ngoài đẹp lắm mấy chị. Hôm nay mặn kém á, mấy chị nhìn cái màu nó không có được đẹp lên, nó thiệt luôn. Rồi nước hoa nằm chốt cho lên chim cho mấy chị 49 ngàn luôn. Mấy chị lên giùm em là nước hoa 49 kèm giùm em số điện thoại, tặng nốt hết mấy chị ơi. Tặng nốt hết cuối năm rồi mấy chị, nước hoa 49 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Cái chai nước hoa nằm chốt cho lên chim cho mấy chị là 49 ngàn. Cứ chốt một hai chai để dành mấy chị. Nước hoa 49 kèm cho em số điện thoại, có dây chuyền chưa? Có dây chuyền để em lên cho. Mấy chị lên em ơi, nước hoa 49 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dây chuyền bắt đầu lên dây chuyền cho mấy chị nha. Nhiều mở dây luôn cho mấy chị luôn. Rồi chứ là lấy nước hoa mấy chị nhớ giùm em bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha. Lên em ơi, nước hoa 49 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Chốt mấy chị cho livestream luôn 49 ngàn.
Rồi em lên cho mấy chị cái dây tơ 15 rất là đẹp. Dây tơ 15 chốt với chị cho livestream luôn ha. Chứ nào lấy tơ 15 lên em lấy tơ nước hoa em chốt 49 ngàn luôn. Hôm nay em sẽ tặng luôn cái body Olay mà xài em nhất shop em luôn nha mấy chị. Nước hoa 49 em xin phép qua mã luôn nha. Em chốt cái livestream cho mấy chị chai nước hoa này 100ml thơm dai nha mọi người, bảo đảm thơm dai giùm em. Dạng tinh dầu Dubai cỡ cả sĩ mấy chị không mua được giá này em cam kết luôn. Em tặng cho livestream cho mấy chị chai nước hoa này 49 ngàn. Mấy chị lên em đúng mã lên nước hoa 49 em nhận đơn qua mã luôn. Nước hoa 49 giùm em. Đây body Olay ngày hôm nay em tặng cho mấy chị 45 ngàn. Cái body Olay tặng hết cho mấy chị luôn, cuối năm rồi mọi người cứ tặng đi ha. Rồi một hộp body Olay, hộp body chắc của nó hơi bị đỉnh nha mọi người. Body Olay nha, cái chắc của nó xài đỉnh lắm mọi người. Em tặng cho livestream ngày hôm nay 45 ngàn luôn. Hôm nay em sẽ không test mấy chị, cái này em bán nhiều lắm. Em còn khoảng tầm 200 hộp á, em tặng 45 ngàn một hộp luôn. Độ chống nắng của nó tốt nha, hàng chính hãng giùm em. Body Olay là 49 ngàn, 45 mấy chị em tặng luôn 45 ngàn. Em tặng duy nhất ngày hôm nay là body Olay 45 ngàn nha mấy chị. Em tặng ngày hôm nay cho mấy chị thôi, hộp của nó là 250g giùm em, trắng trong 7 ngày. Cái này mấy chị thoa tới đâu thấm tới đó, không dính quần áo nha. Body Olay làm cho mấy chị cho livestream luôn với giá là 45 ngàn, tặng sập sàn ngày hôm nay nha mấy chị. Tặng sập sàn ngày hôm nay luôn, body Olay là 45 ngàn kèm cho em số điện thoại. Chiều nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương. Dạ em bán 45 ngàn một hộp body Olay luôn, rồi bắt đầu em sale bông cho mấy chị nha. Body Olay là 45 ngàn kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công mấy chị. Em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 45 ngàn. Vậy là lấy body Olay lên, em là body Olay. Rồi em lên cho mấy chị đôi bông ý nó đẹp lắm. Bông ý mà phun đá mấy chị, em còn màu vàng thôi nè. Bông này mấy chị lên giùm em ha. Bông này xinh xỉu luôn mấy chị ơi. Bông ý siêu đẹp luôn. Bông này chứ nó hết đánh giùm em mã là B13. B13 này em chốt mấy chị cho livestream luôn, sale giùm em luôn ha. Chứ là lấy B13 lên em đó. Body Olay ngày hôm nay tặng mấy chị 45 ngàn một hộp. Cái này xài rất là đỉnh nha mấy chị. Em chạy số lượng rất là nhiều luôn á, hôm nay em tặng giá đặc biệt cho mấy chị mà lần đầu tiên bán giá này cho livestream luôn nha mấy chị. Dạ lên giùm em mã là B13 cho bạn này luôn, 49 ngàn, sorry mọi người, B13 giùm em là 49 ngàn, có nhẫn titan. Chị đợi em xíu nè, chị nào lấy B13 lên em là B13 chốt 49 ngàn cho livestream. Chị nào lấy B13 lên em là B13 chốt 49 ngàn cho livestream. Thật là trời chị xíu. B13 giùm em 49 ngàn kèm cho em số điện thoại. B13 giùm em 49 ngàn kèm cho em số điện thoại. Lên em là B13, lên em mới là B13 sao kỳ vậy nè. B13 giùm em 49 ngàn kèm cho em số điện thoại được lên đơn thành công, quá xinh luôn. Quá xinh giùm em nha mấy chị ơi, chứ là lấy B13 lên em là B13 em chốt 49 ngàn cho livestream. Mã này rất là xinh luôn nha mấy chị. Dạ B13 em chốt mấy chị luôn 49 ngàn, body Olay em chốt 45 ngàn. Rồi chị nào lấy B13 em tặng cho livestream là 49 ngàn. Chị đẹp nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha. Dạ B13 giùm em 49 ngàn kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Chiều nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị. Rồi chứ nào lấy B13 lên em mới là B13 em chốt mấy chị luôn 49 ngàn kèm giùm em số điện thoại. Kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, tặng nó là 49 ngàn body Olay em qua luôn nha mấy chị. Hôm nay tặng 45 ngàn cho mấy chị luôn. Hôm nay tặng body Olay là 45 ngàn kèm giùm em số điện thoại nha. Em có dòng này xinh xỉu mấy chị. Dòng xinh xỉu của nhà em đây. Chứ nào lấy dòng này lên giùm em đúng mã hay mọi người. Cái dòng này em chốt cái livestream cho mấy chị là 98 ngàn, dòng này đẹp lắm, dòng này mang thường được mà phun đá đẹp lắm mấy chị. Cái dòng này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 98 ngàn. Chị nào lấy dòng 98 lên em là dòng 98 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị, cái dòng này xinh quá. Rồi chị nào lấy dòng 98 lên em là dòng 98 kèm giùm em số điện thoại nha, quá xinh luôn mấy chị, quá xuất sắc. Chiều nào đang xem livestream bấm giùm em full một lượt chia sẻ yêu thương nha mấy chị ơi. Dạ cái dòng này em chốt mấy chị cho livestream là 98 ngàn. 98 ngàn kèm cho em số điện thoại mấy chị lên em là dòng 98. Dòng 98 là được lên đơn thành công mấy chị, quá trời xinh luôn. Mấy chị lên em là dòng 98 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Dạ chiêu nào lấy dòng 98 lên giùm em mới là dòng 98 giùm em. Dạ em chốt bạn này 98 ngàn cho livestream của em mấy chị ơi. Mấy chị đánh giùm em là dòng 98. Dạ còn sale nữa mấy chị, đợi em xíu đi em like sale tiếp nha mấy chị. Em like sale tiếp cho mấy chị luôn. Dạ hai hộp body Olay dòng 98 với chị, ok chị em qua luôn nha. Nhẫn hai sòn á, nhẫn hai sòn làm chốt với chị luôn giá là mấy chị lên em ơi, nhẫn hai sòn là 69 ngàn, nhẫn hai sòn là 69 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Em lên cho mấy chị cái nhẫn bản luôn, cái nhẫn bản này em chốt cho livestream cho mấy chị 59 ngàn. Giờ nó nhẫn bản lên em là nhẫn bản 59k kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Dạ cái nhẫn bản này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 59 ngàn. Giờ nó nhẫn bản lên em là nhẫn bản 59 ngàn kèm giùm em số điện thoại mấy chị, quá xinh luôn. Dạ cái nhẫn bản này em chốt cái livestream luôn cho mấy chị là 59 ngàn, shop em ở Bình Dương nha mấy chị. Rồi chị yêu nào lấy nhẫn bản lên em là nhẫn bản 59k kèm giùm em số điện thoại. Dạ shop em ở Bình Dương mấy chị ơi.
Rồi chỗ nào để nhãn bản lên em lên nhãn bản em chốt mấy chị luôn cho livestream là 59.000. 59k giùm em ha, nhãn bản quá xinh luôn mấy chị. Mấy chị lên em là nhãn bản 59.000 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ cái nhãn bản là 59.000 giùm em like nhanh qua nhanh nha mấy chị, rất là nhiều mã luôn nè. Dạ dây phụng có chưa? Cái dây BH mấy chị, dây BH mà dây bi su bin nó mấy chị nó đẹp lắm nha. Dây bi su bin nó đẹp lắm mấy chị, lên em là BH95. BH95 là màu vàng giùm em ha mấy chị. Dạ em lên mấy dây lớn cho mấy chị nè, BH95 nè mấy chị. Mấy chị lên em là BH95 kèm giùm em số điện thoại mấy chị ơi. Cái dây BH này em chốt cho livestream cho mấy chị là 95.000, cho nên là BH95. Lên em là BH95 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Dạ cái dây BH này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 95.000, quá xinh luôn mấy chị. Chị nào để BH95 lên em là BH95 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Dạ cái dây BH này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 95.000, chị nào để BH95 lên em là BH95 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công nha mấy chị. Em bán bạn này cho livestream là 95k luôn. Dạ dây BH này tặng lắm luôn mấy chị, 95.000 cho livestream cho mấy chị luôn ha. Chứ nào để BH lên em là BH95 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Đánh giùm em liền nha mọi người, cái dây chuyền bi này mấy chị đeo không mặc được nha, mấy chị đeo không mặc được, dây bi nó rất là đẹp luôn. Em bán cái dây BH này cho livestream cho mấy chị là 95.000, mặc của nó rất là xinh nha mấy chị. Rồi chứ nào để BH lên em là BH em tặng cho livestream là 95.000, giá hết hồn nha mấy chị. Ôi tặng mạnh luôn mấy chị ơi, tặng mạnh giùm em nha. Mấy chị lên em là BH em chốt 95.000 trên livestream cho mấy chị luôn, quá xinh luôn. Mấy chị lên em là BH95 kèm cho em số điện thoại lên dây lớn cho mấy chị nha. Cái dây BH này em chốt 95.000, cái dây này là dây dạng sòn, dạng dây của nó là dây gì mọi người, dây cong mà dây cong sáng á. Cái này mấy chị lên em mã là VIP 52, em chốt mấy chị 120. Mấy chị lên em là VIP 52, em chốt mấy chị 120 luôn, quá xinh luôn mấy chị. Chị nào lấy VIP 52 lên em là VIP 52, em chốt mấy chị luôn cho livestream là 120.000, quá xinh nha mấy chị. Dạ VIP 52 là 120 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Ờ Lucky có chị đẹp ơi. Rồi lên giùm em đó là xịn. VIP 52 giùm em 120.000 nha mấy chị. Em qua mã là VIP 52 luôn. Em có kiền lên kiền cho mấy chị luôn ha. Cái này em có kiền trắng với kiền vàng. Kiền trắng mấy chị đánh giùm em là kiền đẹp. Kiền đẹp 95, kiền vàng là kiền vàng 94. Kiền đẹp em chốt 95.000, kiền vàng là 94.000 giùm em nha, quá xinh luôn. Kiền đẹp là 95.000, kiền vàng là 94 kèm giùm em số điện thoại mấy chị, quá trời xinh luôn. Kiền đẹp là 95.000, kiền vàng là 94.000 giùm em nha. Rất là đẹp luôn mấy chị, kiền đẹp 95, kiền vàng 94.000 kèm giùm em số điện thoại, quá xinh luôn mấy chị. Cái này kiền rất là đẹp nha mọi người, đá của nó rất là xinh luôn. Kiền đẹp là 95, kiền vàng là 94.000 giùm em. Chế nào hết mã nào đánh giùm em mã đó, chị nào khách mới mình có thể mua đôi bông này trải nghiệm dùng thử giùm em nha. Đôi bông này em tặng cho livestream cho mấy chị 29.000 thôi, mang thường xuyên được giùm em, rất là đẹp luôn. Mấy chị lên em là bông 29 kèm giùm em số điện thoại. Dạ bông này em chốt mấy chị cho livestream luôn 29.000. Mấy chị lên em là bông 29, dạ dòng cặp là 55.000 một cặp chị ơi. Chị lên em là dòng cặp là 55k kèm cho em số điện thoại. Dạ cái dòng cặp này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000, chị nào lấy dòng cặp. Lên em là dòng cặp 55.000 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Dạ cái dòng cặp này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị là 55.000. Mấy chị lên em là cặp dòng 55 kèm giùm em số điện thoại được lên đơn thành công. Em lên cho mấy chị cái dây sóng bướm nha. Mà dây này đẹp lắm mọi người. Dây này xuất sắc xinh luôn á. Cái dây này em chốt cái livestream cho mấy chị là 149.000. Dây này em chốt mấy chị là 149.000 kèm cho em số điện thoại. Mấy chị lên em là dây 149, dây 149 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Dây này em chốt cho livestream cho mấy chị luôn 149.000. Dây này em chốt cho livestream cho mấy chị là 149.000 kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Mấy chị lên em là dây 149. Mấy chị lên giùm em là dây 149 kèm giùm em số điện thoại là được lên đơn thành công nha mấy chị. Dây này em chốt mấy chị cho livestream luôn giá là 149.000. 149.000 giùm em ha. Dây này thì rất là đẹp luôn, y chang vàng thiệt luôn mấy chị. Phủ nano vàng 4 lớp giùm em, mang siêu bền giùm em nè. Cái này là mang siêu bền giùm em nha. Cái dây này em chốt mấy chị là 149.000, rất là đẹp luôn. Vậy là lấy dây 149 là em lấy dây 149 kèm giùm em số điện thoại, em chốt 149.000. Cái dòng này em còn 3 cái nha mấy chị ơi. Cứ mã nè. Dòng tới dòng ấy lên lên em. Ừ. Dòng 30 sao? 38 hay 37? 36. 36 gì lại gọi mình. Còn 36. Rồi mấy chị lên em là dòng 37. Dòng 37 em chốt mấy chị 99.000 luôn, còn 3 cái thôi mấy chị. Dòng này dòng titan đeo hoài nha. Dòng 37 em chốt mấy chị 99.000 luôn. Chị nào lấy dòng 37 lên em là dòng 37 em chốt 99.000 cho livestream. Chị nào lấy dòng 37 lên em là dòng 37 em chốt 99.000 cho livestream nha mấy chị. Dòng này dòng titan em còn 3 cái. Chị nào lấy dòng 37 lên em là dòng 37 em chốt 99.000.
Chế ra lấy dòng 37 lên, em lấy dòng 37 99 ngàn kèm cho em số điện thoại mấy chị ơi. Dòng 37 này em còn 3 cái thôi nha mấy chị, chốt theo 99 ngàn luôn. Dòng 37 99 ngàn lên cho mấy chị cái dòng 2 này, em còn mấy cái này em sale lỗ luôn rồi mấy chị. Dòng 2, dòng 2 này của Dior đẹp lắm, thương hiệu nha mấy chị. Rồi chế nào lấy dòng 2. Chế nào lấy dòng 2 lên, em lấy dòng 2. Cái dòng 2 này em chốt cho livestream luôn cho mấy chị luôn, giá là 99 ngàn em sale luôn. Dòng 2 này em sale luôn cho mấy chị còn mấy cái thôi, 99 ngàn luôn ha, Titan giùm em. Dòng 2 là 99 ngàn kèm giùm em số điện thoại mấy chị. Cái này là mở bên này nữa chị, có hình tròn mấy chị mở xuống giùm em ha. Dòng 2 hàng Titan em sale luôn cho mấy chị 99 ngàn, thương hiệu giùm em, cái này đeo hoài không có phai màu. Chế là dòng 2 lên, em lấy dòng 2 em chốt 99 ngàn. Mấy chị lên em lấy dòng 2 em chốt 99 ngàn cho livestream luôn. Dòng 2 là 99 ngàn kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Chế là dòng 2 lên, em lấy dòng 2 em chốt 99 ngàn kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Dòng 2 giùm em sale cho mấy chị 99 ngàn luôn. Cái này là dòng 2 lên, em lấy dòng 2, cái dòng 1 thì đẹp lắm. Cái nào mà chốt nhanh thì có hàng giùm em ha. Nó là hàng của thương hiệu này nè mấy chị. Rồi đang quét mấy chị ơi. Chị Út cũng đang quét, em che bớt cái thương hiệu nha. Chứ cái dòng nó đẹp dữ lắm. Dòng 1 giùm em 130. Có lắc bi 2 màu chị em mới like. Dòng 1 em chốt mấy chị 130. Mấy chị lên em là dòng 1 130 kèm cho em số điện thoại. Cái dòng 1 em chốt mấy chị luôn cho live stream là 130. Dòng 1 130 lắc bi 2, lắc bi 3 màu là 55 ngàn. Lắc bi 2 màu là 45 ngàn đó chị. Lắc bi 2 màu làm chốt 45 ngàn nè mấy chị. Mấy chị lên em lắc bi 2 màu. Lắc bi 2 màu làm chốt 45 ngàn cho livestream nha mấy chị. Lắc bi 3 màu là 55 ngàn. Dòng 1 đem chốt mấy chị 130. Dòng 1 là siêu phẩm luôn nha mấy chị. Nó là siêu phẩm á. Rồi chứ nào lấy dòng 1 lên em lấy dòng 1 chốt 130. Em còn mấy cái duy nhất thôi em qua mã luôn ha. Cái này đẹp dữ lắm mấy chị. Cái bản này cầm lên tay là ghiền luôn. Cái dòng 1 đem chốt mấy chị 130. Hàng của Titan đeo hoài giùm em nha. Đẹp xuất sắc luôn. Dạ chiêu nào lấy dòng 1 lên em lấy dòng 1 chốt 130 ngàn. Dạ chiêu nó lấy dòng 1 lên em lấy dòng 1 chốt 130 kèm cho em số điện thoại nha mấy chị. Dạ cái dòng 1 em chốt cho mấy chị yêu cho livestream là 130 ngàn, rất là xinh nha mấy chị. Rồi dòng 1 em chốt 130 kèm cho em số điện thoại. Không biết Thuận chạy sao nha. Dòng 1 em chốt mấy chị 130 kèm cho em số điện thoại luôn là được lên đơn thành công mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị bông tay tiếp. Dạ có nhẫn Titan để trên bàn. Trên bàn không phải nhẫn Titan nè, nhẫn này hả chị. Kim tiền 60 hả chị? Chị Lâm em là kim tiền 60 kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Chị hết mẫu này chị Lâm em là kim tiền 60. Rồi chị nó hết cái mẫu này là một em bông lắc cơ, em còn mấy đôi thôi mấy chị, em tặng 55 ngàn bông lắc cơ nha mấy chị. Cái mẫu này thì rất là xinh luôn mấy chị, Lâm em là B30, em chốt mấy chị 55 ngàn. B30 là một em bông lắc cơ rất là đẹp nha mấy chị. Mấy chị Lâm em là B30, em chốt 55 ngàn. Mấy chị đẹp lên em là B30 giùm em 55k kèm giùm em số điện thoại, quá xinh luôn mấy chị. Quá xuất sắc luôn, chứ nào lấy bơi 30. Lên em là bơi 30, chốt 55 ngàn cho livestream luôn. Đẹp nha mấy chị. Bơi 30 này rất là đẹp luôn mấy chị. Chứ nào lấy bơi 30, lên em là bơi 30. Em chốt 55 ngàn cho livestream cho mấy chị luôn. Bơi 30 giùm em 55 ngàn kèm giùm em số điện thoại cho mấy chị. Dạ, chứ nào lấy bơi 30, lên em là bơi 30, chốt 55 ngàn cho livestream. Em chốt cho livestream cho mấy chị là 55 ngàn luôn. Chị nào lấy bơi 30. Lên em là bơi 30, 55 ngàn. Mấy chị đợi em xíu nha, cho bé em lên like chút xíu nha, em lựa hàng xe cho mấy chị. Của bà là năm cũ. Mấy chị đợi xíu xe nha mấy chị. Lên dùm em là bông bơi 30, 55 ngàn nha mấy chị. Lên dùm em là bông bơi 30, 55 ngàn. Chốt hàng mấy chị để số lên. Chị để tới mã hàng với số điện thoại dùm em nha. Thôi em đi cái mã lên này chứ. Dạ hết. Hàng lên, cái gì vậy? Bơi 30. Đó, cái này hả? Cái đó chưa lên em đem. Rồi là mấy chị, có này mấy chị một con bông hiệu luôn nha. Con này mấy chị lấy lên mấy mã là bông B50 nè mấy chị, một cái bông hiệu màu trắng nha. Em cho mấy chị con này là 45 ngàn. Mấy chị lấy cái này lên mấy mã là bông B50. Lên mấy mã là bông B50 em cho mấy chị là 45 ngàn. Còn màu vàng mấy chị lấy lên mấy mã là bông B51 nha. Em chốt cho mấy chị con này là 45 ngàn nữa mấy chị, là một cái bông hiệu hàng Subin nha. Con mình mang hường được nha mấy chị. Cái này là được full sọ hết luôn nha. Em chốt cho mấy chị con này là 45 ngàn. Lên mấy mã là bông B51. Con mấy chị lấy lên mấy mã là bông B51 nha. Em chốt gì là 45 ngàn. Lên mấy mã là bông B51, 45 ngàn là có đơn. Còn này mấy chị lấy lên mấy mã là bông B50 nữa mấy chị. Bông B50 này mình mang lên tay đẹp đúng không? Hai con này đeo lên tay đẹp đúng không chị? Mang lên sang lắm luôn á. Em chốt mấy chị con này là 45 ngàn. Lên mấy mã là bông B50. Con này mấy chị lấy lên mấy mã là bông B50 nha. Em chốt cho mấy chị con này là 45 ngàn. Con này mấy chị lấy lên mấy mã là bông B51 nha mấy chị. Lên mấy mã là bông B51. Em chốt mấy chị con này là 45 ngàn. Lên mấy mã là bông B51, 45 ngàn là có đơn nha mấy chị.
Vòng trên bàn á chị, vòng cặp này là em chốt mấy chị là 50 ngàn hai chiếc luôn mấy chị. Một cặp này là em chốt mấy chị là 55 ngàn. Lên mẹ mã là cặp vòng 55. Mấy chị lấy con này lên mẹ mã là cặp vòng 55 nha. Em chốt cho mấy chị con này là 55 ngàn. Là cặp vòng hàng Subin nha mấy chị, được chạm hết luôn nha. Em chốt mấy chị con này là 55 ngàn. Con này có từ ni 48 tới ni 58 luôn nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 55 ngàn. Lên mẹ mã là cặp vòng 55. Mấy chị lấy con này lên mẹ mã là cặp vòng 55, em chốt mấy chị con này là 55 ngàn, cặp vòng này em chốt mấy chị là 55 ngàn luôn nhá. Không có đồng hồ nè mấy chị, con đồng hồ này bạn nó đẹp lắm, này bán chạy lắm luôn nè mấy chị. Con này là dạng là đồng hồ vuông nha, con này là dạng là đồng hồ vuông màu trắng nè mấy chị. Mấy chị hình nào thích màu trắng lên mẹ mã là đồng hồ vuông, em chốt mấy chị là 160, đồng hồ vuông trắng chị. Em có trắng với vàng luôn nha. Mấy chị lấy cái này lên mẹ mã là đồng hồ vuông, em chốt mấy chị là 160 ngàn. Em có hai màu là màu trắng với màu vàng, chị nào hết màu nào đánh màu đó giúp em nhá. Lên mẹ mã đồng hồ vuông trắng nè, mấy chị lấy cái này lên mẹ mã là đồng hồ vuông trắng, em chốt mấy chị con này là 160 ngàn. Còn màu vàng nữa nha, mấy chị thích thì đánh giúp em mã là màu vàng nhá. Cái này là dạng là màu của nó là màu 18 nha mấy chị, màu cái này của nó là giống màu 18 nha, màu này nó đẹp lắm luôn, màu 18 nha mấy chị. Còn cái này mấy chị lấy lên mấy mã là đồng hồ vuông, em chốt mấy chị là 160, lên mấy mã là đồng hồ vuông, em chốt mấy chị là 160 ngàn nha. Con này mình mang thường xuyên được nhé mấy chị. Con này là cũ của nó là cũ titan luôn nha. Em chốt cho mấy chị con này là 160 ngàn, lên mấy mã là đồng hồ vuông 160, lên mấy mã đồng hồ vuông 160. Em có hai màu là màu trắng màu vàng nhé mấy chị, là có hai màu trắng màu vàng. Em qua mã đó nha, em qua mã, con này còn ít thôi mấy chị, cái này còn ít thôi nha, em qua mã đó nha. Con nhẫn này nè mấy chị, con này mấy chị lấy lên mấy mà nhẫn kim tiền nha, em chấm chị là 49 ngàn. Lên mấy mà nhẫn kim tiền 49, em chốt chấm gì con này là 49 ngàn là có đơn nha. Mấy chị lấy con này lên mấy mà nhẫn kim tiền 49, em chốt chấm gì con này là 49 ngàn. Lên mấy mà nhẫn kim tiền 49 là có đơn. Nè mấy chị, con này mấy chị lấy con dây hàng titan mấy chị, dạng là cỏ nha. Em chốt cho mấy chị, mấy chị lấy con này lên mấy mã là dây VIP 13. Con mấy chị lấy lên mấy mã dây VIP 13 nha, là một con dây hàng titan lắm chị. Em chốt chấm gì con này là 49 ngàn. Lên mấy mã dây VIP 13. Con nó mấy chị lấy lên mấy mã là dây VIP 13 nha. Em chốt mấy chị là 49 ngàn là có đơn. Em chị là hàng titan mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha. Em chốt cho mấy chị con này là 49 ngàn. Lên mấy mã là dây VIP 13. Con nó mấy chị hết lên mấy mã dây VIP 13 nha. Em chốt cho mấy chị con này là 49 ngàn là có đơn nha. Là một dây hàng titan mình mang hoài mang thường xuyên luôn nha mấy chị. Em chốt mấy chị là sợi này là 49 ngàn thôi nha. Xinh lắm mấy chị, đeo lên cổ xinh cực kỳ luôn nha. Em chốt giống chị con này là 49 ngàn. Lên mấy mã là dây VIP 13. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là dây VIP 13 nha. 49 ngàn là có đơn nha. Ok chị hoa hồng đỏ luôn nha. Chị mua, mấy chị mua hàng nhớ để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Dạ bên em đang điện chốt đơn, nhớ gì mấy chị chờ giùm em nha mấy chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã là dây VIP 13 nha. Em chốt chị là 49 ngàn. Dây VIP 13 49 ngàn là có đơn. Nhẫn kim tiền nè. Chị sao em xem lại nhẫn kim tiền á. Con này xinh lắm luôn mấy chị. Con này đeo lên xinh lắm luôn á. Con mấy chị lấy lên mấy mã là nhẫn kim tiền 49. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là nhẫn kim tiền 49 nha. Em chốt cho chị là 49 ngàn. Con này xinh cực kỳ luôn nha mấy chị. Con này bán chạy lắm luôn nha. Em chốt cho mấy chị con nhẫn này là 49 ngàn thôi nha mấy chị. Lên mấy mã nhẫn kim tiền 49. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là nhẫn kim tiền 49. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 49 ngàn. Rồi rồi, em qua mã luôn nha mấy chị. Em qua mã luôn nha mấy chị. Hồi này em lên một cái dây titan giống vậy luôn nè. Là một con mặt hiệu nè mấy chị. Một con mặt xinh xỉu luôn nha. Con này là mặt chữ V mấy chị, ở dưới của nó là có hộp sòn luôn nha. Con này mấy chị lấy lên mấy mã dây T11. Mấy chị lấy con này lên mấy mã dây T11 nha mấy chị, là một cái dây hàng titan này. Mình mang thường xuyên được nha mấy chị, con này là mình mang hoài mang thường xuyên luôn nha, không bị ngứa nha mấy chị. Hàng titan thì mang sẽ nó sẽ không có bị ngứa nha. Con này mấy chị lấy lên mấy mã dây T11. Con này mấy chị lấy lên mấy mã dây T11, em chốt mấy chị con này là 45 ngàn. Lên mấy mã dây T11 45 ngàn là có đơn nha, là hàng titan mình mang hoài mang thường xuyên luôn nhóm chị. Em chốt tặng nhóm chị con này là 45 ngàn. Lên mấy mã dây T11. Con này mấy chị lấy lên mấy mã là dây T11 nha, em giống chị là 45 ngàn. Dây T11 45 ngàn là có đơn nhóm chị. Con này còn ít nha mấy chị, con này còn ít nên em qua, em chốt tặng nhóm chị là 45 ngàn. Em qua mã luôn nhóm chị, em qua luôn nha, còn ít thôi nha. Chị đã hết lên cho mấy mã là dây T11, dây T11 45 ngàn. 45 ngàn là có đơn nhóm chị, 45 ngàn là có đơn nha. Đem lên hai con dây mình hát chấm chị luôn nè. Dây mình hát này xinh xỉu luôn nha. Nè mấy chị, con dây mình hát này là hàng titan, mình mang hoài mà thường xuyên luôn nha. Mấy chị hết màu trắng thì đánh cho em mã là dây tặng 44 ngàn. Con này mấy chị lấy lên mấy mã dây tặng 44. Em chốt tặng cho mấy chị một sợi dây này là 44 ngàn. Lên mấy mã là dây tặng 44. Là một con dây mình hát hàng titan màu trắng luôn nha mấy chị. Mặt nó là mặt rượt, là mặt đá sơ cừ ngọc trai nha. Con này mang thường xuyên được cho mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 44 ngàn. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là
dây tặng 44, mấy chị lấy cái này lên mi mã là dây tặng 44, em chốt tặng cho mấy chị con này là 44 ngày hàng titan, thì mang thường xuyên mang hoài luôn mấy chị, mang không bị ngứa nha. Em qua mã lắm chị, lên mi mã dây tặng 44 nè, có màu vàng luôn lắm chị, có màu vàng luôn nha. Mấy chị hết màu vàng đánh mi mã là dây tặng 45 nha mấy chị. Mấy chị hết màu vàng lên mi mã dây tặng 45, con này xinh lắm luôn đó mấy chị. Con này xinh lắm nha, bán tặng cho mấy chị chỉ có 4 mấy ngàn thôi nha. Lên mi mã dây tặng 45. Con màu vàng lên mi mã dây tặng 45 nha em chú mấy chị, con này là 45 ngàn là có đơn. Lên mi mã là dây tặng 45. Lên mi mã là dây tặng 45 nha mấy chị. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 45 ngàn, là một dây tặng hàng titan mình mang hoài mang xuyên luôn nha. Em chốt cho mấy chị con này là 45 ngàn. Lên mi mã là dây tặng 45. Lên mi mã là dây, lên mi mã là dây tặng 45, em chốt mấy chị con này là 45 ngàn là có đơn mấy chị. Lên mi mã là dây tặng 45, dây tặng 45 em qua mã luôn nha mấy chị. Dây tặng 44 và dây tặng 45 giúp em nha. Em chốt giống chị có 4 mấy ngàn một sợi đó thôi nha, con đó hàng ở ngoài đắt lắm luôn mấy chị. Đây dây lớn chị coi lại dây lớn này, con này là dạng là dây 5 tấc mấy chị, hàng dây ta luôn nha. Có mình giờ này là 5 tấc thôi mấy chị. Con nói chị lấy lên mi mã là dây lớn, em chốt giờ là 69 ngàn, là hàng titan mình mang hoài mà thường xuyên luôn nha. Em chốt tặng giống chị con này là 69 ngàn, lên mi mã là dây lớn 69. Mấy chị lấy con này lên mi mã dây lớn 69 nha. Em chốt tặng giống chị con này là 69 ngàn, dây lớn 69, dây lớn 69 là có đơn mấy chị, là hàng titan mình mang hoài mà thường xuyên luôn nha. Mặt có là mặt thương hiệu mấy chị, mặt của nó là mặt thương hiệu luôn nha. Em chốt tặng giống chị con này là 69 ngàn, là hàng titan mình mang hoài mà thường xuyên luôn nha. Em chốt giờ là 69 ngàn một con dây lớn này luôn nha, hàng titan. Hàng titan dài 5 tấc nha chị, con này là 5 tấc nha. Mấy chị hết lên mi mã là dây lớn, em chốt chị là 69 ngàn, dây lớn 69 nha. Chốt mấy chị là 69 ngàn. Mấy chị, con này mấy chị lấy lên mi mã là bông A43. Con này mấy chị lấy lên mi mã bông A43 nha mấy chị, làm một đôi bông hàng lắc kê. Một đôi bông hàng lắc kê dạng khoen bấm mấy chị, đeo lên xinh lắm nha chị. Con này là dạng hoa mai nha. Con này dạng hoa mai, bên trong của nó được đính sòn nha mấy chị, được đính sòn đẹp luôn á. Con này là hàng lắc kê là mình mang hoài mang xuyên luôn nha mấy chị. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 59 ngàn. Mấy chị lấy con này lên mi mã là bông A43, lên mi mã là bông A43. Dạ nếu mà chị mang 4.5 á thì chị có thể cắt được nha, chị có thể cắt được nha chị. Con này mấy chị lấy lên mi mã là bông A43 nha. Em chốt chị là 59 ngàn, bông A43. Em chốt chấm chị con này là 59 ngàn là có đơn nha mấy chị. Dây lớn đó thì 4.5, 5 tấc gì mang cũng được hết luôn nha chị. Con này mấy chị lấy lên mi mã là bông A43, em chốt mấy chị là 59 ngàn. Bông A43 59 ngàn hàng lắc kê mấy chị, mang lên tay cực kỳ xinh luôn nha, y chang một con vàng thiệt luôn mấy chị. Con này là hàng lắc kê, sát của nó là sát vàng luôn mấy chị. Em chốt giống chị con này là 59 ngàn, lên mi mã là bông A43. Mấy chị lấy con này lên mi mã là bông A43 nha mấy chị. Em chốt tặng giống chị con này là 59 ngàn, lên mi mã là bông A43. Bông A43 59 ngàn là có đơn nha mấy chị, xinh cực kỳ luôn nha. Con này bên em chỉ còn có mười mấy thôi nha mấy chị, còn Tết nên là không có về hàng nữa nha, có mấy chị tranh thủ lấy đi chơi Tết nha mấy chị. Con mấy chị lấy lên giùm em mã là bông A43, em chấm chị là 59 ngàn. Dạ nếu mà đặt sớm thì có thể là 1-2 ngày gì đó là mình nhận được nha chị. Con mấy chị lấy lên em mã là bông A43, bông A43 em chốt cho mấy chị là 59 ngàn, em qua mã luôn nha chị. Bông A43 hàng lắc kê mấy chị, mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha. Em chốt cho mấy chị là 59 ngàn, em qua mã luôn nha mấy chị. Nè mấy chị, em có một cái nhẫn đồng nè, một cái nhẫn đồng nha. Con này là nhẫn đồng mình mang thường xuyên luôn nha mấy chị, mang không bị bay màu giúp em luôn nha. Mấy chị lấy con này lên mi mã nhẫn giờ 13, lên mi mã nhẫn giờ 14 mấy chị. Mấy chị lấy con này lên mi mã nhẫn giờ 14, em chốt tặng cho mấy chị con này là 60 ngàn. Lên mi mã nhẫn giờ 14, nhẫn giờ 14 60 ngàn là có đơn mấy chị, là hàng, là một cái nhẫn vàng đồng, một cái nhẫn vàng đồng mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha mấy chị. Con này nếu mà mấy chị mang xuống màu thì mấy chị có thể gửa lại được nha, gửa lại nó sáng bóng như mới luôn mấy chị. Con mấy chị lấy lên mi mã nhẫn giờ 14, lên mi mã nhẫn giờ 14 nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 60 ngàn, nhẫn vàng đồng mấy chị. Con này là chiếu đẹp lắm luôn á, em chốt mấy chị con này là 60 ngàn nha. Lên mi mã là nhẫn giờ 14, lên mi mã nhẫn giờ 14, em chốt mấy chị con này là dạ còn lắc kê nha chị, để em xíu em lên lắc cho chị luôn nha. Con này mấy chị lấy lên em nhẫn giờ 14 đó chị, lên em nhẫn giờ 14, em chốt mấy chị con này là, em chốt tặng cho mấy chị con này là 60 ngàn. Lên mi mã là nhẫn giờ 14 60 ngàn là có đơn nha mấy chị. Hàng vàng đồng thì mình có thể gửa lại nha, gửa lại nó sáng sẽ sáng bóng như mới luôn nha mấy chị. Con này là nhẫn vàng đồng thì nó mang sẽ không bị bay mà anh chị. Em chốt cho mấy chị con này là 60 ngàn, lên mi mã là giờ 14, giờ 14 em chốt chị là 60 ngàn là có đơn nha. Dạ lắc kê phúng chị, để em lên cho chị luôn nha, lắc kê này chị, để em lên luôn nè. Con này là có ni luôn nè mấy chị, con này là có ni luôn nha anh chị. Một con lắc kê này làm lắc kê là mình mang hoài luôn mấy chị, không bị ba màu luôn với em nha. Con mấy chị lấy lên mi mã là lắc, lên mi mã là lắc
Lên mi mã lắc kê 185. Lên mi mã lắc kê 185 là có đơn em chị. Con này là em chốt tặng giống chị là 185.000, con này là có ni nha em chị. Mấy chị lấy con này lên mi mã lắc kê 185 là có đơn. Lắc kê em chốt tặng giống chị, con này là 185.000. 48 con này là có từ ni 48 tới ni 58 nha mấy chị tranh thủ lấy giùm em nha. Còn có mấy cái thôi nha. Còn có mấy ni thôi mấy chị, em chốt mấy chị con này là 185.000 lên mi mã lắc kê 185 nha chị. Hàng lắc kê thì nó hàng đắt nhưng mà nó mang bền lắm luôn mấy chị. Đắt nhưng mà mang bền nha, xứng đáng nha chị. Con nó chị để lên mi mã là lắc kê 185. Lên mi mã là lắc kê em chốt tặng giống gì con này là 185.000 là có đơn chị, là dạng lắc liên lạc nha. Nhìn nó dày dặn mà nó xịn lắm luôn mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 185.000. Lên mi mã lắc kê 185. Rồi em qua mã đó mấy chị. Em qua mã luôn nha. Em có nè, bông này hả chị, bông này là mấy chị lấy lên mi mã là bông 29 nha, là một đôi bông sò nha mấy chị. Một đôi bông sò này là mình mang hường được nha mấy chị, nó chiếu sáng đẹp lắm luôn. Em chốt mấy chị là con này là 29.000. Lên mi mã là bông 29 nha mấy chị. Mấy chị lấy con này lên mi mã là bông 29. Đây em lên một con dây titan giống chị luôn nè mấy chị. Con này mấy chị lấy lên mi mã dây bíp 23. Dây bíp 23 mặt của nó là mặt thương hiệu giống chị, mặt của nó là mình mang được hai mặt luôn nha. Con mấy chị lấy lên mi mã là dây bíp 23. Con này mấy chị lấy lên mi mã dây bíp 23, em chốt cho mấy chị con này là 59.000. Lên mi mã dây bíp 23 em chị. Con này mấy chị lấy lên mi mã dây bíp 23, em chốt cho mấy chị con này là 59.000 là có đơn em chị. Là một cái dây hàng titan mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha mấy chị. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 59.000 hàng titan là mình mang không bị ngứa nha mấy chị. Con này xinh lắm luôn nha, hàng titan này là dạng dây mì giống chị. Dạng dây mì hàng titan nha, mang bền cực kỳ luôn nha. Em chốt chấm gì con này là 59.000, lên mi mã là dây bíp 23 59.000. Có đâu em qua mã giúp chị, còn mấy đôi, mấy cái thôi nha. Còn mấy cái em qua sớm cho mấy chị luôn nha mấy chị. Đây, em có một con lắc nè mấy chị, một con lắc màu vàng 24 nha mấy chị, là dạng lắc vảy cá nha. Lắc vảy cá giúp cho mấy chị con này là 120 luôn chị. Con này xinh lắm luôn á. Em chốt tặng những chị con này là 1.2, lên mi mã là lắc một lắc vàng 1.2. Mấy chị lấy con này lên mi mã lắc vàng 1.2 nha. Em chốt tặng cho mấy chị một con lắc này là 120.000, lên mi mã là lắc vàng 1.2, lên mi mã lắc vàng 1.2 nha. Em chốt mấy chị là 120.000. Còn nhẫn này hả chị? Nhẫn này mấy chị lấy lên mi mã là nhẫn kim tiền 60 nha, là dạng ba cái đồng điếu nha mấy chị. Hàng titan luôn nha mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 60.000, có đủ ni luôn cho mấy chị luôn nha. Có đủ ni luôn nha. Lên mi mã là lên mi mã nhẫn kim tiền 60, lên mi mã nhẫn kim tiền 60 em chốt tặng giống chị là 60.000. 60.000 là một cái nhẫn hàng kim tiền titan đúng chị. Nhẫn kim tiền hàng titan giống chị con này là 60.000. Lên mi mã là nhẫn kim tiền 60. Mấy chị lấy này lên mi mã nhẫn kim tiền 60 em giống chị là 60.000. Còn mấy chị lấy lên mi mã lắc vàng 1.2 nè mấy chị. Lắc vàng 1.2 là em giống chị là 120.000 nha. Lắc vàng là dạng lắc vảy cá em chị. Đeo đi chơi gì đó cũng đều được nha. Lên mi mã lắc vàng 1.2, lắc vàng 1.2 là có đơn. Này nè, em có nhẫn hai sò hàng tita lắm chị. Nhẫn hai sò hàng tita luôn rồi. Ủa. Đây, nhẫn hai sò hàng tita mà màu trắng lắm chị. Chị nào hết màu trắng lên mi mã là nhẫn sò 54 nha. Con mấy chị lấy lên mi mã nhẫn sò 54 nha chị. Em chốt cho mấy chị con này là 54.000. Lên mi mã nhẫn sò 54. Những sò 54 là hàng titan nha mấy chị. Mình mang thường xuyên được nha. Hàng titan thì mình mang thường xuyên mang hoài luôn mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 54.000. Lên mi mã nhẫn sò 54. Lên mi mã nhẫn sò 54 nha. Em chốt mấy chị con này là 54.000. Hàng titan mình mang hoài mang thường xuyên luôn. Em chốt tặng giống chị con này là 54.000 là có đơn nha mấy chị. Nè em có một cái nhẫn kim tiền bán tặng giống chị luôn nè mấy chị. Mấy chị muốn em lên gì đó em lên cho. Nè mấy chị con này mấy chị lấy lên mi mã là nhẫn kim tiền 39 nha. Em chốt mấy chị là 39.000. Có một cục bạc ngay đây luôn nha mấy chị. Con này là được khắc kim tiền hết luôn cái nhẫn luôn nha mấy chị. Em chấm về con này là 39.000, lên mi mã nhẫn kim tiền 39 bán tặng giống gì 39.000 luôn nha. Bán tặng cuối năm giống gì là 39.000, lên mi mã nhẫn kim tiền 39. Dạ được nha chị Thủy Tiên, có gì chị để lại số điện thoại đi rồi bên em mai sẽ chốt đơn và báo giá cho chị sau nha. Con này mấy chị lấy lên mi mã nhẫn kim tiền 39, lên mi mã là nhẫn kim tiền 39 nha. Em chốt cho mấy chị con này là 39.000. Lên mi mã nhẫn kim tiền 39, nhẫn kim tiền 39 là có đơn nha. Nhẫn hộp cao trên bàn á chị, nhẫn này hả? Con này thì mấy con mấy chị lấy lên mi mã nhẫn kim tiền 39, lên mi mã nhẫn kim tiền 39 chốt cho mấy chị con nhẫn này là 39.000 luôn nha. Nhẫn kim tiền này em chốt về là 39.000. giờ hai mấy á, nhẫn đá đá trà 70 nè mấy chị. Con này mấy chị lấy lên mi mã nhẫn đá trà 70 nha chị. Hết màu này lên mi mã nhẫn đá trà 70. Con này mấy chị lấy lên mi mã nhẫn kim tiền 39 nha. Em chốt về là 39.000. Lên mi mã nhẫn kim tiền 39 bán tặng giống chị là còn 39.000 thôi nha.
Con này hả chị, con này là cặp vòng nha, cặp vòng 55 là em chốt mấy chị là 55.000. Mấy chị lấy này lên mấy mà là cặp vòng 55 là hai chiếc luôn mấy chị. Hai chiếc em chốt tặng mấy chị là 55.000. Lên mấy mà là cặp vòng 55. Mấy chị lấy con này lên mấy mà là cặp vòng 55 nha. Em chốt cho mấy chị con này là 55.000 là có đơn. Lên mấy mà là cặp vòng 55. Lên mấy mà là cặp vòng 55 nha, em chốt cho mấy chị con này là 55.000. Đây em có bông tặng mấy chị nha, một đôi bông Hàn Quốc nha, em lên bông mấy chị luôn nè mấy chị. Đây một đôi bông Hàn Quốc mang toàn ten nha mấy chị. Rồi em qua mã luôn nha. Để đây giúp chị coi. Này còn cái này xin mà bán tặng những gì cho mấy chị coi. Nè mấy chị, con mấy chị lấy lên mấy mã là bông Y4 nha. Con mấy chị lấy lên mấy mã là bông Y4 nha mấy chị, là một đôi bông Hàn Quốc hàng Titan, là một đôi bông Hàn Quốc nha mấy chị. Con này là bông ngọc trai nha, con này xinh lắm luôn nè mấy chị. Con này mình mang toàn ten mang dài nha mấy chị. Mang lên tay cực kỳ xinh luôn nha. Em chốt mấy chị con này là 15.000. Lên mi mã là bông Y4. Mấy chị thích con này lên mi mã là bông Y4 nha, em bán tặng giống chị là 15.000, xả kho giống chị luôn nha. Lên mi mã là bông Y4. Lên mi mã là lên giùm em là mã là bông Y4 15.000 nha mấy chị. Lên giùm em là bông Y4 15.000. Mấy chị đặt hàng comment số điện thoại với cái mã hàng giùm em nha mấy chị. Rồi ok, mấy chị lấy cái này lên mi mã là bông Y4 nha, em giống chị là 15.000. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là bông Y4 nha, hàng này xinh lắm luôn mấy chị, mang lên tay cực kỳ xinh luôn giúp em nha. Em chốt cho mấy chị là 15.000, em qua mã nha, còn có mười mấy đôi thôi nha. Còn mười mấy đôi em bán tặng giúp chị luôn nha. Đây em có cặp vòng hàng Titan nè mấy chị. Cặp này là mình mang thường xuyên mang quà luôn mấy chị. Nè mấy chị, con này là dạng là màu của nó là màu 24 mấy chị. Màu 24 hàng Titan nha. Con này mấy chị lấy lên mấy mã là cặp vòng 100. Lên mấy mã là cặp một cặp vòng 100 giúp chị. Em chốt tặng cho do mấy chị là 100.000. Con này là hình như còn có 6 cặp à. Em chốt mấy chị con này là 100.000, lên mi mã là cặp vòng 100 nha mấy chị. Cặp vòng 100 là cặp vòng hàng titan dạng trơn vậy luôn nha mấy chị. Em chốt tặng giống chị là 100.000 hàng titan nha mấy chị, mình mang hoài mang siêu luôn nha. Con này mang lên tay xinh lắm luôn mấy chị, con này chị Nam hay mang á. Con này mấy chị lấy lên mi mã là cặp vòng 100. Em chốt tặng giống chị là 100.000, lên mi mã là cặp vòng 100 nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị là 100.000 hàng titan, mình mang hoài mang thường xuyên luôn nha. Mình mang hoài mang thường xuyên luôn nha mấy chị. Em chốt tặng nhất cho mấy chị là 100.000 hàng titan nha mấy chị, hàng titan. Rồi ok mấy chị, em qua mã đó nha, còn ít thôi nha mấy chị. Con này mấy chị gom sạch hết luôn. Nè mấy chị nhắn, em lên bông nha. Lên bông nè. Con nè mấy chị. Đây, con dây này bán tặng cho mấy chị luôn nè mấy chị. Ủa chị Phu không ra hả ta? Nè mấy chị, con mấy chị lấy lên mấy dây túi 39 nè mấy chị. Dây túi 39 này là em chốt mấy chị là 39.000, là một con dây túi ngọc nha mấy chị. Mặt của nó là mặt dây túi ngọc, em chốt tặng cho mấy chị con này là 39.000. Lên mấy dây túi 39. Dạ, em bên em bán chơi thì cũng không có cần tốn sức để like đâu chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã là dây túi 39, em chốt mấy chị là 39.000. Con chị có thể điện vô số giúp gấp được nha chị. Tại vì có khi là nhiều chị mà điện không có nghe máy á. Chị Bích Ngọc nha. Có gì điện lại cho chị đó. Con mấy chị lấy lên mấy mã là dây túi 39, em chốt chị là 39.000. Lên mấy mã là dây túi 39. Rồi ok chị Huyền Mỹ Tô có hai hộp body ở đây luôn nha. Ok chị Lily có cặp vòng 100 luôn nè. Con mấy chị lấy lên mấy mã là dây túi 39, em chốt tặng chị con này là 39.000. Dây túi 39 này là hàng titan em chị, mặt của là mặt túi ngọc nha. Mặt của là mặt túi màu trắng em chị. Em chốt tặng chị là 39.000. Là hàng titan mình mang hoài mang xuyên luôn chị. Em chốt tặng chị là 39.000, lên mi mã dây túi 39, dây túi này em chốt tặng chị là 39.000, em qua mã đó nha, em qua mã đó mấy chị. Này có dây cóc này mấy chị, dây cóc này bên em cũng đang bán tặng giống chị luôn nha, sale cuối năm giống chị luôn nha, cho mấy chị mang, em mấy chị dây túi nha. Ủa cái này là dây cóc này là em chốt cho mấy chị là 39.000 luôn mấy chị, là dây túi, dây cóc ngậm kim tiền nha. Con này mấy chị lấy lên mi mã là dây cóc 39, con này mấy chị lấy lên mi mã dây cóc 39. Con em chị lấy lên mi mã dây cóc 39 nha, em chấm chị là 39.000 là có đơn nha. Con em chị lấy lên mi mã là dây cóc 39, em chấm chị là 39.000 là có đơn. Em chốt với tạm chị con này là 39.000. Dây cóc này là dây cóc vàng hoặc là dây cóc trắng giùm em nha. Có hai mã gì mấy chị lấy mà nè. Dạ em cảm ơn chị Hiền Bùi Thị nha. Con này hàng titan em chị, là hàng titan mình mang hoài mang xuyên luôn nha. Em chốt tặng em cho mấy chị là 39.000. Mấy chị đánh cho em mã là dây cóc trắng hoặc là dây cóc vàng giùm em nha. Lên em mã là dây cóc trắng hoặc dây cóc vàng, em chốt mấy chị con này là 39.000. Mấy chị lấy này lên em mã là dây cóc trắng hoặc là dây cóc vàng giùm chị. Dây cóc trắng hoặc dây cóc vàng 39.000, chốt tặng giùm chị là 39.000 là có đơn nha. Dây 26
Anh chị hàng chi ta luôn nè, là một con dây thỏ lắm chị. Dây thỏ này dạng là dây thỏ ngọc nha. Con mấy chị lấy là mấy mã là dây VIP 26. 50.000. Em chốt cho mấy chị con này là 50.000 lắm chị. Mặt của nó hình cưng lắm luôn nha. Con này mấy chị có thể mua cho mấy bé đeo được lắm chị. Con này nhìn dễ thương lắm luôn nha. Đên cổ đẹp lắm chị. Hàng chi ta luôn nha. Mình mang hoài mang chi luôn nha. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 50.000. Lên mấy mã dây VIP 26. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là dây VIP 26 nha. Cho mấy chị là 50.000 là có đơn nha. Lên mấy mã dây VIP 26 50.000. Con này tìm bữa giờ. Con mấy chị lấy lên em mã là nhẫn đồng 65 lắm chị, một cái nhẫn vàng đồng nha. Một cái nhẫn vàng đồng mấy chị lấy con này lên em mã nhẫn đồng 65. Em chốt tặng chị con này là 65.000 luôn nha. Con này dây cóc. Ủa con này mấy chị lấy lên em mã là dây T dây VIP 26, em chốt mấy chị là 50.000. Con này cưng lắm luôn nha mấy chị, mang lên cổ cực kỳ cưng luôn nha. Em chốt mấy chị con này là 50.000. Dạ cặp vòng trên bàn là em chốt mấy chị là 55.000 một cặp luôn nha. Có từ ni 48 trên 58 luôn nha mấy chị. Con mấy chị lấy lên em mã dây VIP 26 nha mấy chị, dây VIP 26 50.000. Một con dây chuyền mặt khỏi ngọc giống chị, mặt khỏi ngọc đẹp lắm luôn. Em chốt mấy chị là 50.000. Lên em mã dây VIP 26 50, dây VIP 26 này em chốt mấy chị là 50.000. Nếu chị nhẫn vàng đồng nha mấy chị, nhẫn vàng đồng mấy chị lấy này lên em mã nhẫn đồng 65. Coi đây mấy chị lấy lên mã là nhẫn đồng 65 nha, em chốt mấy chị là con này là 65.000 là có đơn. Một cái nhẫn vàng đồng mình mang hoài mang xin luôn nha. Em chốt tặng giống chị con này là 65.000. Lên mã là nhẫn đồng 65. Coi đây mấy chị lấy lên mã nhẫn đồng 65 nha, em chốt mấy chị là 65.000 là có đơn giống chị. Lên mã nhẫn đồng 65, em chốt mấy chị là 65.000 là có đơn nha. Hàng này là nhẫn vàng đồng, mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha mấy chị. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 65.000 là có đơn nha. Mấy chị lấy này lên mã nhẫn đồng 65 là có đơn. Mình em qua mã đó nha mấy chị, muốn em lên gì em lên cho mấy chị nha. Đây một cái nhẫn cóc lắm chị, nhẫn cóc. Nếu mà mấy chị thích màu trắng thì lên mấy mã có nhẫn cóc trắng, mấy chị nhẫn cóc trắng luôn nè. Mấy chị nhẫn cóc này là nhẫn cóc trắng nha, nhẫn là dạng nhẫn cóc kim tiền mấy chị, là nhẫn dạng cóc kim tiền. Em chốt mấy chị con này là 30.000. Lên mấy mã nhẫn cóc 30. Lên mấy mã nhẫn cóc 30 mấy chị, em chốt chấm chị một cái nhẫn cóc trắng này là 30.000 luôn nha. Là một cái nhẫn cóc ngậm kim tiền mấy chị, em chốt mấy chị là 30.000. Lên mấy mã nhẫn cóc 30, nhẫn cóc 30 là có đơn mấy chị, là nhẫn cóc màu trắng nha mấy chị. Chị nào hết màu trắng lên mấy mã là nhẫn cóc 30. Lên mấy mã nhẫn cóc 30 là có đơn nha. Em chốt tặng mấy chị là 30.000 qua mã đấy mấy chị. Em qua mã luôn nha, còn ít thôi nha mấy chị. Nè có chị nào hết bông vuông không nè, bông vuông này nè. Bông vuông này sáng chiếu lắm nè mấy chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã là bông vuông 20. Chị nào hết con này lên mấy mã là bông vuông 20, em giúp chị là 20.000. Lên mấy mã là bông vuông 20 mấy chị. Bông vuông này giúp mấy chị là 20.000. Bông vuông 20 bông khoe chị, dạ rồi đợi em xíu nha. Vòng vàng này là em chốt mấy chị là 55.000 một cặp nha mấy chị. 55.000 một cặp là dạng là cặp vòng ống này luôn nha. Em chốt chị là 55.000. Còn mấy chị lấy lên mấy mã là bông vuông 20 nè mấy chị. Bông vuông 20 là em chốt chị là 20.000. Dạ có cham luôn mấy chị, có cham luôn nha. Đợi em xíu nha mấy chị. Còn mấy chị lấy lên mấy mã là bông vuông 20 nha mấy chị. Bông vuông 20 là em chốt chị là 20.000. Bông vuông 20 nha mấy chị. Rồi cham hết chị, cham hãy đợi em xíu nha. Nè mấy chị, em có một con lắc vàng này đẹp lắm nha. Lắc mắt xích nha. Mình có thể mang đi chơi được mấy chị. Mấy chị con nói chị lấy lên mã lắc lắc vàng 55. Con mấy chị lấy lên mã lắc vàng 55 nha, giống như là 55.000 là có đơn mấy chị. Lên mã lắc vàng 55. Này là dạng là lắc mắt xích mấy chị. Lắc mắt xích mấy chị lấy này lên mã là lắc vàng 55 nha. Em giúp mấy chị con này là 55.000. Mấy chị lấy này lên mã lắc vàng 55 là một con lạng lắc mắt. Dạ. Một con lắc dạng mắt xích mấy chị. Em giúp mấy chị con này là 55.000. Mấy chị ơi con này lên mã là lắc vàng 55. Một cặp vòng là em chốt mấy chị là 55.000 nha mấy chị. Một cặp là 55.000 là hai chiếc á, là em chốt mấy chị là 55.000 thôi nha. Còn mấy chị lấy lên giùm em mã là lắc vàng 55, em chốt mấy chị là 55.000 một cặp, một con lắc này luôn nha mấy chị. Em chốt mấy chị là 55.000. Cham gì vậy? Cham 58. Em chị em có một con cham này hai màu lắm chị, cham hai màu nha. Con này xinh lắm lắm chị, dạng là cham bi nha. Dạng là cham bi hai màu. Là em chốt mấy chị là 180 luôn nè. Con này xinh cực kỳ lắm chị. Em chị con mấy chị lấy lên mấy mã là trăm bi. Lên nhưng mà là đất cham 180. Em chốt mấy chị là 180.000 luôn nha. Là một con cham bi hai màu em chị. Dạ là bi của nó là bi kim tiền em chị. Bi được khắc kim tiền nha. Em chốt mấy chị con này là 180.000. Bi của nó là bi được khắc kim tiền nha. Em chốt tặng mấy chị con này là 180. Lên dạ con lắc 80.000 nha chị. Dạ để em xíu em lên cho mấy chị coi nha. Con mấy chị lấy lên mấy mã là lắc. Lên mấy mã là cham 180. Lên mấy mã là cham 180 giống chị là 180.000 nha. Qua mã đi mấy chị. Đây.
Một con nhi mặt vua lắm chị, một con nhi mặt vua nha, mang lên đẹp lắm anh chị, nhìn sang cực kỳ luôn nha. Em chốt mấy chị con này là 49.000, mấy chị đánh cho em mã JT65. Hàng titan mình mang thường được nha mấy chị. Đây là hàng titan nha. Em chốt mấy chị con này là 49.000, lên em mã JT65. Mấy chị lấy này lên em mã JT65 nha. Em chốt mấy chị là 49.000. Lên em mã JT65, 49.000 là có đơn lắm chị. Em chốt tặng những chị con này là 49.000. JT65 này 49.000 nha mấy chị. Con này là con này sáng lắm luôn nha, sáng đẹp lắm chị. Em chấm chị con này là JT65 49.000. Lên nha máy JT65 chấm chị là 49.000 là có đơn chị, JT65 49.000 nha. Hàng titan mình mang thường được giống chị. Em chốt chấm chị con này là 49.000. Lên nha máy JT65, lên nha máy JT65 nha, 49.000. Lên nha máy JT65 49.000 qua mã đó chị. Ok chị Trần Như Quỳnh có đơn luôn nha. Nó mấy chị con dòng, nó mấy chị con dòng này chị lấy lên mã là dòng 13. Con mấy chị lấy lên em dòng 13 nha mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 120 nha. Lên em dòng 13 120 là có đơn mấy chị. Em chốt tặng con này là một cái dòng hàng titan nha mấy chị. Con dòng hàng titan này hàng đắt lắm luôn mấy chị. Em chốt tặng mấy chị là 120. Lên em mã là dòng 13. Mấy chị lấy con này lên em mã là dòng 13 nha. Chốt mấy chị là 120.000. Dòng 13 120 là có đơn mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 120.000 là có đơn mấy chị nha. Mấy chị lấy con này lên em mã là dòng 13. Lên em mã dòng 13 nha, 120.000. Dòng 13 120 mấy chị. Em chốt cho mấy chị con lần này là 120.000 nha mấy chị. Rồi, em lên nhanh giống chị nha, em lên nhanh để xả hàng giống chị luôn nha mấy chị. Nè mấy chị, con mấy chị lấy lên mấy mã là nè mấy chị, con mấy chị lấy lên mấy mã JF49 nha mấy chị, là một con dây ép hàng titan nha. Một con dây ép hàng titan, em chốt cho mấy chị con này là 49.000. Lên mấy mã JF49. Con mấy chị lấy lên mấy mã JF49 nha mấy chị là con nói chị lấy lên mã JF49 nha, giống như là 49.000 là có đơn mấy chị. Lên mã JF49. Em chốt cho mấy chị con này là 49.000 là có đơn nha mấy chị. Hàng titan mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha. Em giống như là 49.000. Lên mã JF49, lên mã JF49 là có đơn nha. Nói chị con này mấy chị lấy lên em nhẫn sòn 56 nha. Con này em chốt tặng giống chị là 39.000. Lên mã nhẫn sò 56, 39.000 là có đơn không chị. Mấy chị lấy này lên mã nhẫn sò 56. Nhẫn sò 56 này em chốt chấm chị là 39.000 là có đơn nha. Một cái nhẫn bản bự luôn nha. Em chốt chấm chị con này là 39.000. Lên mã nhẫn sò 56. Con này mấy chị lấy lên giùm em mã nhẫn sò 56 nha. Em chốt chị là 39.000. Lên mã nhẫn sò 56. Lên mã nhẫn sò 56 nha. 39.000 là có đơn không chị. Nhẫn sò 56, 39.000. 39.000 nha mấy chị. Một cái nhẫn này xinh xỉu luôn nha mấy chị. Con này nhẫn bản bự nha, em giống chị là 39.000. Lên mã này nhẫn sò 56, nhẫn sò 56 39.000 là có đơn nha mấy chị. Cái này còn 6 giây nè, đi tiếp 8. Nè mấy chị có dây bíp nha mấy chị, con này mấy chị lấy lên mấy dây bíp 8. Dây bíp 8 này là hàng Subin, là dàn hàng titan mấy chị. Em cho mấy chị con này là 49.000, lên mã dây bíp 8. Lên mã dây bíp 8 em cho mấy chị là 49.000 là có đơn nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 49.000, lên mã là dây VIP 8. Lên mã dây VIP 8 chấm chị là 49.000, cặp vòng này là cặp vòng 55 nha mấy chị. Con mấy chị lấy lên mã dây VIP 8 nha. Dây VIP 8 này em chốt mấy chị là con này là 49.000, lên mã dây VIP 8. Lên mã dây VIP 8 em chốt chị là 49.000 là có đơn nha. Dây VIP 8 em chốt chị là 49.000. Hàng titan luôn mấy chị, còn 6 sợi. Còn con này mấy chị lấy lên mã là những siêu phẩm 69 nha mấy chị. Những siêu phẩm 69 này là em chốt chấm chị con này là 69.000, còn đi 8 em chị. Em chốt tặng chị là 69.000, còn mấy chiếc thôi nha. Một nhẫn full sở luôn em chị. Một cái nhẫn full sở luôn nha, em chốt chị là 69.000. Dạ cái này em đang live sale xả hàng nên là live nhanh xíu nha mấy chị. Lên mi mai là nhẫn siêu phẩm 69, lên em nhẫn siêu phẩm 69 chứ mấy chị là 69.000. Còn em mấy chị lấy lên mi mai nhẫn đồng 69 nha mấy chị. Con em chị lấy lên em nhẫn đồng vàng, nhẫn đồng 69 nha, chúng chị là 69.000. Con này là nhẫn vàng đồng nha mấy chị. Một con nhẫn vàng đồng này em chúng chị là 69.000. Con này mình mang thường xuyên được giống mấy chị, không bị đen, không bị bay màu giúp em luôn nha. Em chúng chị con này là 69.000, lên em mã là lên em nhẫn đồng 69 nha, chúng chị là 69.000. Mấy chị đánh đúng mã giúp em mã là nhẫn đồng 69 nha. Bên em nhiều cái mã mà giống giá tiền lắm luôn nha, mấy chị đánh đúng mã giúp em nha. Lên em mã là nhẫn đồng 69, em chúng chị là 69.000. Lên em nhẫn đồng 69, nhẫn đồng 69 là có đơn nha mấy chị. Nè mấy chị, một con dây T49 lắm chị. Dây T49 này là hàng titan nha. Em chốt mấy chị con này là 55.000. Lên mấy mã dây T49. Lên mấy mã dây T49. Em chốt mấy chị con này là 55.000 là có đơn nha. Hàng titan mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha. Em chốt cho mấy chị con này là dây T49 55.000.
49 lên nha, mã là JT49 em giống chị là 55.000 là có đơn nha. Lên mã JT49, lên mã JT49 em giống chị là 55.000 là có đơn không chị? 55.000 là có đơn, em qua mã lắm chị. Hàng xinh xỉu luôn nha mấy chị, đeo lên cổ sang lắm luôn á. Này là có hàng đá ngoài nha, nó sáng chiếu lắm luôn mấy chị. Mình tới tay máy thôi biết không? Nè mấy chị, con mấy chị lấy lên giùm em mã lót chân 35 nè mấy chị. Con mấy chị lấy lên giùm em mã lót chân 35 là hàng titan mấy chị. Con này mang lên chân cực kỳ cương luôn nha. Xinh xỉu luôn mấy chị. Em giống mấy chị, con này là 35.000. Lên em mã là lót chân 35, em giống mấy chị con này là 35.000. Lên em mã lót chân 35, lên em mã lót chân 35 nha, em giống chị là 35.000. Có đơn hàng titan này mang hoài mang siêu luôn nha. Em chốt tặng giống mấy chị con này là 35.000. Lên em mã là lót chân 35, lót chân 35, em chốt giống mấy chị con này là 35.000 là có đơn. Lót chân 35.000 là có đơn nha mấy chị. Sòn vàng dăm. À mấy chị con lót sòn nè mấy chị, một lót full sòn này em giống mấy chị là 100.000. Lên em mã lót sòn vàng 100.000 là có đơn mấy chị. Hàng xu bi chúng chị được full sách sọ luôn nha. Em chốt tặng chúng chị là 100.000. Bán sale kho chúng chị là xả kho chúng chị, con này là 100.000 luôn nha. Lên em mã là lắc lắc sòn vàng 100. Lên em mã lắc sòn vàng 100 em chốt mấy chị là 100.000 một cá luôn mấy chị. Con này nó chiếu đẹp lắm lắm luôn nha mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 100.000. Lên em mã là lắc sòn vàng 100. Lên em mã là lắc sòn vàng 100 chốt mấy chị là 100.000. Lên em mã là lắc sòn vàng 100 nha. Lắc sòn vàng này em chốt mấy chị là 100.000 là có đơn mấy chị. Chó mấy chị là 100.000 thôi nha. Nè mấy chị, một con dây F48 nè mấy chị. Một con dây F48 là hàng titan nha. Mấy chị, con này mấy chị lấy lên mã dây F48 nè mấy chị, là một con dây ép mặt của đó là mặt đá xà cừ màu đen nha. Em cho mấy chị con này là 48.000, lên mã mã là dây F48. Lên mã là dây F48 nha, cho mấy chị là 48.000 là một con dây hàng titan mấy chị. Em cho mấy chị là 48.000, lên mã là dây F48, lên mã là dây F48 cho mấy chị là 48.000 là có đơn mấy chị. Lên mã là dây F48 là có đơn hàng titan mình mang hoài mang siêu luôn nha. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 48.000. Hàng titan nha mấy chị. Mấy chị dòng bi nè, mấy chị dòng bi hàng Subin nè. Con này là mấy chị lấy lên mã là dòng bi 59, em giống mấy chị là 59.000. Là một con dòng bi hàng Subin nha, con này mang lên tay xinh lắm luôn nha mấy chị. Lên mấy mã dòng bi, lên mấy mã dòng bi 59, em chốt tặng mấy chị con này là 59.000 luôn nha. Lên mấy mã dòng bi 59 hàng Subin nha mấy chị. Dạ xi men là hàng Subin nha chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã là dòng bi 59, em giống mấy chị là 59.000. Lên mấy mã dòng bi 59, em chốt tặng mấy chị con này là 59.000 là có đơn nha. À, nhẫn trơn này hả chị, nhẫn trơn này là mấy chị lấy lên mà nó nhẫn chỉ nha. Lên mà nhẫn chỉ em giống chị là 9.000 một chiếc luôn nha mấy chị. Có tủ có đủ này cho em mấy chị luôn nha. Con này mấy chị lấy lên mà nó nhẫn chỉ em giống chị là 9.000, có dập 4 số 9 luôn mấy chị. Con này mấy chị lấy lên mã là nhẫn chỉ. Lên mà nhẫn chỉ em giống chị là con này là 9.000 có đơn nha mấy chị. Lên mà đang nhẫn chỉ 9.000, con này là nhẫn hai chỉ giống chị, nhẫn hai chỉ đó. Mấy chị, con nói chị lấy lên mấy dây xịn sáo nha. Lên mấy dây xịn sáo giống chị là 100.000. Một con dây mặt full sòng mặt xoắn gì luôn giống chị, xinh lắm luôn á. Em giống cho mấy chị con này là 100.000. Lên mấy mã dây xịn sáo. Lên mấy mã dây xịn sáo giống chị là 100.000 là có đơn mấy chị. Mấy chị lấy này lên mấy mã dây xịn sáo. Lên mấy mã dây xịn sáo giống chị là 100.000. Dây này là hàng Subin giống chị, mình mang hoài mang xin luôn nha. Em giống chị là 100.000. Lên mấy mã dây xịn sáo giống chị, lên mấy mã dây xịn sáo 100.000 là có đơn. Em qua mã đó nha. Em qua mã lắm chị, còn có ít mấy cái thôi nha mấy chị. C13, C120. Cái gì dây xịn 13 nè mấy chị. Một cái dây phụng cộng với mặt hoa này luôn nha. Mặt hoa là mặt hoa full sòn hàng đắt lắm mấy chị. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 120 luôn nha. Chốt tặng cho mấy chị con này là 120.000. Lên mấy mã là dây xịn 13, em chốt mấy chị là 120.000. Em chốt cho mấy chị con sợi dây này là 120 mấy chị. Con này xịn sò luôn nha mấy chị. Em chốt mấy chị là 120. Mấy chị lấy này 13, nha, mấy chị ơi. Lên mã dây xịn 13 em giống chị là 120.000 con dây này luôn nha. Một con mặt full sòn cộng với dây phụng luôn nha. Em chốt cho mấy chị chỉ có 120.000. Lên mã là dây phụng. Lên mã là dây xịn 13. Lên mã dây xịn 13 giống chị là 120.000. Lên mã dây xịn 13 nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 120.000 là có đơn nha. Là hàng Subin luôn mấy chị. Em chốt mấy chị là 120. Lên mã là dây xịn 13 120. Bên em không có nhẫn trơn bạc nha chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã là dây chuyền 13 em giống như là 120.000 nha. Còn nhẫn này mấy chị lấy lên mấy mã là nhẫn sò 54 nha, em giống như là 54.000.
Đúng chị, dây xịn 1 đúng chị, em còn mấy cái nha. Em chốt cho chị 99.000. Lên mã là dây xịn 1. Một con dây đẹp lắm lắm chị, một con dây đẹp lắm nha, mặt của nó mặt phun sỏ luôn nha. Em chốt mấy chị con này là 99.000, bán tặng chấm chị luôn nha. Lên mã là lên mã dây xịn 1, em giống chị là 199.000. Lên mã dây xịn 1 99.000 có đơn nha mấy chị. Lên mã là dây xịn 1, em chốt cho mấy chị con này là 99.000. Mấy chị lẻo này lên mã dây xịn 1 nha, dây xịn 1 em giống chị là 99.000 là có đơn nha. Em qua mã lắm chị, em qua mã luôn nha. Nhẫn này thì mấy chị lấy lên mã là con nhẫn này mấy chị lấy lên mã là dây lên mã nhẫn sò 54 em giống chị là 54.000. Lên mã nhẫn sò 54 em giống chị là 54.000 là có đơn, nhẫn chỉ làm giống chị cho mấy chị là 9.000, có ký hiệu 4 số 9 luôn nha. 9.000 thôi nha mấy chị. Còn mấy chị lấy lên mấy dây cấp 2 nè mấy chị. Dây cơ cấp 2 mặt hoa với dây bi luôn nha, em giống chị là 95.000 cả dây cả mặt luôn. Là em cho mấy chị bán tặng em chị chỉ có 95.000 thôi nha. Lên giùm em là dây cao cấp 2 95.000 nha mấy chị. Còn mấy chị lấy lên mã dây cao cấp 2 em giống chị là 95.000. Nhẫn này hả chị, nhẫn này là nhẫn sò 54 giống dây là 54.000 nha. Còn cái này mấy chị lấy lên mã là dây cao cấp 2. Lên mã dây cao cấp 2 giống chị là 95.000. Lên mã là dây cao cấp 2 giống gì? Con này là 95.000. Dây cao cấp 2 95.000 là có đơn nha. Em chốt tặng giống chị con này là 95.000. Lên mã là dây cao cấp 2. Lên mã dây cao cấp 2 nha, 95.000 là có đơn mấy chị. Con này xinh lắm nha, cả dây cả mặt luôn, là em cho mấy chị là 95.000. Cặp vòng nè mấy chị, cặp vòng nè. Cặp vòng là em chốt mấy cho mấy chị con này là 55.000, lên mã là cặp vòng 55. Lên mã là cặp vòng 55 nha, em chốt cho mấy chị con này là 55.000. Con này xinh lắm lắm chị. Em chốt mấy chị một cặp đó là chỉ có 55.000 thôi nha, cứ tự đi 48 đến 58 luôn nha. Chốt giống chị là 55.000. Em chị một con dây T8 giống chị, một con dây T8 mà bán tặng giống chị luôn nha. Bán tặng luôn nha mấy chị, con này xinh xỉu luôn nha. Con này là hai cái mặt luôn mấy chị. Con này là hai mặt luôn nè. Nè mấy chị, con mấy chị lấy lên mã dây T8. Lên mã dây T8 giống chị. Dây T8 này dây hàng titan mình có hai mặt luôn nha. Em chốt mấy cho mấy chị con này là 39.000. Chốt tặng cuối năm giống chị là 39.000 luôn nha. Lên mã là dây T8. Lên mã dây T8 nha, em chốt chị là 39.000. Em chốt cho mấy chị con này là 39.000 là có đơn nha. Mấy chị lấy này lên mã là dây T8. Lên mã dây T8 em chốt chị là con này là 39.000, lên mã dây T8 39.000 là có đơn, hàng titan mình mang thường xuyên mang quà luôn nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 39.000, lên mã là dây T8. Dây T8 39.000 là có đơn nha, 39.000 thôi nha mấy chị. Chị mấy chị mua lẻ nha mấy chị, còn có mấy sợi thôi. Mấy chị tranh thủ lấy giùm em nha. Tay 13. Nè mấy chị. Em có dây lắc tay 13 nha mấy chị, con này là dạng là lắc rút nha mấy chị. Dạng lắc rút nha, con này xinh lắm nha mấy chị. Con này là dạng thương hiệu nha. Mấy chị lấy này lên mã là tay 13. Em có hai màu trắng với vàng nha mấy chị. Mấy chị hết màu đã đánh màu đó giùm em nha. Lên mã là tay 13 trắng hoặc vàng giùm em nha. Em chốt chấm chị là con này 75.000. Con mấy chị lấy lên mã là dây T13. Rồi lắc tay 13. Lên mã là lắc tay 13 giống chị là 75.000 là có đơn nha. Là có trắng với vàng luôn nha mấy chị. Có trắng với vàng luôn. Em chốt cho mấy chị con này là 75.000. Lên mã là lắc tay 13. Lên mã là tay 13 75.000 là có đơn mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 75.000. Lên mã là tay 13 75.000 là có đơn mấy chị. Lên mã là tay 13, em giống như là 75.000. Có là dạng là lắc rút giống vậy nè, là dạng lắc rút nha, em giống như là em chốt cho mấy chị con này là 75.000. Lên mã là tay 13 75.000 là có đơn mấy chị, tay 13 75.000. Em qua mã đó mấy chị, có hai màu luôn nha. Mấy chị con này mấy chị lấy lên mã là N10. Con này mấy chị lấy lên mã nhẫn N10 nữa mấy chị. 70. Em chốt mấy chị là 70.000 luôn nha. Lên mã nhẫn N10. Lên mã nhẫn N10 em chốt mấy chị là 70.000 luôn nha. Con này là hộp sòn của nó, hộp sòn bự nha mấy chị. Hộp sòn ba mấy ly. Thôi đẹp. Đẹp mà. Con mấy chị lấy lên mã là nhẫn N10. Lên mã nhẫn N10 em chốt mấy chị là 70.000. Em chốt cho mấy chị con này là 70.000 luôn nha. Lên mã nhẫn N10. Lên mã nhẫn N10 em chốt mấy chị là 70.000 là có đơn mấy chị, là màu vàng nha. Màu vàng nha mấy chị. Em chốt mấy chị là 70.000. Xinh lắm luôn nha mấy chị. Nhanh nha. Em mấy chị nhẫn N1 đó chị. Nhẫn N1 này là em giống chị là 69.000 luôn nha, là một con nhẫn hàng Subia giống chị. Con này dạng nó bóng bóng đẹp lắm luôn á. Em chốt mấy chị con này là 69.000. Lên em giùm em mã là nhẫn N1. Lên em mã nhẫn N1 nha, em giống chị con này là 69.000 là có đơn. Lên em mã nhẫn N1. Mấy chị lấy con này lên em mã nhẫn N1 nha, em giống chị là 69.000. Con này mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 69.000. Lên em mã nhẫn N1. Nhẫn N1 69.000 là có đơn mấy chị, đeo lên tay xinh lắm luôn á. Không có bị khô giống chị, mang thường xuyên mang quà luôn giống chị. Em giống chị là 69.000. Còn con này mấy chị lấy lên mà nhẫn N6 lắm chị. Nhẫn N6 này là màu vàng nha. Em giống chị con này là 49.000 luôn nha. Bán tặng cho mấy chị một con nhẫn hộp cao này là 69.000. Lên mã là
lên mi mã là nhẫn N6, lên mi mã nhẫn N6 giống như là 49.000 là có đơn nha. Nhẫn N6 49.000 luôn nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 49.000. Mấy chị hết con này lên mi mã nhẫn N6, nhẫn N6 49.000 nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 49.000. Lên mi mã nhẫn N6, nhẫn N6 49.000 là có đơn nha mấy chị. Mua hàng nhớ đi lại số điện thoại giùm em là có đơn nha. Nhẫn N6 bên em bán tặng nhất luôn nha mấy chị, là em chốt mấy chị là 49.000. Cái trụ đá của nó đẹp lắm mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 49.000. Lên mi giùm em mã nhẫn N6. Lên mi mã nhẫn N6, em chốt mấy chị là 49.000. Lên mi mã nhẫn N6 giống như là 49.000 là có đơn nha mấy chị. Xinh lắm luôn á mấy chị. Đôi này tặng 35.000 luôn, em tặng lỗ luôn á. Rồi ok, nè mấy chị, con bông này nè mấy chị, một con bông mà full sọ luôn mấy chị. Một con bông full sọ luôn nha. Ê, mấy chị lấy này lên mã là bông B63. 35.000. Em chốt cho mấy chị là 35.000 luôn nha. Mấy chị coi đá nó chiếu lắm mấy chị. Đá nó chiếu đẹp lắm luôn á. Đá nó đắt lắm luôn mấy chị. Con mấy chị lấy lên mã là nhẫn lên mã là bông B63. Con mấy chị lấy lên mã là bông B63 nha, em chốt cho mấy chị con này là 35.000. Bông B63 35.000 là có đơn nha. Bông hàng siêu vi mấy chị. Đá của nó đắt lắm luôn mấy chị. Mấy chị con nó chiếu nè. Em chốt mấy chị con này là 35.000. Lên mã là bông B63. Lên mã là bông B63 nha, em chốt chị là 35.000 là có đơn nha. Bông B63 35.000. Còn nhẫn này là nhẫn N1 mấy chị, mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha. Em chốt chị là con này là 69.000. Lên mã nhẫn N1. Nhẫn N1 nhẫn hộp cao mấy chị, em chốt chị là 69.000 là có đơn. Còn con này mấy chị lấy lên mã là bông B. Con này mấy chị lấy lên mã là bông B63. Bông B63 này em chốt cho mấy chị con này là 35.000. Bán tặng giống chị nha mấy chị. Đeo lên đẹp lắm chị, nó chiếu đẹp lắm luôn nha. Mấy chị coi hộp đá nó chiếu nha. Em chốt chị là 35.000, lên mã là bông B63. Bông B63 35.000 là có đơn nha. Rồi kêu chị Huỳnh Mỹ đây là số điện thoại giùm em là có đơn nha. Mấy chị con này mấy chị lấy lên mã dân xịn lên như chị. Lên mã dây xịn 28 mấy chị. Lên mã dây xịn 28 nha. Chốt mấy chị con này là 130.000. Cả mặt với cả dây luôn là em chốt mấy chị là 130 nha. Mặt của nó là mặt hoa mấy chị. Xinh lắm luôn á mấy chị. Lên mã là dây xịn 28. Lên mã dây xịn 28 em chốt mấy chị là 130. Em chốt chấm chị là 130 sale chấm chị luôn á mấy chị. Em chốt tặng chấm chị là 130 lên mã dây xịn 28. Lên mã dây xịn 28 chấm chị là có gì không? Lên mã dây xịn 28 chúng chị là 130.000. Lên mã dây xịn 28 130.000 là có đơn nha. Con này xinh lắm luôn mấy chị. Con này màu vàng nha, màu vàng 24 nha, em chúng chị là 130. Lên mã dây xịn 2 dây xịn 28. Lên mã dây xịn 28 chúng chị là 130.000 là có đơn nha. Dây xịn 28 130 là có đơn chứ gì. Hôm qua mã luôn nha. Rồi, con này sale 89.000 mấy chị. Dây xịn 19 đó chị, dây xịn 19 là mặt của nó mặt full sọ luôn nha. Dây của nó dây sọ anh chị. Cả dây cả mặt luôn em chốt mấy chị là 85.000. Lên mã dây xịn 19. Mấy chị hết con này lên mã dây xịn 19 nha, chốt mấy chị là 85.000. Lên mã là dây xịn 19 85.000 là có đơn mấy chị. Dạ chị Hoa Mai, chị đánh cho em mã là cái mã của nó ra luôn nha, tại vì đánh một dây này thì bên em sẽ không biết là dây gì á. Con em chị lấy lên mã là dây xịn 19, em chốt mấy chị con này là 85.000 là có đơn. Lên mã dây xịn 19, em chốt cho mấy chị con này là 85.000. Cả dây cả mặt luôn là em chốt cho mấy chị 85.000. Mấy chị tranh thủ lấy con này nha, bên em đang sale giống chị còn có 85.000 thôi nha. Lên mã là dây xịn 63. Lên mã dây xịn 63 nha. Dây xịn 19. Lên mã dây xịn 19, em chốt mấy chị là 85.000 là có đơn nha. Dây xịn 19, em chốt mấy chị là 85.000. Lên mã dây xịn 19 nha, em qua mã lắm chị, hàng siêu pin nha, hàng siêu pin mình mang thường xuyên mang hoài được luôn nha mấy chị. Còn nè mấy chị, một nhẫn N nè mấy chị, một nhẫn đá màu đỏ nha. Em chốt mấy chị con này là 59.000. Lên mã nhẫn N12 mấy chị, một cái nhẫn đá đỏ luôn nha. Em chốt cho mấy chị con này là 59.000 là có đơn. Lên mã nhẫn N12. Nhẫn N12 em chốt về là 59.000 là có đơn nha mấy chị. Lên mã là nhẫn N12, nhẫn N12 59.000, nhẫn N12 59.000 là có đơn em chị. Một cái nhẫn đá đỏ em chị, cái trụ của nó đẹp lắm luôn á. Em ổ sọ nó xinh lắm luôn mấy chị. Lên mã nhẫn N12 nha, nhẫn N12 giống chị là 59.000. Nè mấy chị, con mấy chị lấy lên mã là bông B48. Lên mã là bông B48 là một con bông trái tim chữ H này luôn nha mấy chị. Mấy chị lấy này lên mã là bông B48 là bông hàng lắc kê em chị. Hàng lắc kê là mình mang thường xuyên mang hoài được luôn nha. Hàng lắc kê thì mình mang bền màu lắm luôn mấy chị. Em giống mấy chị con này là 49.000. Lên mi mã là bông B48. Mấy chị lấy cái này lên mi mã là bông B48 nha. Em giống chị là 49.000. Lên mi mã là bông B48 49.000 là có đơn. Mấy chị là một bông hàng lắc kê mấy chị. Một con bông hàng lắc kê em giống chị con này là 49.000. Lên mi mã là bông B48. Mấy chị lấy cái này lên mi mã là bông B48 nha. 49.000 là có đơn mấy chị. Em chốt mấy chị con này bông là hàng lắc kê này là 49.000. Lên mi mã là bông B48. Lên mi mã là bông B48 nha, em chốt gì là 49.000 là có đơn nha mấy chị. Em qua mã luôn nha.
nè mấy chị, em có một con bông lắc cơ này cũng xinh lắm nè. Cái này đâu phải lắc, cái này không phải lắc cơ mấy chị, cái này không phải lắc cơ giùm em nhé. Con mấy chị lấy lên em mã là bông B 41. Con này mấy chị lấy lên em mã là bông B 41 là một đôi bông full sọ hết luôn nha. Em chốt mấy chị con này là 35.000. Lên em mã là bông B 41. Con này mấy chị lấy lên em mã là bông B 41 nha, em chốt chị là 35.000 là có đơn. Bông B 41 35.000 nha. Một đôi bông full hết sọ lắm chị. Con này là bông đích đẩy nha. Em chốt mấy chị con này là 35.000. Lên em mã là bông B 41 nha mấy chị. Lên em mã là bông B 41, em chốt mấy chị là 35.000. Bông B 41 35.000 là có đơn nha mấy chị. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 35.000. Một đôi bông full sọ luôn nha mấy chị, em chấm chị là 35.000. Con này là một con đôi bông hàng Subin nha, mang tay xinh lắm luôn mấy chị, mang lên tay xinh lắm luôn nha, nó chiếu đẹp lắm luôn mấy chị. Em chấm chị là 35.000, lên mã là bông B 41 35.000 là có đơn mấy chị. Nè mấy chị, con này mấy chị lấy lên mã dây T14 nha mấy chị. Con mấy chị lấy lên mã dây T14 là một con dây hàng titan anh chị. Cái này là dạng hai mặt tròn luôn nha. Em chấm chị con này là 45.000, lên mã dây T14. Dây T14 này xinh lắm luôn mấy chị, xinh cực kỳ luôn nha. Em chốt chị là 45.000. Lên mã dây T14. Lên mã dây T14 em chốt mấy chị con này là 45.000 là có đơn. Em chị là hàng titan mình mang hoài mang xin luôn nha. Em chốt tặng cho mấy chị con này là 45.000 là có đơn. Lên mã dây T14. Lên mã dây T14 nha, em chốt chị là 45.000 là có đơn nha. Mấy chị lấy con này lên mã dây T14. Lên mã dây T14 nha, em chốt chị là 45.000 là có đơn nha mấy chị. Hàng titan giống chị mình mang nó không có bị ngứa nha. Em chốt giống chị con này là 45.000, lên mã dây T14. Lên mã dây T14 chốt chị là 45.000 là có đơn nha. Rồi em qua mã lắm chị còn ít thôi nha. Mấy chị, một con nhẫn tinh xỉu luôn nè. Một nhẫn siêu phẩm bên em luôn nha. Mấy chị lấy con này lên mã nhẫn N5. Lên mã nhẫn N5 nha, chốt chị con này là 75.000 luôn giống chị. Một con nhẫn siêu phẩm lắm chị. Em chốt cho mấy chị con này là 75.000. Lên mã nhẫn N5. Lên mã nhẫn N5 nha, chốt chị là 75.000 là có đơn không chị. Lên mấy chị lấy hết con này lên mã nhẫn N5, em chốt chị là 75.000 là có đơn không chị. Lên mã nhẫn N5 75.000 em qua mã luôn mấy chị. Đây em lên một con bông. Con này bán tặng giống vậy luôn nha, bông hàng số bên giống chị, bông hàng số bên mang bền màu lắm luôn nha. Con mấy chị đấy lên mi mã là bông B49, lên mi mã là bông B49 nha, em giúp chị là 35.000. Lên mi mã là bông B49 35.000 là có đơn giống chị. Một con bông khoen tròn giống chị, một con bông khoen tròn em giúp chị là 35.000. Lên mi mã là bông B49, lên mi mã là bông B49 em giúp chị là 35.000. Lên mi mã là bông B49 giống chị, em chốt giống chị con này là 35.000 là có đơn nha. Con này là bông hàng số bên giống chị. Là một con bông hàng Subin nha, em chốt chị là 35.000. Lên mã là bông B 49. Mấy chị lấy con này lên mã là bông B 49 nha, em chốt chị là 49.000. Em chốt mấy chị là 35.000 thôi nha, bán tặng em chị là 35.000. Lên mã là bông B 49 35.000 là có đơn nha. Em chốt giống chị là 35.000 luôn nha mấy chị. Còn cái này mấy chị lấy lên giùm em mà nhẫn hộp ca lắm chị. Nhẫn hộp ca này là em chốt giống chị con này là 69.000 luôn nha. Lên mã nhẫn hộp ca 69, nhẫn hộp ca hàng titan lắm chị. Mình mang thường xuyên được nha. Em chốt giống chị con này 69.000. Lên mã là nhẫn hộp ca 69. Lên mã nhẫn hộp ca 69 nha, em chốt chị là 69.000. Đây là hàng của Cartier lắm chị. Em chốt chị là 69.000 hàng titan, mình mang thường xuyên mang hoài luôn nha mấy chị. Mấy chị. Con nhẫn N lắm chị, nhẫn N là dạng là giống cái lắc gì lắm chị, dạng lắc phiên lật gì đó mà nó là cái nhẫn nha. Con mấy chị lấy lên mã nhẫn N2. Màu trắng thì mấy chị lấy lên mã nhẫn N2 nha, em giúp chị là 75.000. Lên mã nhẫn N2 75.000 là có đơn, hàng titan lắm chị. Hàng titan là mình mang hoài mang thường xuyên luôn nha. Mấy chị lấy con này lên mã là nhẫn N2 nè mấy chị. Lên mã nhẫn N2. Nhẫn N2 này em giúp chị là 75.000, lên mã nhẫn N2 75 là có đơn mấy chị. Con này có màu trắng thì nam nữ gì mang cũng được luôn nha, em giúp chị là 75.000. Còn màu vàng này mấy chị lấy lên mã nhẫn N3. Lên mã nhẫn N3 em giúp chị là 75.000 luôn nha. Hàng titan nha mấy chị, hàng titan mình mang thường xuyên được nha. Con mấy chị lấy lên mã là nhẫn N3, lên mã nhẫn N3 em giúp chị là 75.000 nha. Còn màu trắng lên mã là nhẫn N2 giúp chị. Màu trắng thì lên mã nhẫn N2 giúp chị là 75.000 luôn nha. Lên mã nhẫn N2. Lên mã nhẫn N2 giúp chị là 75.000, còn này nhẫn N3 nữa chị. Nhẫn N3 này em giúp chị là 75.000 luôn nha. Em chốt giúp chị là 75.000. Qua mã lắm chị, còn ít thôi nha. Đánh gì vậy? Đeo lên một sợi dây mẹ giống chị luôn nè mấy chị.
con nói chị lấy lên mã dây mẹ 75 nha, 79 nha, em chốt chị là 79.000. Mấy chị lấy con này lên mã dây mẹ 79, em chốt cho mấy chị con này là 79.000 là một sợi dây mẹ hàng hàng số biên nha mấy chị. Hàng số biên dây của này là dây mì luôn nha. Mấy chị lấy con này lên mã là dây mẹ 79. Lên mã dây mẹ 79 em chốt chị là 79.000. Lên mã dây mẹ 79. Em chốt chấm gì một sợi dây mẹ cẩm thạch này là 79.000 luôn nha. Lên mã là dây mẹ 79, lên mã dây mẹ 79 em chốt chấm gì con này là 79.000 là có đơn nha mấy chị. Dây mẹ 79 nha. 79.000 là có đơn nha mấy chị. Em chốt chấm gì con này là 79.000, lên mã dây mẹ 79 là có đơn nha. Dây mẹ 79 là có đơn nha mấy chị. Đây mấy chị, một sợi này. Một cái nhẫn đẹp luôn nha mấy chị, nhẫn đẹp này là nhẫn đẹp full sò hết luôn nha. Em chốt chấm chị con này là 69.000, lên mã nhẫn đẹp 1. Lên mã nhẫn đẹp 1 nha, em chốt giờ là 69 nha, là có đơn nha mấy chị. Là một nhẫn đẹp màu trắng nha, hàng Subin nha mấy chị. Em chốt gì con này là 69.000. Lên cho em mã là nhẫn đẹp 1. Lên mã nhẫn đẹp 1 nha, em chốt giờ là 69 nha, là có đơn mấy chị. Là một nhẫn hàng Subin mình mang thường xuyên mang quà luôn nha. Là một nhẫn full sò lắm chị, em chốt giờ là 69.000. Lên mã nhẫn đẹp 1. Lên mã nhẫn đẹp 1 nha, em chốt giờ là 69.000, là có đơn nha mấy chị. Mấy chị lấy cái này lên mà nhẫn đẹp 1, nhẫn đẹp 1 69.000 em qua mã đó mấy chị. Đây một sợi bông, một con bông ngọc trai lắm chị. Bông ngọc trai này là hàng titan luôn nè mấy chị. Một bông ngọc trai này là hàng titan, ủa hàng lucky mấy chị. Con này là hàng lucky. Con mấy chị lấy lên mã là bông ngọc trai. Bông ngọc trai hàng lucky này là mình mang thường xuyên mang hoài lắm chị. Hàng lucky thì mình mang thường xuyên mang hoài không bị đen không bị bay màu luôn nha. Em chốt giống chị con này là 59.000. Đây mã là bông ngọc trai 59. Mấy chị lấy con này lên mã là bông ngọc trai 59, em chốt cho mấy chị con này là 59.000. Dạ dây mẹ có bán lẻ mặt luôn nha chị, dây mẹ có bán lẻ mặt luôn nha. Con này mấy chị lấy lên mã là bông ngọc trai, em chốt mấy chị là 59.000 một con bông hàng lucky mấy chị. Em chốt tặng chúng chị con này là 59.000, lên mã là bông ngọc trai 59, em bán tặng chúng chị là 59.000 là có đơn mấy chị. Em chốt tặng chúng chị là 59.000 qua mã đó nha. Đây một con lắc khuyên lạnh mấy chị, một con lắc đẹp nha. Con này mấy chị lấy lên mã là lắc đẹp 85. Những chị con mấy chị lấy lên mã lắc đẹp 85 là dạng lắc phiên lập nha. Em chốt mấy chị con này là 85.000, lên mã là lắc đẹp 85. Mấy chị lấy sợi này lên mã là lắc đẹp 85 nha, em chốt tặng những chị con này là 85.000. 85.000 là có đơn mấy chị, lên mã là lắc đẹp 85. Lên mã là lắc đẹp 85 nha, em chốt mấy chị là 85.000. Nếu mà mấy chị lấy mặt mẹ lẻ lên mã là mẹ cấm thạch nha mấy chị. Lên mã là mẹ cấm thạch em chốt mấy chị là 40.000. Lên mã là mặt mẹ cấm thạch nha. Lên mã là mặt mẹ cấm thạch là em chốt mấy chị là 40.000 một cái mặt này luôn nha mấy chị. Lên mã là mặt mẹ cấm thạch. Lên mã là mặt mẹ cấm thạch nha, em chốt mấy chị là 40.000, mặt mẹ cấm thạch là 40.000 luôn nha mấy chị. Bán cho mấy chị là 40.000. Còn em mấy chị để lên mã lắc đẹp 85 nha mấy chị, lắc đẹp 85 chính chị là 85.000 luôn nha. Lên mã lắc đẹp 85. Mấy chị lấy này lên mã là lắc đẹp 85 nha, em chốt cho mấy chị con này là 85.000. Lên mã lắc đẹp 85 nha mấy chị, em chốt tặng cho mấy chị con này là 85.000 luôn nha. Lắc đẹp 85 là dạng lắc khuyên lật nha mấy chị. Nha mấy chị nhẫn đẹp, nha mấy chị nhẫn đẹp là nhẫn dạng chéo nha. Con mấy chị lấy lên mã nhẫn đẹp 65. Con mấy chị lấy lên mã nhẫn đẹp 65 em có màu trắng với màu vàng nha, em chốt giờ là 65.000. Lên mã là nhẫn đẹp 65 là có đơn nha mấy chị. Lên mã nhẫn đẹp 65 em có màu trắng với màu vàng là em chốt mấy chị con này là 65.000 là có đơn nha mấy chị. Lên mã nhẫn đẹp 65 trắng hoặc vàng giúp em nha. Lên mã nhẫn đẹp 65 trắng hoặc vàng giúp em nha, em chốt mấy chị con này là 65.000. Nhẫn đẹp 65 là có đơn mấy chị, em chốt giống chị con này là 65.000. Có màu trắng với màu vàng luôn mấy chị, có đủ này giống chị luôn nha. Mấy chị lắc hoa nè, lắc hoa trắng với lắc hoa vàng luôn nha. Lắc hoa trắng với lắc hoa vàng luôn, em chốt mấy chị con này là 90.000. Lên mã lắc hoa trắng hoặc lắc hoa vàng nha. Lắc hoa trắng hoặc lắc hoa vàng dạng này là dạng lắc hoa 3D mấy chị, em chốt chị con này là 90.000. Lên mã lắc hoa trắng hoặc lắc hoa vàng mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là trắng 90.000, bán tặng em chị là 90.000 một con lắc hoa này luôn nha. Lên mã là lắc hoa trắng hoặc lắc hoa vàng. Còn này mấy chị lấy lên mã là nhẫn đá hồng nè mấy chị. Nhẫn đá hồng nha. Nhẫn đá hồng này em chốt mấy chị là 90 luôn nè mấy chị. Lên mã nhẫn đá hồng 90. Con này hàng đắt lắm nó vậy, đá nó đẹp đúng không mấy chị. Em chốt mấy chị là 90.000, lên mã là nhẫn đá hồng 90. Lên mã nhẫn đá hồng 90 nha, em chốt chị con này là 90.000 là có đơn nha mấy chị. Lên mã nhẫn đá hồng 90 là có đơn. Con này xinh lắm luôn nha mấy chị. Con này mang lên tay xinh lắm luôn nha. Đá của nó hàng đắt lắm luôn mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 90.000 là có đơn. Lên mã là nhẫn đá hồng 90. Lên mã nhẫn đá hồng 90 em chốt cho mấy chị này là 90.000 luôn nha. Còn cái này mấy chị lấy lên mã là lắc bi 64 nha, em chốt chị là 64.000 luôn nha mấy chị. Lắc bi 64 này là màu trắng nha, hộp bi của nó là hộp bi bự mấy chị. Em chốt chấm gì là 64.000. Lên mã lắc bi 64.
Mấy chị lấy con này lên mày mã lắc B64 nha, giống như là 64.000 là có đơn nha. Mấy chị lấy con này lên mày mã lắc B64 em giống như là 64.000 là có đơn nha mấy chị. Cái này là hàng subin mấy chị, hàng subin này là được chạm đẹp lắm nha. Con lắc này được chạm đẹp lắm mấy chị coi giùm em nha. Lên mã lắc B64 giống như là 64.000, lên mã là lắc B64, em chốt cho mấy chị con này là 64.000 là có đơn nha, lắc pin màu trắng mấy chị. Lắc pin màu trắng đó em giống như là 64.000. Mấy chị con này mấy chị lấy lên nhưng mà nhận đá xanh lắm chị, nhận đá xanh này là hộp của nó hộp nhỏ lắm chị. Em chốt mấy con này hộp cao, hộp một hộp màu xanh lắm chị. Em chốt mấy chị con này là 49.000. Lên nhưng mà nhận đá xanh 49 nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị một con nhận này 49.000. Mấy chị lấy này lên nhưng mà là nhận đá xanh, em chốt mấy chị là 49.000 là có đơn lắm chị. Lên nhưng mà nhận đá xanh 49.000 là có đơn nha. Một con nhận hộp cao lắm chị. Một con nhận hộp cao em chốt mấy chị là 49.000, lên nhưng mà nhận đá xanh 49. Lên nhưng mà nhận đá xanh 49 em chốt mấy chị là 49.000 là có đơn nha. Lên mã là nhận đá xanh em chú gì là 49.000 là có đơn chị, nhận đá xanh 49.000. Có dòng 120 nè mấy chị, dòng 120 này là em chú mấy chị là 120 luôn nè, có trắng với vàng luôn nè mấy chị. Lên mã là dòng 120. Con mấy chị lấy lên mã dòng 120 nha, em chú gì là 120.000 là có trắng với vàng luôn nha. Em chú giống chị là 120.000 là có đủ ni giống gì luôn nha mấy chị. Lên mã dòng 120. Lên mấy dòng 120 nha, em giống như là 120.000 luôn mấy chị. Là hàng số bia nha mấy chị. Em chốt mấy chị con này là 120.000. Mấy chị lấy cái này lên mấy dòng 120 nha mấy chị. Dòng 120 nè em giống như là 120.000. Lên mấy dòng 120 nha. Có trắng với vàng luôn nha mấy chị. Em giống như là 120.000. Rồi hỏi chị Phương có like không? Còn mấy chị lấy lên mấy dòng 120 nha, em giống như là 120.000 luôn nha. Lên mấy dòng 120 nha mấy chị. Em giống như là 120.000. Mấy chị lấy này lên mấy mã dòng 120 nha. Em chốt mấy chị con này là 120.000 là có đơn mấy chị. Lên lại xếp hồng cho mình. 69 chị. Có gì mấy chị lấy thì đánh mấy mã là xếp hồng 69 nha. Con mấy chị lấy lên mấy mã lắc bi 49 nha mấy chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã là lắc bi 49 nha. Giống như là 49.000. Mấy chị lấy này lên mấy mã là lắc bi 49. Em chốt cho mấy chị con này là 49.000 luôn nha. Là một lắc bi màu trắng nha mấy chị. Lên mấy mã là lắc bi 49. Lên mấy mã lắc bi 49 nha, giống như là 49.000. Mấy chị lấy cái này lên mấy mã lắc bi 49 nha, giống như là 49.000 là có đơn mấy chị. Em chốt giống như con này là 49.000 là một con lắc bi màu trắng nha, 49.000 là có đơn. Con lắc bi 55 nè mấy chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã lắc bi 55 nha, em chốt mấy chị con này là 55.000. Lên mấy mã lắc bi 55 là có đơn mấy chị. Em chốt giống như con này là 55.000 là có đơn. Mấy chị lấy cái này lên mấy mã là lắc bi 55 nha mấy chị. Lắc bi này em giống như là 55.000 là một lắc bi ba màu nha. Một lắc bi ba màu này em giống như là 55.000. Lên mấy mã lắc bi 55 là có đơn mấy chị. Em chốt giống như con này là 55.000. Rồi em qua mã đó mấy chị. Mấy chị, một con dây bíp 22 luôn nha. Em chốt mấy chị con này là 55.000 luôn nè mấy chị. Con mấy chị lấy lên mấy mã là dây bíp 22, em chốt với chị là 55.000 là một cái dây hàng titan nha, mình mang hoài, mình mang thường xuyên luôn nha. Em chốt với chị con này là 55.000 lên mấy mã là bông dây bíp 22, em chốt với chị là 55.000 là có đơn hàng titan đúng không chị? Hàng titan là mình mang hoài, mang thường xuyên luôn nha. Mấy chị hết con này lên mấy mã là dây bíp 22, em chốt với chị là 55.000. Hàng titan mình con này mang lên sang lắm đúng không chị? Em chốt với chị là 55.000 là có đơn nha. Còn 6 dây thôi nha mấy chị. Còn mấy chị lấy lên mấy mã là bông K60 đúng không chị? Con này mấy chị lấy lên mấy mã là bông K60 em chấm gì, con này là 25.000. Một đôi bông ngoài hình ngoài sao gì, con này là dạng là khoen bấm luôn nha. Em chốt chấm gì con này là 25.000. Lên mấy mã là bông K60. Lên mấy mã là bông K60 em chấm gì là 25.000 là có đơn không chị. Em chốt tặng chấm gì con này là 25.000. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là bông K60. Lên mấy mã là bông K60 nha, 25.000 là có đơn. Em chốt chấm gì con này là 25.000. Lên mấy mã là bông K60 25.000 là có đơn không chị. Em chốt giống như con này là 25.000. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là bông K60 nha, em chốt giống như là 25.000 là có đơn nha mấy chị. Mấy chị lấy con này lên mấy mã là bông K60 giống như là 25.000. Dạ, dạ, cặp vòng này là cặp vòng 55 nha, em chốt giống như là 55.000 luôn nha mấy chị. Nè mấy chị, con này mấy chị lấy lên mấy mã là bông C15 nha mấy chị, là một con bông dạ, là một con bông hàng lắc cơ mấy chị.
là một cái bông hành lá kê mình mang thường xuyên mang hoài luôn được mấy chị. Em cho mấy chị con này là 49.000. Lên mi mã là bông C 15 là một con bông hành lá kê mình mang hoài mang thường xuyên giúp em luôn nhá. Em cho mấy chị là 25.000. Ở 49.000 lên mi mã là bông C 15. Lên mi mã là bông C 15 49.000 là có đơn. Lên mi mã bông C 15 49.000 là một con bông hành lá kê mấy chị. Một con bông hành lá kê mình mang hoài mang thường xuyên luôn giúp em nha. Em cho mấy chị là 49.000 là có đơn nha mấy chị. Hành lá kê em chị, con này là dạng khoen bấm nha. Con này là dạng khoen bấm em chị. Em cho mấy chị con này là 49.000, lên mi mã là bông C 15. Lên mi mã là bông C 15 49.000 có đơn. Bông C 15 49.000 là có đơn nha mấy chị. Chốt cho mấy chị là 49.000 luôn nha. Mấy chị con này mấy chị lấy lên mi mã là JB 120 nha mấy chị. JB 120 là JB màu vàng này luôn nha. Em chốt cho mấy chị cả dây cả mặt luôn là 120.000. Lên mi mã JB 120. Lên mi mã JB 120 nha mấy chị là 120.000. Mấy chị lấy cái này lên mi mã JB 120 nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 120.000. Mấy chị lấy cái này lên mi mã JB 120 nha mấy chị. JB này em chốt cho mấy chị con này là 120.000 là có đơn nha. Là một JB hàng thu bia nha mấy chị. Là một cái JB hàng thu bia nha mấy chị là 120.000 là có đơn nha mấy chị. Lên mi mã JB 120. Mấy chị lấy cái này lên mi mã JB 120 nha mấy chị là 120.000 luôn nha. Em chốt cho mấy chị là 120.000 luôn nha mấy chị. Anh chị em lên con này cuối like giống chị luôn nha. Con mấy chị lấy lên mi mã là bông C4. Mấy chị lấy này lên mi mã là bông C4 cho mấy chị là 55.000 là một cái bông hàng lắc kê luôn anh chị. Một cái bông hoa hàng lắc kê luôn nha. Em cho mấy chị là 55.000. Lên mi mã là bông C4. Mấy chị lấy con này lên mi mã là bông C4 nha, em cho mấy chị là 55.000. Lên mi mã là bông C4 nha mấy chị. Bông C4 là một cái bông hàng lắc kê. Con này là dạng khoen bấm luôn mấy chị. Em chốt cho mấy chị con này là 55.000. Lên mi mã là bông C4. Mấy chị lấy con này lên mi mã là bông C4 nha, em cho mấy chị là 55.000 là có đơn mấy chị. Mấy chị hết con này lên mi mã là bông C4 nha. Em chốt cho mấy chị con này là 55.000. Em chốt cho mấy chị con này là 55.000 luôn nha. Mấy chị tranh thủ lấy giùm em nha, còn ít thôi nha mấy chị. Còn ít thôi nha nên em qua nhanh cho mấy chị luôn nha mấy chị. Em có bông vành tay nữa nè. Bông vành tay này là mấy chị lấy lên mi mã là bông vành tay 55 nha. Em chốt chị là 55.000 là có màu trắng với màu vàng luôn nha. Em chốt cho mấy chị con này là 55.000. Lên mi mã là bông vành tay 55. Em chốt cho mấy chị con này là 55.000 là có đơn nha. Mấy chị lấy này lên mi mã là bông vành tay 55. Em chốt cho mấy chị con này là 55.000. Con này là hàng Subi nha mấy chị. Con này là hàng Subi nha. Em chốt chị là 55.000 là có đơn nha. Mấy chị lên bông cuối la giống chị, con này mấy chị lấy lên mi mã là bông độc lạ nha. Con này mấy chị lấy lên mi mã là bông độc lạ, em giống chị là 55.000. Lên mi mã là bông độc lạ. Mấy chị lấy này lên mi mã là bông độc lạ nha, em giống chị là 55.000 là có đơn nha mấy chị. Là một cái bông độc lạ hàng Subin nha. Em giống mấy chị con này là 55.000, lên mi mã là bông độc lạ. Mấy chị lấy này lên mi mã là bông độc lạ nha, là dạng bông ngũ sắc giống chị. Là dạng bông ngũ sắc nha, em giống chị là 55.000. Lên mi mã là bông độc lạ. Lên mi mã là bông độc lạ, em giống chị là 55.000 là có đơn nha mấy chị. Mấy cái hàng này đẹp lắm mà mang bền màu lắm mấy chị. Mấy chị tranh thủ lấy giùm em nha. Lên mi mã là bông độc lạ, em giống như là 55.000 là có đơn nha mấy chị. Bye bye mấy chị nha. Có gì mang chị Phương lo tiếp cho mấy chị luôn nha mấy chị. Bye bye mấy chị.